Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 146. Bạch tiền bối cố hương. Tống Thư Hàng nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Bởi vì hắn nhớ kỹ, nếu như có thể tìm tới bạch tiền bối cố hương, liền có thể thu hoạch được càng nhiều liên quan tới hiện thế bạch tiền bối lai lịch thân phận. Lần trước, tại hiện thế bạch tiền bối chủ động yêu cầu bên dưới, hai vị bởi vì các loại nhân tố, kiểu gì cũng sẽ vô ý thức tránh đi đối phương bạch tiền bối, lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Hai bạch lần thứ nhất gặp mặt về sau, lẫn nhau cùng hưởng tình báo trong tay của chính mình tỷ như thiên đạo bạch có lưu lại một chuẩn bị ở sau rất có thể là cái muội muội tình báo. Tỷ như duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản chế tác phương thức. Cuối cùng, hai vị bạch tiền bối lại đối thân phận của nhau tiến hành xác minh. Hai vị bạch tiền bối ở giữa, có quá nhiều cùng thông điểm, bất kể là tướng mạo vẫn là tính cách. Thậm chí ngay cả hắc lịch sử đều giống như đúc tóc dài tới eo có thể đối hai vị bạch tiền bối sinh ra song sát hiệu quả. Nhưng là, tại tóc dài tới eo sự kiện bên trong, hai vị bạch tiền bối ký ức, nhưng lại có chỗ khác nhau. Tại hiện thế bạch tiền bối trong trí nhớ, hắn chính là vị kia tiểu bạch. Mà tại bạch tiền bối trong ấn tượng, hắn là cái kia nắm bạch mã, anh tuấn thiếu niên lang bộ phận này ký ức, là hắn cùng thiên đạo bạch cùng sở hữu. Tại bạch trong trí nhớ, một ngày nào đó, thân là sa mạc hóa thân tiểu bạch xảy ra vấn đề, hắn đột nhiên không cách nào duy trì tự thân tồn tại, bắt đầu sụp đổ, bắt đầu biến mất. Mà bạch vì lưu lại tiểu bạch, cuối cùng lựa chọn luyện hóa cái kia phiến sa mạc, cùng tiểu bạch dung hợp, từ bỏ tên của mình, trở thành bạch. Hai vị bạch tiền bối ở giữa ký ức, sinh ra xung đột. Thế là một ngày đó, vừa nuốt vào một cái trọng sinh đan, không sợ chết Tống Thư Hàng, vén tay áo lên, tại bạch tiền bối đồng ý bên dưới. Lần thứ nhất dùng xem xét bí pháp giám định liên quan tới hắn tin tức. Cuối cùng được đến mấy cái tình báo hữu dụng. 1. Bạch tiền bối là nhân loại. 2. Bạch tiền bối với cái thế giới này tới nói, là độc nhất vô nhị tồn tại, hắn tồn tại căn nguyên không giống bình thường. 3. Tìm kiếm được bạch tiền bối cố hương, hoặc thu hoạch được càng nhiều tin tức. Bạch đạo hữu cố hương, tại Gô Thánh Sơn phụ cận. Thanh Loan tiên tử hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Thánh, chẳng lẽ Bạch Thánh là thú tu giới thành viên? Chính ta cũng không quá xác định, liên quan tới ta cố hương ký ức, rất mơ hồ. Có thể là bởi vì thời gian quá lâu, cũng có thể là ta thuở thiếu thời thi triển qua bí pháp di chứng. Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng nhìn về phía Gô Thánh Sơn, khẽ mỉm cười nói, trực giác của ta nói cho ta biết, chờ tiến vào Gô Thánh Sơn về sau, chúng ta sẽ có thu hoạch. Bạch tiền bối nửa cái chân thân từ cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong thoát ra, lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ đến Gô Thánh Sơn đến mạo hiểm. Bạch tiền bối lại có một tòa bia đá pháp khí, tại hắn thành đạo trước đó bị thú tu giới một đầu phượng hoàng cho mượn đi, hiện tại liền lưu tại Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa bên trong. Hai cái bạch tiền bối mục tiêu trước mắt, đều không hẹn mà cùng chỉ hướng Gô Thánh Sơn. Sở dĩ bạch tiền bối, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ xông vào một lần Gô Thánh Sơn. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói, tùy thân mang theo bạch tiền bối, Gô Thánh Sơn thí luyện hắn không còn sợ hãi. Vậy ta mang mọi người tiến về ta chuẩn bị xong chỗ ở, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Thanh Loan tiên tử khuôn mặt ửng đỏ, ở bên cạnh thay Tống Thư Hàng bọn người dẫn đường. Tống Thư Hàng lúc đầu chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến đấu ngày mai Gô Thánh Sơn thí luyện. Nhưng không nghĩ tới. Vừa đến Thanh Loan tiên tử an bài cho hắn nơi ở không bao lâu, hắn liền bắt đầu công việc lu bù lên. Có một nhóm bị cửu u tà năng chiều sâu cảm nhiễm người bệnh, tìm tới cửa. Bọn hắn cái kia dáng vẻ đáng yêu, bọn hắn cái kia khát vọng cứu vớt ánh mắt, bọn hắn cái kia thấy được hy vọng thần sắc, khiến cho Tống Thư Hàng không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt. Hắn mặc dù đã mất đi nhân tâm, nhưng gỗ tâm cũng dị thường mềm mại. Vô luận như thế nào hung danh bên ngoài. Tống Thư Hàng trên bản chất điểm này tiểu thiện lương, cũng không có đánh mất đây cũng là cửu châu nhất hào quần tiền bối cùng hai vị bạch tiền bối thưởng thức hắn địa phương. Mà nhóm này cảm nhiễm người bệnh vô cùng nhiệt tình bọn họ chạy tới trước liền trải qua cao nhân chỉ điểm. Sở dĩ mỗi chữa cho tốt một nhóm người bệnh về sau, Tống Thư Hàng đem số lớn vật liệu luyện khí, dược liệu hạt giống, linh thực trái cây cuốn vào đến hạch tâm thế giới. Đối với thù lao, Tống Thư Hàng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn cũng không phải loại kia cổ hủ người hiền lành. Những thù lao này, cũng vừa đúng là thứ mà hắn cần. Hạch tâm thế giới như vậy lớn, có thể gieo trồng linh thực địa phương quá nhiều, nhiều loại điểm đối hạch tâm thế giới phát triển có chỗ tốt.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy vị đệ tử cũng còn không đánh đúc bản mệnh pháp khí, thân là sư phụ, hắn đến làm đệ tử nhóm chuẩn bị điểm tích xúc, để các đệ tử tại tu luyện thời điểm có thể thắng bởi hàng bắt đầu bên trên. Tháng 12 tham gia Tô Thị Niên Hội, cũng không dễ tay không tới cửa đúng không? Mà lại, đến thú tu giới một chuyến, quay đầu dù sao cũng phải cho Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối mang một ít thổ đặc sản Tam Lãng tiền bối đều mang theo, hắn bao nhiêu cũng phải mang một ít. Chuyến này trị liệu xong tới, không cẩn thận đã đến đêm khuya. Một ngày cứ như vậy đi qua. Bệnh hoạn đã chữa trị không sai biệt lắm, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới lại ăn no dừng lại, quà tặng càng là thu đến mỏi tay. Thư Hàng, người bên này kết thúc rồi à? Lúc này, Tô Thị A Thập Lục đẩy cửa vào. Phía sau của nàng, bảo đao trôi lơ lửng trên không trung. Vị kia trưởng thành bản A Thập Lục nằm tại bảo đao độn quang bên trên. Vị này trưởng thành A Thập Lục, vẫn chưa có tỉnh lại. A Thập Lục mới vừa vào cửa, đột nhiên có hơn ngàn đạo xúc tu hướng nàng bay tới. Là Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới hoa sen sợi rễ. Những thứ này sợi rễ tốc độ nhanh như thiểm điện, A Thập Lục còn không kịp phản ứng, những thứ này sợi rễ đã đâm vào nàng sau lưng cái kia trưởng thành bản A Thập Lục trên người. Đợi đã, đâm sai rồi, Tống Thư Hàng kêu lên. Hắn vừa rồi ý thức đang tại hạch tâm thế giới, chỉnh lý hôm nay thu hoạch. Kết quả hoa sen sợi rễ tựa hồ đem trưởng thành bản A Thập Lục xem như là bệnh hoạn, tự động cho nàng đâm một châm. Tô Thị A Thập Lục dở khóc dở cười. Tống Thư Hàng vội vàng cấp sợi rễ hạ đạt chỉ lệnh, mau trở lại. Hoa sen sợi rễ siêu 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 chạy trở về. Mặc dù kịp thời bị Tống Thư Hàng kêu dừng, nhưng hoa sen sợi rễ tại cắm rễ trong nháy mắt, liền đã từ trưởng thành bản A Thập Lục trên người, hấp thu đến một chút năng lượng. Hôn mê bên trong trưởng thành bản A Thập Lục nhíu mày, phát ra thống khổ tiếng hừ lạnh. Còn tốt không rút thành người khô, Tống Thư Hàng vỗ tay phát ra tiếng, hoa sen hình chiếu biến mất không thấy gì nữa. Bạch Long tỉ tỉ từ Tô Thị A Thập Lục trên người hiển hiện, hiếu kỳ hỏi, người hoa sen hình chiếu sợi rễ, có thể rút ra không chỉ là cửu u tà năng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hạch tâm liên hoa không thế nào kén ăn. Cái kia, muốn hay không thử rút ra bên dưới A Thập Lục lực lượng. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ kéo dài, thổi mạnh bản thân long cái cằm. Tống Thư Hàng trừng to mắt, một mặt mộng bức. Ngươi tu luyện không phải thánh viên long lực thần công nha, đã vì kia vân tước tử nhắc nhở ngươi mang long đi vào, nhưng A Thập Lục lại không danh ngạch. Sở dĩ, không bằng ngươi rút một phần A Thập Lục năng lượng, giữ lại dự bị. Bạch Long tỉ tỉ nói. Tống Thư Hàng nhìn về phía A Thập Lục. Dùng xúc tu đâm nàng. Không nên không nên, não bổ một chút về sau. Hình tượng này tốt hỏng bét. Khục, Bạch Long tỉ tỉ không cần lo ngại. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói, coi như A Thập Lục không có tiến vào Gô Thánh Sơn thí luyện danh ngạch, nhưng không phải còn có Bạch Tiền Bối phá phòng tối bản duy nhất một lần phi kiếm nha. Tô Thị A Thập Lục ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Long tỉ tỉ, nói, mà lại, muốn rút năng lượng lời nói, không phải hẳn là rút Bạch Long tỉ tỉ lực lượng của ngươi mới là sao? Tống Thư Hàng gật đầu đồng ý nói, dù sao, Bạch Long tỷ tỷ ngươi mới là chân long a. Bạch Long tỷ tỷ trầm mặc. Nàng cúi đầu nhìn qua Tống Thư Hàng, theo dõi hắn xem xét nửa ngày. Cuối cùng, nàng khe khẽ lắc đầu, thở dài nói, quả nhiên, cùng như ngươi loại này 10 năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thử thiếu niên lang bắt đầu giao lưu, đặc biệt mệt mỏi. Cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi lại đem cầm không được. Ta vì ngươi trợ công, ngươi cứ nhiên muốn dùng xúc tu đâm ta. Tống Thư Hàng luôn cảm giác Bạch Long tỉ tỉ móc lấy cong đang giễu cợt hắn. Chi? Lúc này, môn lại bị người đẩy ra. Trễ như vậy, hai người các ngươi còn không nghỉ ngơi. Ngủ không được sao? Bạch Tiền Bối bưng lấy một cái ấm nước không tiến đến, đưa nó đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp nhận ấm nước không về sau, rất tự nhiên hướng hạch tâm thế giới hoạt tuyển con suối đưa tới, chứa đầy nước lấy ra, đưa cho Bạch Tiền Bối, nói, ta vừa làm xong. Ta nhìn Thư Hàng gian phòng đèn vẫn sáng, liền đến nhìn xem. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Đã cũng còn không ngủ, vậy ta mời các ngươi uống trà. Giữa trưa ta tại thú tu giới dạo phố lúc, mua được hoa trà, trà này uống về sau, có thể tăng cường giấc ngủ khối lượng, hiệu quả rất không tệ. Bạch Tiền Bối mỉm cười nói. Dưới ánh trăng tiểu đình bên trong, Bạch Tiền Bối bắt đầu nấu nước, pha trà. Quy Tiền Bối, Thông Nương, Tô Thị A Thập Lục, Tống Thư Hàng ngồi hàng hàng.
cũng không biết Bạch tiền bối cái này hoa trà là hoa gì chế thành, đặc biệt hương. Tống Thư Hàng uống một chén về sau, mí mắt liền trở nên nặng nề. Tục một chén về sau, uống vào liền ngủ mất. Mê mẩn dán ở giữa, Tống Thư Hàng lại mơ tới một cái quen thuộc tràng diện. Đó là một mảnh trắng noãn tầng mây thế giới. Tống Thư Hàng tại tầng mây bên trong hành tẩu, như là đạp ở trên bông. Tại hắn phía trước, có một bóng người đang tại dẫn đường, hắn đi theo phía sau. Đi tới, phía trước đạo thân ảnh kia đột nhiên quay người. Nho ra thánh nhân. Thánh nhân hai mắt, sáng tỏ như húc nhật. Nhìn thấy quen thuộc rất sâu thánh nhân, Tống Thư Hàng phần eo liền ẩn ẩn phát đau nhức hắn nghiên cứu qua, cái này rất có thể là có thai lưng đau. Lần này, thánh nhân lại muốn dẫn cho hắn cái gì kinh hỉ. Kế ba con mắt, trùng đồng, nghiên cứu nhện về sau, lần này thánh nhân hẳn là muốn nghiên cứu con ruồi. Nhưng ngoài dự liệu chính là, trong mộng thánh nhân cũng không có trò chuyện con mắt chủ đề, mà là lên tiếng hỏi, người biết Nguyên Anh sao? Biết, thất phẩm tôn giả cảnh giới lúc, liên thượng hóa liên sinh ra Nguyên Anh. Tống Thư Hàng trả lời. Sai, thánh nhân hai mắt sáng ngời hữu thần, không trải qua mang thai, ở đâu ra Nguyên Anh? Tống Thư Hàng. Lượn quanh cái ngoặt lớn về sau, chủ đề vẫn là muốn trở lại mang thai ngưng thị lên sao? Sáo lộ, đây đều là sáo lộ. Không mang thai Nguyên Anh, ngươi hiểu sao? Thánh nhân trong mắt quang mang đại thịnh. Gõ, là cường giả giám định thuật. Tống Thư Hàng đột nhiên giật mình, ý thức truyền đến một trận thanh lương, từ trong mộng bừng tỉnh. Còn may là mộng, còn may là mộng, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên hắn phát hiện, ý thức của mình còn tại trên bầu trời tung bay. Mộng, tựa hồ còn chưa kết thúc. Liên hoàn mộng, mộng trong mộng. Căn bản không cho người ta rời khỏi đổ bộ cơ hội a. Trong mộng, ý thức của hắn tung bay nha tung bay, cuối cùng trôi dạt đến một tòa hắn quen thuộc kiến trúc bên trong đó là hắn đã từng trường học cũ, Văn Châu thị thứ hai trung học một tràng lầu dạy học. Tại cái này tràng lầu dạy học bên trong, đám học sinh nghiêm túc nghe giảng. Trên giảng đài, có một vị tức quen thuộc vừa xa lạ lão sư, đang tại dốc lòng cầu học môn sinh truyền thụ sinh mệnh tri thức. Bao quát thai nghén cùng hài nhi đản sinh quá trình. Nói tới nói lui, vẫn là mang thai. Tống Thư Hàng. Cơn ác mộng này, không dứt đúng hay không? Có hết hay không a? Vì cái gì ngươi một đại nam nhân, lật qua lật lại mơ tới tất cả đều là mang thai a? Một cái mảnh mai thanh âm, bất mãn nói. Tống Thư Hàng. Ai? Đây là có người tại ảnh hưởng mộng cảnh của hắn. Ta nói sao, ta làm sao đột nhiên không dứt bắt đầu làm lấy cùng mang thai có liên quan ác mộng, nguyên lai là có người trong bóng tối cho ta quấy rối. Nếu biết là có người đang quấy rối, như vậy thì dễ giải quyết. Mộng cảnh phương diện cùng phương diện tinh thần, là Tống Thư Hàng sở trường. Nhập mộng cái thiên phú này năng lực trước hết không nói. Bất kể là trên người hắn công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, hoặc là da đen vũ nhu tử, tâm ma xích tiêu kiếm, đều có được nhằm vào mộng cảnh hoặc là chống cự mộng cảnh năng lực. Chân ngã minh tưởng kinh, Tống Thư Hàng chủ động mở ra bản thân không gian ý thức. Bát ngát không gian ý thức mở ra. Lại nói, có đoạn thời gian không có chú ý bản thân chân ngã, không biết bây giờ chân ngã trạng thái biến thành cái gì bộ dáng. Tống Thư Hàng tế ra bản thân chân ngã tới. Trong khoảng thời gian này, hắn bị nho gia thánh nhân phụ qua thân, nói thế nào cũng phải nhiễm lên mấy phần nho gia khí chất a. Rất nhanh, chân ngã phù hiện ở không gian ý thức bên trong. Lần này, Tống Thư Hàng cứ nhiên đoán đúng hắn chân ngã, hoàn toàn chính xác nhận lấy nho gia thánh nhân ảnh hưởng. Tỷ như chân ngã trên đỉnh đầu, cái kia nho tướng phong cách khăn chít đầu. Xuống chút nữa nhìn. Phía dưới không có. Chân ngã cùng bản thể đồng dạng, chỉ có một cái lưu manh đầu trôi nổi tại không trung, còn tản ra đen kịt kim loại màu sắc. Tống Thư Hàng thống khổ nhắm mắt lại. Không đành lòng nhìn thẳng bản thân chân ngã. Tạo hóa tiên tử hiện thân, nàng đưa tay sờ sờ Tống Thư Hàng chân ngã, mở miệng hát nói, ta Tống A ngốc phải dùng đầu lưỡi. Công đức xà mỹ nhân tiếp lời nói, trong hư không, nhất bút nhất họa. Da đen vũ nhu tử hơi suy nghĩ một chút về sau, nói bổ sung, viết ra một cái thảm chữ. Thảm, Tống Thư Hàng không có phản bác. Đừng bị, ảnh hưởng ngươi mộng cảnh ra hỏa là ai? Tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng hỏi. Thân là chính thống tâm ma, hắn từ đầu đến cuối vậy mà đều không cảm ứng được có người trong bóng tối ảnh hưởng Tống Thư Hàng mộng cảnh. Công đức xà mỹ nhân thân là công đức chi quang, cũng không có thu đến phương diện tinh thần công kích cảnh báo.
Đi ra, Tống Thư Hàng thay đổi đầu. Chỉ thấy tại ý thức không gian bên trong, có một bóng người bị Tống Thư Hàng cưỡng ép thu hút, ngưng tụ thành hình. Sóng vai tóc ngắn, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, tỉ mỉ tu bổ qua lông mày. Là lớn lên phiên bản A thập lục. Là ngươi, Tống Thư Hàng nheo mắt lại. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, ảnh hưởng bản thân mộng cảnh, lại là nàng. Đối diện, Đại thập lục bình tĩnh nhìn lại Tống Thư Hàng. Nói đi, ngươi là ai, tại sao phải ảnh hưởng giấc mơ của ta? Tống Thư Hàng tóc hất lên, đem thật vất vả dính tới nho ra khí tức biểu tượng khăn chít đầu quăng bay ra đi. Một đầu ma phát bay múa. Ta là, Tô Thị A Thập, Đại thập lục chậm rãi trả lời. Nàng đang nói láo, da đen vũ nhu tử khẳng định nói. Lục, Đại thập lục thẻ nửa ngày, phun ra cái cuối cùng từ. Tống Thư Hàng, tâm ma xích tiêu kiếm chằm chằm vào Đại thập lục, nghiêm túc nói, nếu như ngươi là Tô Thị A thập lục. Vậy ngươi nhất định quá hạn. Theo xích tiêu kiếm tiền bối dứt lời, bầu không khí chẳng biết tại sao lúng túng. Tống Thư Hàng chằm chằm vào Đại thập lục phản chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Chết yên tĩnh giống nhau. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nói, lại nói, ta vừa rồi không nói đến ý tưởng bên trên sao. Vì cái gì các ngươi đều không nói lời nào, ta cái này phát ngôn nhân rất lúng túng. Đáp lại xích tiêu kiếm tiền bối, vẫn như cũ là chết yên tĩnh giống nhau. Đây quả thực là lạnh bạo lực. Cuối cùng, vẫn là da đen vũ nhu tử cắt ngang trầm mặc. Vì cái gì Đại thập lục sẽ xuất hiện tại Tống tiền bối thể nội, còn ảnh hưởng Tống tiền bối mộng cảnh? Da đen vũ nhu tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Công đức xà Mỹ nhân duỗi ra tay nhỏ, phối hợp với hắn làm ra linh cơ khẽ động, vỗ đầu một cái động tác. Có thể là bởi vì lúc trước, ta không cẩn thận cho vị này Đại thập lục đâm một châm nguyên nhân. Tống Thư Hàng nói. Hình chiếu hoa sen sợi dễ trước đó không phanh lại xe, từ trên thân Đại thập lục rút đi bộ phận năng lượng. Xem ra chính là bộ phận này năng lượng, ảnh hưởng mộng cảnh của hắn tình huống. Cái này có ý tứ. Đại thập lục bản thể, chỉ có ngũ phẩm cảnh giới. Trước đó hỗn chiến bên trong, bị đối phương một quyền đánh trúng đầu, đụng bay tại bạch tiền bối phi hành khí lên đã hôn mê. Nàng bộ phận năng lượng, cứ nhiên có thể vượt qua công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử. Da đen vũ nhu tử, tâm ma xích tiêu kiếm cùng hạch tâm thế giới mấy tầng phòng hộ, trực tiếp ảnh hưởng Tống Thư Hàng mộng cảnh. Đây là cái gì năng lực thiên phú? Xem ra, ta phải cho ngươi kiểm tra một chút mới được. Tống Thư Hàng tóc dài hóa thành bàn tay, nhắm ngay Đại thập lục. Là thời điểm sử dụng xem xét bí pháp, đo đo lai lịch của nàng. Đại thập lục không nhúc nhích, tức không phản kháng, cũng không né tránh, chỉ là lẳng lặng chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Lại phải đối với ta sử dụng xúc tu sao? Tống Thư Hàng tóc dài cánh tay dừng lại. Đây cũng không phải là xúc tu, đây là tóc của ta. Thấy rõ ràng a, là tóc biến thành bàn tay. Mà lại, trước đó cũng không phải xúc tu, là ta hoa sen hình chiếu xúc tu. Tống Thư Hàng cường lực phản bác. Xúc tu tóc tay, Đại thập lục cười lạnh, xúc thủ. Tống Thư Hàng, có đôi khi miệng độn uy lực, không thể so với thực thể uy lực công kích kém. Nhưng là, coi như người miệng độn mắc cấp, cũng vô pháp ngăn cản ta xem xét người quyết tâm. Tóc dài bàn tay, cuối cùng vẫn đặt tại Đại thập lục trên người. Nhưng là, không đợi Tống Thư Hàng thôi động xem xét bí pháp, trước mắt Đại thập lục đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Thân thể của nàng đầu tiên là huyễn hóa thành một đầu long hình thái. Long nhục thân sụp đổ, chỉ còn lại long cốt. Cuối cùng, liền long cốt cũng bắt đầu tiêu tán, hóa thành một hạt ánh sáng. Tống tiền bối thật là lợi hại, ngươi làm sao làm được? Da đen vũ nhu tử hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng tóc bàn tay cứng ngắc ở giữa không trung, ta, cái gì cũng không làm. Đoán chừng có thể là nàng bị ta rút ra tới được năng lượng, tiêu hao sạch sẽ nguyên nhân. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tống Thư Hàng lại nói, đi, rời đi không gian ý thức. Đại thập lục thân thể còn tại A thập lục nơi đó. Chúng ta trực tiếp đi xem xét nàng bản thể. Tống Thư Hàng mở to mắt, sắc trời đã có chút hiện sáng. Đã là mới một ngày bắt đầu. Sáng sớm tốt lành, Thư Hàng, bạch tiền bối thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, phát hiện bạch tiền bối bưng lấy chén trà, còn tại cái miệng nhỏ nhếch. Nhanh như vậy liền một đêm trôi qua rồi. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, uống xong hoa trà về sau, loạn thất bát tao làm mấy cái mộng, lại cùng Đại thập lục tiếp xúc một lần, nháy mắt vậy mà liền trời đã sáng. Bạch tiền bối mỉm cười,
Sở dĩ, cái này hoa trà hiệu quả không tệ đi. Hiệu quả có chút mạnh, đúng, cái kia đại thập lục đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch Long tỉ tỉ thân thể từ bên cạnh chui ra, cái đuôi quấn ở Tống Thư Hàng trên cổ, móng vuốt nhỏ chỉ bầu trời. Oanh! Trên bầu trời, truyền đến như sấm sét chạm kích tiếng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái, phát hiện Tô Thị A thập lục cùng đại thập lục chiến đấu thân ảnh. Trước đó, chúng ta cứ nhiên nhìn lầm, Bạch Long tỉ tỉ nghiêm túc nói, cái này thập lục, cũng là thí luyện hóa thân. Trước đó, tình trạng của nàng phi thường cổ quái, cùng trước kia thí luyện hóa thân hoàn toàn khác biệt. Mà lại, trước kia thập lục tiếp xúc thí luyện hóa thân đều là tại nàng mở ra Tô Thị thí luyện lúc, mới từ thế giới các ngõ ngách ngưng tụ thành hình. Nhưng lần này thí luyện hóa thân cùng trước kia khác biệt. Nàng tựa hồ rất sớm đã tồn tại, một mực sống ở thú tu giới. Có thể hay không cùng ta rút lấy trên người nàng lực lượng có quan hệ. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hắn đem mình bị đại thập lục ảnh hưởng mộng cảnh, cùng đại thập lục lực lượng cuối cùng hóa thành long cốt tiêu tán sự tình, cùng Bạch Long tỉ tỉ miêu tả một lần. Long cốt, ảnh hưởng mộng cảnh, Bạch Long tỉ tỉ như có điều suy nghĩ. Bên cạnh, Bạch Tiền Bối đặt chén trà xuống, Thận Long. Tại trong tu chân giới, Thận Long cùng trong truyền thuyết khác biệt, cũng không phải là rắn cùng chim chỉ vượt chủng tộc yêu đương kết tinh, mà là giao long nhất hệ biến chủng. Nếu nói huyễn thuật cùng thao túng mộng cảnh, Thận Long tại long hệ bên trong nổi danh nhất. Tại tu chân giới Thận Long, có một đại yêu thích bọn chúng ưa thích biến thành đồ ăn, bị người ăn. Bị ăn hạ quá trình bên trong, bình thường bọn chúng cũng không biết chết, mà là tạm thời ký sinh tại cái khác sinh linh trên thân. Sau đó, bọn hắn sẽ dùng thần khí huyễn thuật ảnh hưởng những sinh linh khác, kiến tạo một cái thần khí thế giới, để chủ ký sinh tại thần khí huyễn thuật bên trong thỏa mãn hết thảy nguyện vọng. Mà tại chủ ký sinh chịu đến thần khí huyễn thuật ảnh hưởng thời điểm, bọn chúng có thể từ chủ ký sinh trên người đạt được một loại năng lượng, để mà đồ thiết yếu cho tu luyện. Bất quá, như gặp gỡ một cái tiêu hóa năng lực nghịch thiên đại lão Thận Long liền rất có thể bị thật sự tiêu hóa, thân tử đạo tiêu. Tức kích thích lại tìm đường chết. Biệt Tuyết Tiên Cơ thực tiên yến bên trên, Thận Long nhóm liền từng xuất hiện. Ta thất thải thận, Tống Thư Hàng gật đầu nói hắn thất thải thận, chính là Thận Long nội đan biến thành. Lúc đó, thân thể của hắn sắp bị thiên phạt oanh diệt lúc, nho ra thánh nhân chi huyết, đem hắn trong thân thể trọng yếu bảo vật đều rời đi ra, đem Tống Thư Hàng tổn thất xuống đến thấp nhất. Có lẽ, Bạch Long tỉ tỉ nhìn qua cùng Tô Thị A thập lục trong chiến đấu đại thập lục, khả năng lần này thí luyện hóa thân, sử dụng chúng ta không biết thủ đoạn, cùng một đầu Thận Long dung hợp, cho nên mới sẽ sinh ra dị biến. Sau đó, ta hoa sen xúc tu vừa vặn đưa nàng trên người Thận Long chi lực rút đi, cho nên nàng liền hiện ra nguyên hình. Tống Thư Hàng nói tiếp. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong đại thập lục. Đại thập lục là ngũ phẩm cảnh giới, A thập lục có thể thắng được nàng sao? Tống Thư Hàng có chút bận tâm. Nhưng Tô Thị A thập lục thí luyện cuộc chiến, người khác không cách nào nhúng tay. Liền Bạch Long tỉ tỉ đều chỉ có thể tại bên cạnh quan chiến. Tống Thư Hàng có thể làm được, chính là gắt gao nhìn chằm chằm đại thập lục, cho nàng mang đến áp lực tâm lý. Chư thiên vạn giới, dám nhìn thẳng bá Tống Huyền Thánh hai mắt, cũng tại bá Tống Huyền Thánh gấp chằm chằm bên dưới còn có thể giữ vững bình tĩnh người tu luyện, cũng không nhiều. Đại thập lục bị chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Nàng nhìn qua Tô Thị A thập lục, chậm rãi nói, một chiêu phân thắng thua đi. Được, Tô Thị A thập lục còn đao trở vào bao, đồng thời bày ra cuối cùng một kích đao thức. Đại thập lục hít một hơi thật sâu. Một lát sau, nàng đột nhiên hướng Tống Thư Hàng lao đến. Nói đúng ra, nàng là hướng về phía Tống Thư Hàng thân gỗ mà tới. Bá Tống, đại thập lục mỉm cười, thân thể của ngươi, ta liền nhận. Ta có thể phòng vệ chính đáng a, Tống Thư Hàng nói. Tạo hóa tiên tử từ Tống Thư Hàng trên lưng chui ra, hát nói, không trải qua mang thai, ở đâu ra Nguyên Anh. Tới đi, cùng ta cùng một chỗ, sinh hạ Nguyên Anh đi. Hát xong lời kịch về sau, tạo hóa tiên tử còn bày ra biểu tình hung ác. Nàng cách không đối đại thập lục dương nanh múa vuốt, đối đại thập lục tiến hành đe dọa. Tống Thư Hàng hận không thể ngay lập tức đem tạo hóa tiên tử nhét trở lại thể nội đi, cái này lời kịch hát thực sự quá tệ. Giữa không trung, đại thập lục không sợ hãi chút nào, cặp mắt của nàng thậm chí dám nhìn thẳng Tống Thư Hàng hai mắt, bằng nhanh nhất tốc độ hướng hắn đánh tới. Ách, Tống Thư Hàng thân gỗ hai tay ôm ngực, sau lưng hắn, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bộ kiện, trong hư không như ẩn như hiện. Đồng thời bảy đại mệnh luân, cũng bắt đầu hiển hiện.
chỉ muốn Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động, phát thiên cái địa công kích liền có thể đem đại thập lục một đợt tập kích mang đi. Thư Hàng, không dùng ra tay. Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên dùng móng vuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, nói, tin tưởng A thập lục đi, nàng so trong tưởng tượng của ngươi, muốn càng cường đại. Trong hư không, Tô Thị A thập lục bảo đao ra khỏi vỏ. Trên đầu nàng tiểu long giác dẫn hạ lôi đình, giữa thiên địa chẳng biết lúc nào tràn đầy thủy khí, hóa thành sương mù. Lôi điện cùng sương mù, tại Tô Thị A thập lục dưới chân, hóa thành một chương to lớn đồ án, đó là một quyển mây mù quấn tranh sơn thủy. Đại thập lục thân hình, cũng tại chương này to lớn đồ án phạm vi bao phủ bên trong. Đao quang lóe lên. Đại thập lục trên thân, trống rỗng xuất hiện mấy chục đạo vết đao, máu tươi vẩy ra. Tấm kia to lớn đồ án, cũng không phải là thưởng thức dùng bối cảnh tấm, mà là Tô Thị A thập lục đao một bộ phận. A thập lục đao ra khỏi vỏ một khắc này, cái này to lớn đồ án chi nhận, liền lộ ra phong mang của nó. Đây chính là A thập lục đao đạo, Bạch Long tỷ tỷ tựa như là nhìn thấy hài tử nhà mình thu hoạch được thưởng lớn ra trường, kiêu ngạo nói, đây là nàng đem bản thân vẽ tranh thiên phú và đao đạo kết hợp, bước ra độc thuộc về nàng tự thân đao đạo. Nàng là chân chính đao đạo thiên tài. Đại thập lục trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trên người trọng thương để cho nàng trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Thân thể của nàng từ không rơi xuống. Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vẩy một cái. Niệm lực nâng đại thập lục thân thể, đưa nàng ổn định, để cho nàng thân thể bình ổn rơi xuống đất. Đại thập lục vô lực nằm trên mặt đất, nàng có chút nghiêng đầu đến, chằm chằm vào Tống Thư Hàng thân gỗ, trong mắt tràn đầy lưu luyến. Tê ối, Tống Thư Hàng sau lưng, tạo hóa tiên tử tiếp tục dương nanh múa vuốt. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười, kết thúc. Tô Thị A thập lục thân hình, từ không trung nhảy xuống, Bạch Long tỉ tỉ, hiệp trợ ta. Không có vấn đề, Bạch Long tỉ tỉ buông ra quấn lấy Tống Thư Hàng cổ cái đuôi, trở lại A thập lục trên người. Sau một khắc, sau lưng Tô Thị A thập lục có một loại giống như chân thực huyễn tượng thế giới triển khai, cái thế giới này không gian bên trong, có một đầu chảy xiết thiên hà. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ nhất câu, thiên hà bên trong có một đầu mới quan tài thủy tinh hiển hiện, mở ra. Lần nữa nhìn thấy A thập lục thí luyện nghi thức lúc, Tống Thư Hàng xoa cằm, trong đầu chẳng biết tại sao nhớ tới hồi lâu không thấy Ngư Kiều Kiều. Cùng nàng đáy biển mộ tràng. A thập lục chiêu này thiên hà quan tài thủy tinh phục vụ, nếu như khai phát đi ra, nói không chừng có thể cùng Ngư Kiều Kiều đáy biển mộ tràng phục vụ so sánh hơn thua. Bạch Long tỉ tỉ nhìn qua Tống Thư Hàng. Ta luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ một số rất thất lễ sự tình. Đại lão nhóm đối mặt Tống Thư Hàng lúc, tựa hồ cũng có thể tự động thu hoạch được đọc mặt thuật công năng. Chớ suy nghĩ lung tung, đem đại thập lục chuyển tới đi. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Tống Thư Hàng ngón tay hơi nhíu, niệm lực cuốn lên đại thập lục thân thể, đưa nàng đưa đến Tô Thị A thập lục trước mặt. Tô Thị A thập lục đưa tay tiếp được đại thập lục, đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới quan tài thủy tinh bên trong. Quan tài thủy tinh nắp quan tài chậm rãi khép lại. Tô Thị A thập lục cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đừng buông lỏng cảnh giác, nghi thức không hoàn thành trước, người cần toàn bộ hành trình duy trì cẩn thận. Bạch Long tỉ tỉ thanh âm vang lên. Dứt lời, nàng bao trùm Tô Thị A thập lục, ở bên người trong nháy mắt khung ra rất nhiều phòng ngự biện pháp tới. Cùng một thời gian, tại quan tài thủy tinh khe hở bên trong, có một đạo lôi quang thiểm xạ đi ra, đánh vào Bạch Long tỉ tỉ khung phòng ngự bên trên. Tô Thị A thập lục, là ta bất cẩn rồi. Lôi quang bắn tại Bạch Long tỷ tỷ phòng ngự bên trên, không công mà lui. Nhưng nó cũng không có biến mất, mà là giống mặt kính chiết xạ đồng dạng, phản xạ hướng Tống Thư Hàng vị trí. Thư Hàng cẩn thận, xa xa thông nương lớn tiếng kêu lên. Nhưng tựa hồ trễ. Ba, cái kia đạo lôi quang rơi trên người Tống Thư Hàng, trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn. Nàng ngay từ đầu mục tiêu, chính là Thư Hàng. Quy tiền bối chậm rãi nói. Cái kia đạo lôi quang xâm nhập Tống Thư Hàng thân thể về sau, tựa như có sinh mệnh đồng dạng, tại Tống Thư Hàng thể nội vận chuyển lại. Đây là muốn chiếm lấy thân gỗ. Tô Thị A thập lục cúi đầu nhìn về phía quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh bên trong, nàng thí luyện hóa thân còn lẳng lặng nằm. Có lẽ ta trước đó suy đoán có sai. Bạch Long tỉ tỉ nói, hiện tại xem ra, cũng không phải là A thập lục thí luyện hóa thân dung hợp thận long. Mà là một cái có được thận long lực lượng ra hỏa, xâm chiếm A thập lục thí luyện hóa thân. Hiện tại, cái kia có được thận long lực lượng ra hỏa, từ A thập lục thí luyện hóa thân bên trong thoát ra, tìm được mục tiêu mới, muốn cưỡng đoạt Tống Thư Hàng thân gỗ.
nàng muốn đoạt lấy Thư Hàng thân thể. Cái kia mau đem nàng khu trừ ra ngoài a. Thông Nương vội vàng kêu lên, Tống Thư Hàng thân gỗ, so với hắn đầu còn hữu dụng a. Cái này thân gỗ sẽ kết ăn ngon trái cây, nhánh cây còn có thể dùng để luyện chế pháp khí. Tương lai có một ngày, nghèo bức lão bản Tống Thư Hàng không phát ra được tiền lương lúc, nàng còn có thể bán thân gỗ lên trái cây cùng nhánh cây đi chống đỡ tiền lương tới. Cho nên đối với Thông Nương tới nói, cỗ này thân gỗ, tuyệt đối không cho sơ thất. Đừng lo lắng, Quy tiền bối cười ha ha. Thư Hàng thân thể, cũng không có dễ dàng như vậy chiếm cứ. Bạch Long tỷ tỷ đồng thời cười nói. Bạch tiền bối bưng lấy chén trà, ngon lành là nhấp một miếng. Sau đó, ở bên cạnh hắn một cây đại thụ rầm rầm lay động. Đại thập lục, người biểu diễn phi thường xuất sắc, ta vì ngươi quay người. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên, đại thụ chậm rãi xoay người lại, lộ ra Tống Thư Hàng khuôn mặt. Đang tại chiếm cứ Tống Thư Hàng thân thể cái kia đạo có sinh mệnh lôi quang, động tác cứng đờ. Tống Thư Hàng tại Bạch Thánh bên người, cái kia nàng đang tại chiếm cứ thân thể, là ai? Người đang nghi ngờ sao? Đại thập lục, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, hắn giơ tay phải lên kết cái thủ ấn, vậy liền để ta vì ngươi giải khai nghi hoặc đi. Hoa! Đang bị đại thập lục xâm chiếm cái kia Tống Thư Hàng, biến thành một đám lửa. Hỏa diễm thế thân pháp, một cái phi thường đáng tiền thế thân công pháp. Cùng hằng hỏa tiền bối đoán đồng dạng, hắn thật sự phi thường thích hợp ta. Ta chỉ là bớt thời gian đưa nó từ đầu nhìn một lần về sau, liền nhập môn. Tống Thư Hàng hai tay thả lỏng phía sau, hiện tại, có thể bắt đầu ngươi biểu diễn, đại thập lục. Một đạo có được xâm chiếm thân thể người khác năng lực lôi quang, tại xâm chiếm một cái pháp thuật thế thân về sau, sẽ phát sinh cái gì biến hóa kỳ diệu. Nếu như pháp thuật này thế thân chủ nhân, giải trừ pháp thuật này sau. Lôi quang kết cục, lại sẽ như thế nào? Tống Thư Hàng hai tay ôm ngực, vui an nhìn lấy chính mình hỏa diễm thế thân cùng chiếm cứ lấy nó lôi quang. Tại đỉnh đầu của hắn. Tạo hóa tiên tử học động tác của hắn, hai tay ôm ngực, ba đào mãnh liệt, cao hơn Tống Thư Hàng nửa cái thân vị. Mà tại tiên tử đỉnh đầu, là công đức xà mỹ nhân, nàng cũng là hai tay ôm ngực, ba đào bốc lên, cao hơn tạo hóa tiên tử nửa cái thân vị. Trên cùng thì là manh tân da đen vũ nhu tử, nàng và mình hai vị tiền bối bảo trì một động tác, ba đào lượng thoáng nhỏ hơn một chút xíu, nhưng cũng là mãnh liệt cấp bậc, lơ lửng giữa trời, cao hơn công đức xà mỹ nhân nửa cái thân vị. Cầu thang đồng dạng sắp xếp, cùng nhau chằm chằm vào đại thập lục. Cách đó không xa Tô Thị A thập lục, không đành lòng nhìn thẳng Tống Thư Hàng phong cách vẽ, hai tay che mặt. Thư Hàng cái này phong cách vẽ, là không cứu nổi. Bạch Long tỷ tỷ thấp giọng cảm thán nói. Hiện tại lục phẩm cảnh giới Tống Thư Hàng, lỗ tai có thể linh, cách xa xa đều có thể rõ ràng nghe được Bạch Long lời của tỷ tỷ. Không thể trách ta à. Ta từ đầu tới đuôi chỉ là bày ra hai tay ôm ngực cái này phổ thông động tác. Đại thập lục muốn từ hỏa diễm thế thân bên trong chạy đi. Lúc này, Quy tiền bối trên lưng Thông Nương kêu lên. Hỏa diễm thế thân bên trong, cái kia đạo có sinh mệnh lôi quang bắt đầu uốn éo, nàng tựa hồ muốn từ hỏa diễm thế thân bên trong bỏ chạy đi ra. Nhưng là, đi vào dễ dàng, ra ngoài cũng không có dễ dàng như vậy. Tống Thư Hàng hỏa diễm thế thân, đang chủ động phối hợp nàng xâm chiếm. Hai cái hô hấp sau, Tống Thư Hàng hỏa diễm thế thân hình thái lại phát sinh biến hóa. Cái kia đoàn hỏa diễm, lần nữa hóa thành nhân hình. Nguyên bản hỏa diễm thế thân ngoại hình là lấy Tống Thư Hàng vì mô bản. Hiện tại, bị đại thập lục xâm chiếm về sau, thế thân bộ dáng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hướng hình người biến hóa quá trình bên trong, hỏa diễm thế thân ngực bắt đầu thoáng hở ra, thân eo kiềm chế, chỉnh thể khung xương rút lại. Tựa như là bóp tượng đất đồng dạng. Mấy cái hô hấp sau, hỏa diễm thế thân biến thành đại thập lục bộ dáng, ngoại trừ hình thể càng thành thục hơn bên ngoài, trên đầu nàng long giác cũng cùng A thập lục có chỗ khác nhau. Trên đầu nàng là thận long sừng nhỏ, hình dạng loại cùng Tô Thị A thập lục khác biệt, số lượng cũng chỉ có một đầu. Có ý tứ, vậy mà lại duy trì A thập lục bộ dáng. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Đại thập lục hai tay run rẩy, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Thư Hàng, trong hai mắt có ngọn lửa tại phun ra. Chúc mừng ngươi, đại thập lục, Tống Thư Hàng mỉm cười, ngươi thành công chiếm cứ ta hỏa diễm thế thân, như vậy hiện tại, ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Nói, hắn vươn tay ra, bày ra búng ngón tay động tác, mặt khác, nhắc nhở ngươi một sự kiện. Mặc dù cỗ này hỏa diễm thế thân bị ngươi đoạt xá, nhưng là hắn là ta ngưng tụ ra pháp thuật điểm này, sẽ không cải biến.
chỉ muốn ta một cái búng tay, cỗ này hỏa diễm thế thân liền sẽ tiêu tán không thấy. Chỉ muốn ta, tạo hóa tiên tử hát nói. Búng ngón tay, công đức xà mỹ nhân nói tiếp. Tiêu tán không thấy, da đen vũ nhu tử nói. Tạo hóa tiên tử ngẩng đầu lên, tiếp cận da đen vũ nhu tử, hát nói, sẽ tiêu tán. Tiêu tán không thấy là bốn chữ. Da đen vũ nhu tử thè lưỡi. Đối diện, hỏa diễm thế thân đại thập lục, cắn chặt răng. Nàng dưới làn da, có quang mang đang không ngừng vận chuyển là xâm chiếm thân thể tia laser tia sáng, nàng còn muốn từ hỏa diễm thế thân bên trong lần nữa chui ra ngoài. Nhưng mỗi lần quang mang lấp lóe ý đồ ra ngoài lúc, lại sẽ một lần nữa bị áp chế xuống dưới. Xem ra, nàng xâm chiếm năng lực, không thể liên tục sử dụng. Bạch tiền bối nhấp khẩu hoa trà, gật đầu nói. Quy tiền bối nói, nếu như cái này xâm chiếm năng lực có thể liên tục sử dụng, liền quá nghịch thiên. Như vậy hiện tại, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, nói một chút lai lịch của ngươi, vì sao lại ký sinh tại A thập lục thí luyện hóa thân bên trên, lại vì cái gì muốn chằm chằm vào ta thân gỗ. Chỉ muốn ngươi biểu diễn xuất sắc, ta có thể vì ngươi đốt đèn nha. Đại thập lục há hốc mồm nhưng lại chỉ có thể phát ra nha 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 tiếng kêu. Hỏa diễm thế thân cấu tạo cùng sinh vật khác biệt, muốn phát ra hoàn chỉnh ngôn ngữ, cần đặc thù kỹ xảo. Đại thập lục cắn răng, sau đó nàng duỗi ra hai tay, bắt lấy đỉnh đầu của mình thận long giác. A, à, nha 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 nàng kêu to, sau đó, nàng dùng sức đem bản thân thận long giác nhổ xuống. Cái này thao tác, khiến cho Tống Thư Hàng chấn kinh rồi, ngọa sát. Nhìn lấy đều cảm giác rất đau. Dùng sức đem thận long giác rút ra về sau, đại thập lục nắm lấy thận long giác, đối với mình thân thể dùng sức đâm tới, một đâm chính là một cái hỏa diễm lỗ thủng. Bạch tiền bối bưng lấy chén trà, lên tiếng nói, xem ra, nàng muốn thông qua chết, từ ngươi hỏa diễm thế thân bên trong giải thoát ra ngoài. Nói không chừng nàng xâm chiếm năng lực, tại thân thể tử vong thời điểm, nên có thể gấp giải bỏ chạy đi ra. Tống Thư Hàng thở dài. Sau đó, hắn ba búng tay phát ra tiếng. Ba ba ba. Tại đỉnh đầu hắn, ba cái bì bì tiên tử cùng nhau búng ngón tay. Tống Thư Hàng. Không đem ba tên này nhét trở về, bản thân phong cách vẽ cả một đời đều không cứu được. Trước mắt, hỏa diễm thế thân, trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Dù cho bị xâm chiếm, hỏa diễm thế thân bản chất không thay đổi. Hắn tồn tại hay không, vẫn như cũ thụ Tống Thư Hàng khống chế. Cái kia đạo tia laser có ở đó hay không? Thông Nương hỏi. Xem ra, cùng Tống Thư Hàng hỏa diễm thế thân cùng một chỗ biến mất. Quy tiền bối chậm rãi nói. Bạch Long tỉ tỉ dò xét một vòng, nói, lần này, là triệt để kết thúc. Tô Thị A thập lục nhẹ gật đầu đem quan tài thủy tinh đẩy vào đến phía sau thiên hà bên trong, sau một khắc, cái kia thiên hà thế giới quan bế. Thí luyện nghi thức hoàn thành. A thập lục mở rộng hạ thân thể tại nghi thức hoàn thành trong nháy mắt. Nàng lại trở nên mạnh hơn một chút. Ở trên người nàng, nhiều hơn một loại tựa như ảo mộng cảm giác, đây là thận long lực lượng. Ngay sau đó, Tô Thị A thập lục lại cúi đầu nhìn về phía mình ngực, lộ ra biểu tình mừng rỡ. Khả năng mắt thường phương diện rất khó cảm giác được, nhưng tu sĩ đối với mình thân thể mỗi một chỗ biến hóa đều như lòng bàn tay. Thế là, Tô Thị A thập lục đối với mình tương lai càng thêm tự tin. Bạch Long tỉ tỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ A thập lục. Lại nói, lúc này, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, vừa rồi đại thập lục có hay không tiến vào Gô Thánh Sơn danh ngạch. Mặt khác, nếu như đồng bạn của nàng tới cửa đến lĩnh người, làm sao bây giờ? Cũng không thể đem Tô Thị A thập lục thay thế đại thập lục giao cho nàng đồng bạn A. A thập lục tại chi tiết phương diện, cũng cùng đại thập lục có khác nhau. Chí ít dáng người phương diện khác nhau tương đối rõ ràng. Lại nói, Tống tiền bối. Đỉnh đầu da đen vũ nhu tử đột nhiên lên tiếng nói, ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa ngưng tụ một chút hỏa diễm thế thân? Làm gì? Tống Thư Hàng hỏi, đồng thời hắn đưa tay bấm một cái đạo ấn, một bộ mới hỏa diễm thế thân ngưng tụ thành hình. Hỏa diễm bên trong, một đạo vòng eo tinh tế, ngực có chút hở ra thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bởi vì vòng eo cực kỳ nhọn mảnh nguyên nhân, sở dĩ dáng người nhìn qua ngoài ý muốn có liệu. Da đen vũ nhu tử hì hì cười một tiếng. Quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng. Mới hỏa diễm thế thân, cùng Tống Thư Hàng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tống Thư Hàng. Cái này giảng không thông a. Tống Thư Hàng gãi đầu một cái. Hỏa diễm thế thân cùng công đức chi quang, sắt thép hóa thân khác biệt, hắn là một cái thuần túy thế thân pháp thuật. Hỏa diễm thế thân,
dùng ra về phía sau, liền sẽ không lại trở về, là tiêu hao hình kỹ năng. Liền cùng hỏa cầu thuật loại hình không sai biệt lắm. Giảng đạo lý, một vị pháp sư hỏa cầu thuật thả ra ngoài về sau, bị địch nhân bắt lấy, địch nhân đối cái này hỏa cầu tiến hành cải tạo. Nhưng quá trình này, đã cùng phóng thích hỏa cầu thuật pháp sư không quan hệ rồi. Địch nhân đối thả ra hỏa cầu tiến hành các loại cải tạo, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến pháp sư hỏa cầu thuật kỹ năng. Nhưng trước mắt cái này tính là gì? Mới đại thập lục hỏa diễm thế thân hiện thân về sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là đưa tay, tại một đợt nha 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 trong tiếng kêu, dùng sức rút ra bản thân thận long giác. Sau đó, nàng nắm lấy thận long giác đối với mình thân thể thọc, hoàn toàn không muốn sống tạm, chỉ cầu vừa chết. Xong, toàn xong, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Cái gì xong, Thông Nương nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng. Hắn hỏa diễm thế thân bí pháp xong, Bạch Tiền Bối ngon lành là nhấp một ngụm trà, giải thích nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Hỏa diễm thế thân là một loại bảo mệnh kỹ năng. Hắn có thể hoàn mỹ phỏng chế ra bản thể bộ dáng, thay thế bản thể tiếp nhận tử vong. Nhưng bây giờ, hỏa diễm thế thân vừa thi triển ra, liền sẽ biến thành đại thập lục bộ dáng. Thế thân hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Chí ít không thể dùng lừa gạt địch nhân đại chiêu. Càng quan trọng hơn là, hỏa diễm thế thân đại thập lục vừa ra tới, liền nhổ bản thân thận long giác tiến vào tự mình hại mình hình thức. Tương lai Tống Thư Hàng cùng địch nhân lúc đối chiến, thời điểm then chốt dùng ra hỏa diễm thế thân. Sau đó hỏa diễm thế thân biến thành đại thập lục, rút ra thận long giác tiến hành tự mình hại mình, cái này còn thế nào vui sướng chiến đấu tiếp. A, à, nha nha rốt cục, hỏa diễm thế thân nổ tung. Đại thập lục phát ra mừng rỡ tiếng kêu. Theo nàng kinh nghiệm trước kia, ký thúc thân thể vừa biến mất, nàng liền có thể lần nữa phá thể mà ra. Hỏa diễm thế thân bạo tạc về sau, tiêu tán không thấy. Tống Tiền Bối, muốn hay không thử một lần nữa? Da đen Vũ Nhu Tử hỏi. Tống Thư Hàng vừa bấm đạo ấn. Mới hỏa diễm thế thân thành hình. Vẫn như cũ là đại thập lục bộ dáng, hỏa diễm thế thân vẫn như cũ là không nói lý lẽ như vậy. Hỏa diễm đại thập lục lần nữa cùng Tống Thư Hàng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nàng đưa tay, vừa chuẩn bị nhổ bản thân thận long giác. Đừng vùng vẫy, Tống Thư Hàng nói, vô luận người chết bao nhiêu lần đều vô dụng, chết sau hỏa diễm thế thân pháp thuật liền sẽ tiêu tán. Ta lại ngưng tụ cái mới đi ra, liền lại là ngươi. A, à, nha nha nha, đại thập lục trong tiếng kêu tràn đầy không cam lòng. Tống Thư Hàng cảm thán nói, tặng ngươi một câu cửu châu nhất hào quần danh ngôn. Người tìm đường chết liền sẽ chết. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Lời này ai giảng, Bạch Tiền Bối hỏi. Hẳn là tất cả mọi người đối Tam Lãng Tiền Bối cùng Đồng Quái Tiên Sư giảng. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu, đối Tống Thư Hàng nói, người không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối cũng đối Tống Thư Hàng nói, người tìm đường chết liền sẽ chết. Các ngươi làm gì đối lời ta nói? Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối mỉm cười, tiếu dung ấm áp, gột rửa nhân tâm. Chỉ là nụ cười này, liền đủ mọi người thủ hộ 1000 năm. Cái đỉnh nhỏ bên trong. Bạch Tiền Bối đổi loại lá trà, vì mọi người một lần nữa pha trà. Tống Thư Hàng bắt đầu dùng niệm lực san bằng trên mặt đất cái hố, đây là đại thập lục cùng A thập lục chiến đấu dấu vết lưu lại. Lúc này, ngoài phòng truyền đến Thanh Loan Tiên Tử thanh âm, bá Tống đạo hữu, các ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Thanh Loan Tiên Tử tới, Thông Nương nói, chúng ta tất cả đứng lên, Tiên Tử mời đến, Tống Thư Hàng trả lời. Thanh Loan Tiên Tử trả lời, ta chỗ này còn có mấy vị khách nhân, bọn hắn muốn gặp bá Tống đạo hữu. Lại là bệnh nhân, vào đi, Tống Thư Hàng nói. Vừa vặn, thừa dịp tiến vào Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa trước, lại hút một đợt cửu u tà năng, nói không chừng có thể gây nên hạch tâm thế giới thăng cấp, cường hóa một chút đây. Một lát sau. Thanh Loan Tiên Tử mang theo 5 vị thú tu, chạy tới. 5 vị thú tu, ngoại trừ cầm đầu vị kia bên ngoài, còn lại 4 vị đều lộ vẻ có chút tâm thần bất định bất an, dù sao bọn hắn sau đó phải gặp là ngàn năm qua kinh khủng nhất huyền thánh bá Tống Tiền Bối. A, à, không phải bệnh nhân, Thông Nương thất vọng nói, bệnh nhân đại biểu cho bảo vật mặc dù không phải linh thạch, không thể phát tiền lương dùng, nhưng đều có thể bán đi chống đỡ tiền lương. Tống Thư Hàng nhìn thấy cái này 5 vị thú tu thời điểm. Trước tiên thật nhanh đem hỏa diễm thế thân giải trừ rơi. Tới cái này 5 vị thú tu, chính là đại thập lục bằng hữu. Cầm đầu cái kia, là hổ khu chấn động chuyển bàn đạo nhân, hắn có được 42 chỉ thánh viên.
bọn hắn theo thật sát Thanh Loan tiên tử sau lưng, tối hậu phương một vị thú tu muội tử, ôm thật chặt mình bụng, đây là một loại bệnh, chính thức tên khoa học gọi bá tống giảng pháp di chứng, chư thiên vạn giới đều có bệnh này tại lưu truyền. Loại bệnh này, đối sinh hoạt hàng ngày không có ảnh hưởng. Nhưng là, vừa nghe đến bá tống huyền thánh danh tự, nhìn thấy bá tống huyền thánh ảnh chụp hoặc hình ảnh, nghe được bá tống huyền thánh thanh âm, liền có thể phát bệnh. Bá tống đạo hữu, bạch thánh đạo hữu, các ngươi chuẩn bị một chút, Hồ Thánh Sơn mở ra sắp đến, ta đến mang các ngươi đi qua. Thanh Loan tiên tử nói, lại móc ra một cái tiểu ấn chương, ra hiệu Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối đưa tay. Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng đối nàng vươn tay cánh tay. Thanh Loan tiên tử trước tiên ở Bạch Tiền Bối trên cổ tay ấn xuống một cái chương ấn, chương in lên có quang mang có chút sáng lên, sau đó biến mất không thấy. Sau đó nàng lại đối Tống Thư Hàng cánh tay, chuẩn bị ấn xuống con dấu. Đợi đã, Thanh Loan tiên tử, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói, ta hiện tại thân thể là một cái lâm thời thân thể, cùng ta đầu không phải một bộ. Sở dĩ, nếu như con dấu khác ở trên cánh tay, đến lúc đó tiến vào Gô Thánh Sơn, có thể hay không dẫn đến thân thể tiến vào, đầu còn ở lại bên ngoài tình huống. Bá Tống đạo hữu lo lắng không phải không có lý, Thanh Loan tiên tử gật đầu nói, sau đó nàng đưa tay, đem con dấu chùm lên Tống Thư Hàng trên mặt. Không đắp lên cái trán là có chú trọng bởi vì chư thiên vạn giới có không ít tu sĩ, đều người mang cùng loại thứ tam nhãn loại hình thần thông, hoặc là dứt khoát có thể từ trên trán phóng thích công kích. Cứ như vậy, sẽ ảnh hưởng đóng mộc hiệu quả. Sở dĩ, Thanh Loan tiên tử mới có thể đem chương đắp lên Tống Thư Hàng trên mặt. Đóng xong dấu về sau, Thanh Loan tiên tử lui về phía sau mấy bước, gương mặt ửng đỏ. Thông nương nháy nháy mắt, Tống, kinh diện hình, Thư Hàng. Đây là con dấu. Không phải trên mặt trích chữ, Tống Thư Hàng phản bác. Sau đó, hắn nhìn về phía vị kia hổ khu chấn động chuyển bàn đạo nhân. Bá Tống tiền bối, chúng ta theo ước định đến đây lĩnh bằng hữu của chúng ta. Chuyển bàn đạo nhân tiến lên một bước, cố tự chấn định nói. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục. A, Thập Lục, ngươi làm sao rút lại rồi? Chuyển bàn đạo nhân nghi ngờ nói, đặc biệt là trước. Không, cái kia, tóm lại. Làm sao co lại thành dạng này? Tô Thị A Thập Lục. Thanh Loan tiên tử hơi nghi hoặc một chút, bá tống bên người tiên tử chính là chuyển bàn đạo nhân đồng bạn. Thanh Loan tiên tử tại hiện thế địa cầu thời điểm, tự cùng Tô Thị A Thập Lục tiếp xúc qua. Cho nên nàng rất nghi hoặc, lúc nào, Tô Thị A Thập Lục biến thành hổ tu chuyển bàn đạo nhân đồng bạn rồi. Bạch Long tỉ tỉ duỗi ra móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ A Thập Lục đầu, im lặng an ủi nhà mình hài tử. Sau lưng chuyển bàn đạo nhân, có vị thú tu thiếu niên đối chân của hắn cong chính là một cước, sư phụ đừng làm rộn. Khục bá tống tiền bối, cảm tạ ngươi chiếu cố chúng ta thụ thương đồng bạn. Chuyển bàn đạo nhân dứt lời, đưa tay móc ra một cái tiểu hộp quà, đưa lên. Thú tu giới người, tại tặng lễ phương diện này tổng là đặc biệt dụng tâm. Theo ước định, chúng ta bây giờ tới, đem Thập Lục mang về. Chuyển bàn đạo nhân tiếp tục nói. Tống Thư Hàng mỉm cười. Đem lễ vật đẩy trở về, nói, nàng không phải là của các ngươi A Thập Lục, là ta A Thập Lục. Hắn chuẩn bị hướng mấy vị này thú tu giới người tu luyện thẳng thắn đại Thập Lục sự tình. A, chuyển bàn đạo nhân một mặt mộng bức, lúc này mới một đêm thời gian, Thập Lục liền thành bá tống huyền thánh người. Thiên nhiên đệ nhất thánh mị lực, khủng bố như thế. Trong lúc đang suy tư, khóe mắt của hắn đột nhiên lại liếc tới ngồi ở trong đình, đẹp như vẽ bạch thánh. Nếu như là bạch thánh mị lực, Thập Lục trong một đêm cảm mến, ta có thể lý giải. Nhưng là, đối tượng biến thành bá tống tiền bối, ta không thể nào hiểu được a. Chuyển bàn đạo nhân nhíu mày. Trừ phi, Thập Lục nội tâm nhưng thật ra là đối bạch thánh cảm mến, nhưng nàng muốn đi đường cong cứu quốc con đường, thế là hướng bá tống huyền thánh tỏ tình, làm quan trọng lưu tại bạch thánh bên người. Chuyển bàn đạo nhân nội tâm ý nghĩ phong phú, trong nháy mắt liền não bổ một bộ khổ tình yêu đương kịch. Đang lúc hắn não bổ tình yêu kịch không cách nào tự kềm chế thời điểm, phía sau hắn cái kia run lẩy bẩy thú tu muội tử, lấy dũng khí nói, bá. Bá tống tiền bối, coi như tất cả mọi người mang qua ngươi hài tử, ngươi cũng không thể dùng vấn đề này, bức bách Thập Lục muội muội trở thành đạo lữ của ngươi. Thập Lục muội muội mặc dù đã từng nói, nàng chỉ vì nhân sinh cái thứ nhất đạo lữ sinh con, nhưng nàng ý tứ cũng không phải là lên xe trước lại mua vé bổ sung. Tiên tử đừng nói loại này để cho người ta hiểu lầm. Gọi là thể nghiệm mang thai quá trình, là nho gia thánh nhân dạy học bên trong tình thương của mẹ thiên,
là rất nghiêm túc dạy học. Tống Thư Hàng phản bác. Khục Chuyển Bàn đạo nhân ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục, Thập Lục, ý của ngươi thế nào? Hắn cùng sau lưng thú tu đều mong đợi nhìn qua A Thập Lục. A Thập Lục xoa cằm, suy tư. Tống Thư Hàng trong lòng có chút hiếu kỳ, rõ ràng hình thể và khí chất lên đều không nhỏ chênh lệch, nhưng là Chuyển Bàn đạo nhân cùng đồng bạn của hắn, tựa hồ nhận định Tô Thị A Thập Lục chính là Đại Thập Lục. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn tựa hồ liền không có nghĩ tới trước mắt Tô Thị A Thập Lục cũng không phải là bọn hắn đồng bạn khả năng. Bởi vì nghi thức đã hoàn thành, Bạch Long tỉ tỉ truyền âm nhập mật, đối Tống Thư Hàng nói, tại nghi thức sau khi hoàn thành, Đại Thập Lục chính là A Thập Lục. Liền Đại Thập Lục bộ phận ký ức, A Thập Lục cũng có thể tiến hành xem. Sở dĩ, mấy vị này thú tu đem A Thập Lục xem như là bọn hắn đồng bạn, cũng rất bình thường. Tô Thị A Thập Lục đã từng đối Tống Thư Hàng nói qua, coi như thí luyện thất bại, nàng cũng sẽ không biến mất, kỳ thật chính là cái này nguyên lý. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, ta không hỏi ra sự nghi ngờ này, ta chỉ là tại nội tâm suy nghĩ một chút mà thôi a. Bạch Long tỷ tỷ liền trực tiếp trả lời nội tâm của hắn nghi ngờ. Ta và các ngươi cùng một chỗ, đi tham gia Gô Thánh Sơn thí luyện đi. Tô Thị A Thập Lục đối Chuyển Bàn đạo nhân lên tiếng nói. Đại Thập Lục cùng cái này năm vị thú luyện tập một loại trận pháp, chuyên môn vì xông qua Gô Thánh Sơn bên ngoài thí luyện. Hiện tại thiếu đi Đại Thập Lục, trận pháp này liền thiếu thốn một góc, đối Chuyển Bàn đạo nhân mấy người tới nói chính là tai nạn. Cho nên nàng quyết định thay thế Đại Thập Lục vị trí, kết thúc nhân quả. Còn nữa, nàng cũng cần một cái Gô Thánh Sơn thí luyện danh ngạch. Chờ xông qua Gô Thánh Sơn ngoại vi thí luyện về sau, nàng liền có thể cùng Tống Thư Hàng tụ hợp. Bạch tiền bối, xin giúp ta chuyện. Tô Thị A Thập Lục lại nhìn phía Bạch tiền bối. Bạch tiền bối gật đầu nói, muốn ta làm thế nào? Có thể đem ta cùng Bạch Long tỷ tỷ cắt thành hai nửa sao? Tựa như Bạch tiền bối người tự thân đồng dạng, Tô Thị A Thập Lục nói. Bạch Long tỷ tỷ kém chút bị hù phai màu. Không có vấn đề, Bạch tiền bối trả lời. Tô Thị A Thập Lục hì hì cười một tiếng, mời Bạch tiền bối giúp ta. Nàng nhấc lên y phục của mình, lộ ra nhẹ nhàng một nắm bờ eo thon. Bạch tiền bối tế ra một kiện hộp trạng pháp khí, đối phần eo của nàng hết thảy. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tô Thị A Thập Lục thân thể chặn ngang tách ra. Nhưng vết cắt chỗ không có máu tươi chảy ra, A Thập Lục cũng vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Tống Thư Hàng lui ra phía sau một bước, nhẹ nhàng ôm lấy A Thập Lục nửa người trên. Đồng thời, Bạch tiền bối lại tế lên pháp khí, nhắm ngay Bạch Long tỷ tỷ khoa tay. Có thể không cắt sao? Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Bốn phía một trận trầm mặc. Tốt a, cắt ta thời điểm cẩn thận một chút, phần eo của ta là vị trí này, đừng tính sai. Bạch Long tỷ tỷ thở dài. Cắt. Bạch Long tỷ tỷ thân thể đồng dạng bị cắt thành hai nửa. Tống Thư Hàng, pháp khí này, cứ nhiên đối Bạch Long tỷ tỷ cũng có hiệu quả. Bạch Long tỷ tỷ trạng thái cùng công đức xà mỹ nhân tương tự, là thuần năng lượng thể, cứ nhiên cũng có thể bị cắt thành hai nửa. Sau đó, tại Bạch tiền bối thao tác bên dưới, A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ nửa người tiến hành đổi. Một bên là đầu người thân rồng A Thập Lục tổ hợp. Một bên khác là đầu rồng thân người Bạch Long tỷ tỷ tổ hợp. Sau đó, đầu người thân rồng A Thập Lục tổ hợp, hướng phía Tống Thư Hàng bọn người phất phất tay, cùng Chuyển Bàn đạo nhân mấy vị thú tu rời đi. Đầu rồng thân người Bạch Long tỷ tỷ tổ hợp, đứng ở Tống Thư Hàng bên người, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ Tống Thư Hàng bả vai. Ôn nhu nói, Thư Hàng, ta bây giờ nhìn lại giống hay không là trong điện ảnh Tứ Hải Long Vương. Loại kia thân người đầu rồng bộ dáng. Tống Thư Hàng lắc đầu, trong điện ảnh Tứ Hải Long Vương, chỉ có đầu là long thủ. Bạch Long tỷ tỷ ngươi bây giờ nửa người trên đều là long thân thể. Lại nói, Bạch Long tỷ tỷ ngươi không thể huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng sao? Hiện tại không thể, về sau theo A Thập Lục cảnh giới sau khi tăng lên, ta cũng có thể giống phía sau ngươi tiên tử đồng dạng. Tiến hành lần lượt thuế biến. Bạch Long tỷ tỷ trả lời, bất quá, ta càng ưa thích hình rồng bộ dáng. Tống Thư Hàng ngắm nhìn bản thân, Bạch tiền bối, Tô Thị A Thập Lục Bạch Long tỷ tỷ tổ hợp. Bản thân ba người, thật đúng là chỉnh chỉnh tề tề. Khô dưới Thánh Sơn. Thanh Loan tiên tử mang theo Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối, đến Thánh Sơn phụ cận. Quy tiền bối cùng Thông Nương, đều bị Tống Thư Hàng trước đưa vào đến hạch tâm thế giới. Bá Tống đạo hữu, Bạch Thánh đạo hữu, chuẩn bị xong chưa? Thanh Loan tiên tử nói, thí luyện chi địa, liền muốn mở ra. Đang khi nói chuyện,
trên bầu trời có một vòng kim sắc trăng sáng hiển hiện, vừa vặn kẹt tại Thánh Sơn ngay phía trên. Kim sắc nguyệt quang hạ xuống, từng đạo từ phù văn ngưng kết thành con đường, lăng không hiển hiện. Tất cả có được thí luyện danh ngạch người, đều có thể đạp vào những thứ này kim sắc con đường, bắt đầu đi tới. Thanh Loan tiên tử khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói, chúc bá Tống đạo hữu kỳ khai đắc thắng. Nhận Thanh Loan tiên tử cắt ngôn, Tống Thư Hàng ôm quyền nói. Bất quá, kỳ khai đắc thắng cái này từ, luôn cảm giác cùng lập flex có được dị khúc đồng công chi diệu. Tống Thư Hàng nội tâm có chút trở nên tế nhị. Phù văn màu vàng con đường, từng đầu bỏ ra. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối trước mặt liền xuất hiện 6 đầu phù văn con đường. Bạch Tiền Bối, chúng ta đi con đường nào? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Phù văn biến thành kim sắc thí luyện con đường lượng phong phú, nếu có lựa chọn khủng bố chứng người tu luyện, đối mặt nhiều như vậy con đường tu luyện, không phải sầu chết không thể. Tốt tại bên mình có Bạch Tiền Bối. Chỉ muốn Bạch Tiền Bối trước làm ra lựa chọn, sau đó bản thân đuổi theo chính là. Bạch Tiền Bối bài may mắn bùa hộ mệnh, ngài đáng giá có được. Đầu này, Bạch Tiền Bối dẫn đầu làm ra lựa chọn, hắn nhấc chân đi trên trong đó một đầu phù văn con đường. Sau đó cả người hắn như là bước lên tay vịn thang máy, bị vận hướng Gô Thánh Sơn. Tống Thư Hàng theo sát lấy nhảy lên. Bạch Long tỷ tỷ A thập lục tổ hợp, cũng theo sát phía sau nàng cũng thành công bước lên thí luyện con đường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xem ra, A thập lục cắt thành hai nửa về sau, vẫn là bị cho rằng là một cái chỉnh thể. Tống Thư Hàng quay đầu ngắm nhìn Bạch Long tỷ tỷ, gật đầu nói. Cứ như vậy. Bên mình tương đương lăng không nhiều một cái chiến lực. Phù văn con đường vận chuyển, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng, Bạch Long tỷ tỷ bị vận chuyển hướng Gô Thánh Sơn chỗ sâu. Trên đường đi, Tống Thư Hàng nhìn thấy cách đó không xa thí luyện trên đường, tham gia thí luyện tu sĩ, thỉnh thoảng sẽ toàn thân run rẩy hoặc là phát ra trận trận kêu thảm, có thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phát ra tiếng kêu thống khổ. Xem ra, tại đạp vào phù văn con đường thời điểm, thí luyện chi địa thí luyện đã bắt đầu. Khảo thí dịch thể công pháp Thánh Viên Long Lực Thần công phương pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là đả kích. Đối người tu luyện thân thể tiến hành toàn phương diện đả kích, liền có thể suy đoán ra người tu luyện Thánh Viên Long Lực Thần công tu luyện trình độ. Sở dĩ, phù văn trên đường thú tu nhóm, đang tại thừa nhận các loại tai nạn cùng đả kích. Xét đánh, hỏa thiêu, núi ép, dìm nước, nện gõ, chảm kích. Các loại. Những phương thức công kích này, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy. Chỉ có đứng ở phù văn trên đường những người thí luyện, mình có thể nhìn thấy, có thể thể nghiệm đến. Còn tốt lần này mang theo Bạch Tiền Bối tới, Tống Thư Hàng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn cùng Bạch Tiền Bối chỗ đầu này phù văn con đường, cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì tai nạn giáng lâm. À, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thất vọng đây, dù sao ngươi không phải danh xưng Tống. Hưởng thụ thống khổ làm ta càng cường đại. Thư Hàng nha. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối lên tiếng nói hắn tồn tại trạng thái phi thường đặc thù, có thể cùng da đen vũ nhu tử đồng dạng, chui vào tại Tống Thư Hàng cái bóng bên trong, sở dĩ có thể lẫn vào đến thí luyện bên trong tới. Tống Thư Hàng, ta chỉ là tiếp nhận thống khổ tính nhẫn nại tương đối cường đại, nhưng ta cũng không phải ưa thích bị thống khổ tra tấn, đừng đem ta cùng Jun M phân loại đến cùng một chỗ A. Thư Hàng, tập tam đại công pháp tôi luyện thân thể vào một thân ngươi, lúc này không thể túng. Ta đề cử ngươi nhảy đến bên trên thí luyện trên đường, hảo hảo hưởng thụ một chút thí luyện, nhờ vào đó cường hóa tự thân. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại xích tiêu kiếm tiền bối trên người, dưỡng đao thuật 10 liên. Hai đạo dưỡng đao thuật quang mang qua đi, xích tiêu kiếm tiền bối liền yên tĩnh trở lại. Đến, Bạch tiền bối xoay người nói. Phù văn con đường, một mực đem tất cả mọi người vận chuyển đến Gô Thánh Sơn gốc cây kia đại thụ dưới đáy. Bạch Tiền Bối nhấc chân, từ phù văn trên đường bước xuống. Hắn chân sau vừa mới rời đi. Tống Thư Hàng bên tai liền truyền đến bạo tạc thanh âm, mà lại là liên miên bạo tạc, liên miên bất tuyệt. Tiếng nổ mạnh bên trong còn hòa với tiếng sấm, liệt hỏa thiêu đốt thanh âm. Đồng thời, đỉnh đầu hắn cảm giác một trận nặng nề, như Thái Sơn áp đỉnh. Sẽ đi động bùa may mắn Bạch Tiền Bối, từ phù văn trên đường biến mất. Thế là... Phù văn con đường góp nhặt tất cả thí luyện, đuổi tại một khắc cuối cùng, toàn bộ rơi trên người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếng kêu rên liên hồi. Những thứ này toàn phương vị đả kích thí luyện nếu như tách ra, mỗi loại tới, hắn không sợ hãi chút nào.
những thống khổ này, đối với hắn mà nói liền như là mưa bụi đồng dạng. Nhưng tất cả đả kích thí luyện một hơi lúc bộc phát, lượng biến gây nên chất biến, rốt cục đạt đến điểm tới hạn. Tống Thư Hàng nhịn không được phá công, hét thảm 4 tiếng. Đả kích thời gian rất ngắn, bởi vì tại thí luyện phủ xuống thời giờ, Tống Thư Hàng đã tiếp cận phủ văn con đường điểm cuối cùng. Kêu thảm vừa kết thúc, hắn lại vừa vặn bị đưa ra phủ văn con đường. Bạch Tiền Bối quay người đối với hắn thi triển một cái chỉ rũ thuật, đồng thời phân tích nói, xem ra, thí luyện con đường thống khổ, là phương diện tinh thần thống khổ. Trên thân thể của ngươi, cũng không có thụ thương dấu vết. Còn may là phương diện tinh thần thống khổ, ta phương diện tinh thần đối thống khổ nhẫn nại cấp bậc là nhục thân hơn gấp 10 lần. Tống Thư Hàng lại quay đầu nhìn về Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ A thập lục tổ hợp, không có sao chứ? Phù văn trên đường, Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ gãi gãi cái cằm, nói, xét đánh tổn thương. Mà lại, rất yếu. Nàng vốn là Long Trúc, lôi điện tổn thương sức miễn dịch mạnh phi thường. Thí luyện trên đường yếu ớt lôi điện tổn thương, đối nàng mà nói liền gãi ngứa ngứa đều không đủ. Chỉ sợ là trước đó một sát na kia, phù văn trên đường thí luyện năng lượng, toàn dùng trên người Thư Hàng. Sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói vì phòng ngừa tiến vào thí luyện chi địa về sau, hạch tâm thế giới bị phong cấm, cho nên nàng sớm đã đem bản thân một sợi tóc luyện hóa, cấy ghép tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Thì ra là thế, khó trách ta cảm giác thí luyện uy lực lệch yếu. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu cho Tống Thư Hàng đưa lên một phát chỉ rũ thuật, khổ cực, Thư Hàng tiểu hữu. Tống Thư Hàng hít vào một hơi, vỗ vỗ bộ ngực của mình. Sau lưng, cái khác thí luyện trên đường thành viên, cũng bị phù văn con đường từng cái đưa đến đại thụ phía dưới. Cơ hồ tất cả thí luyện giả, đều thông qua được phù văn con đường. Phù văn con đường thí luyện, chỉ là món ăn khai vị. Có thể bị chọn lựa tới được thành viên, đều là có 2 cái bàn trải, phù văn con đường chỉ muốn cắn nha đều có thể chống đỡ xuống tới. Ngoại trừ mấy cái đặc biệt xui xẻo ra hỏa, giữa đường bởi vì ngoài ý muốn lâm vào hôn mê, bị phù văn con đường ngược lại đưa ra ngoài. Chờ tất cả thông qua phù văn con đường thành viên được đưa đến đại thụ phía dưới về sau, kim sắc nguyệt quang lần nữa giáng lâm. Tắm rửa tại kim sắc nguyệt quang bên dưới lúc, Tống Thư Hàng cảm giác mình da mặt biến càng tăng thêm một số, phàm là tu luyện qua thánh viên long lực thần công người, đều có thể từ nguyệt quang bên dưới đạt được quà tặng cùng cường hóa. Nguyệt quang tắm kéo dài 10 hơi tả hữu. Sau đó, viên kia đại thụ mở ra. Đại thụ bên trong, lộ ra từng cái ghế. Chỗ lớn nhỏ khác nhau, có một mình khoản, có 2 người khoản, cũng có 5-6 người khoản. Tống Thư Hàng. Xem ra, đón lấy đến chúng ta muốn ngồi những thứ này chỗ xuất phát. Sở các chủ phỏng đoán nói. Như cũ, Bạch Tiền Bối tới chọn chỗ đi. Tống Thư Hàng nói lần này, hắn muốn ôm chặt Bạch Tiền Bối đùi, Bạch Tiền Bối từ chỗ trung hạ đến, hắn liền trước tiên đuổi theo. Đồng thời, hắn quay đầu trong đám người tìm một vòng, nhưng bởi vì thú tu số lượng quá nhiều, tạm thời không phát hiện A Thập Lục thân ảnh. Bạch Long tỷ tỷ có thể cảm ứng được A Thập Lục vị trí sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ta thử một chút, Bạch Long tỷ tỷ nhắm mắt tìm tòi một lát sau, lắc đầu nói, cái này Gô Thánh Sơn quả nhiên có chút trò, ta chỉ có thể mơ hồ phát giác được A Thập Lục cùng ta mặt khác nửa người khí tức, nhưng liên quan tới các nàng tọa độ cụ thể, mỗi một khắc đều tại thay đổi, không cách nào khóa chặt. Tại Bạch Long tỷ tỷ cảm ứng bên trong, Gô Thánh Sơn là từ vô số khối lập phương tiểu không gian tổ hợp mà thành. Mà mỗi một giây, những thứ này khối lập phương tiểu không gian vị trí đều đang di động. Bởi vì không gian biến hóa tần suất quá nhanh, nàng trước một giây vừa mới khóa chặt A Thập Lục khí tức, một giây sau khí tức liền biến mất không thấy gì nữa, gãy mất cảm ứng. Rất thú vị địa phương, Bạch Tiền Bối cũng khích lệ nói. Hứng thú của hắn bị câu dẫn đi lên. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, nói. Cái kia Bạch Tiền Bối, chúng ta lựa chọn chỗ nào? Khả năng hấp dẫn Bạch Tiền Bối hứng thú địa phương, căn bản là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tống Thư Hàng đã quyết định lần này cần ôm chặt Bạch Tiền Bối đùi, cùng Bạch Tiền Bối ở giữa cự ly tốt nhất không cao hơn 1 mét. Hừm, liền hắn đi. Bạch Tiền Bối đưa tay, nhìn như tùy ý trong ngón tay một cái chỗ. Vậy liền nó, Bạch Long tỷ tỷ ta nhóm bên trên. Ách, Tống Thư Hàng nói được nửa câu, dừng lại. Bởi vì Bạch Tiền Bối tùy ý chỉ hướng chỗ, là cái cỡ nhỏ một mình khoang thuyền. Hơn nữa còn là một mình khoang thuyền bên trong cũng coi là tiểu hình hào cái chủng loại kia, nhiều nhất nhét cái A Thập Lục đi vào. Tống Thư Hàng hiện tại thân gỗ khổng lồ hình thể, liền mơ tưởng chen vào.
Bạch tiền bối nếu như trở ra, vậy hắn cùng Bạch Long tỷ tỷ muốn làm sao xử lý? Nếu như đoàn người muốn tách ra hai cái chỗ, hắn cùng Bạch tiền bối ở giữa cự ly khẳng định phải kéo dài đến 1 mét trở lên. Cái này còn để hắn làm sao ôm Bạch tiền bối đùi? Không được, ta phải cố gắng tranh thủ một chút. Bạch tiền bối, cái này chỗ quá nhỏ, chúng ta thay cái. Tống Thư Hàng thành khẩn hướng Bạch tiền bối đề nghị. Dưới tình huống bình thường, Bạch tiền bối đều là rất thông tình đạt lý. Tống Thư Hàng đề nghị nếu là có đạo lý lời nói, Bạch tiền bối đều sẽ suy tính một chút đề nghị của hắn. Nhưng lần này, Bạch tiền bối đối cái này cỡ nhỏ một mình khoang thuyền tình hữu độc chung. Hắn khe khẽ lắc đầu, nhu thuận tóc đen như gợn sóng tung bay. Ta nhìn chúng cái này một mình khoang thuyền, Bạch tiền bối một mặt chân thành nói, trực giác nói cho ta biết, cái này một mình khoang thuyền lại là đón lấy đến có ý tứ nhất địa phương. Cái khác bất kỳ chỗ, cũng không sánh nổi hắn thú vị. Nhưng cái này chỗ quá nhỏ, nhiều nhất chen cái A thập lục đi vào. Bạch tiền bối người chen vào cũng sẽ rất vất vả, không gian quá nhỏ, thể nghiệm dám khẳng định cũng sẽ không quá tốt. Chúng ta vẫn là thay cái ba người lớn khoang thuyền, Tống Thư Hàng khuyên. Bạch tiền bối nhìn qua cái này không gian thu hẹp, như có điều suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, không gian có chút quá nhỏ, hắn chui vào, cũng sẽ quá chật. Đồ đần, đừng lấy A thập lục vì tính toán đơn vị A. Bạch Long tỉ tỉ bất mãn gõ Thư Hàng một móng vuốt. Lúc này, tâm ma xích tiêu kiếm tỉnh táo lại, hắn không kịp chờ đợi nói bổ sung, đúng, Bạch đạo hữu tốt nhất tuyển cái ba người lớn chỗ, dạng này, Thư Hàng mới tốt ôm bắp đùi của ngươi. Ha 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 ha. Xích tiêu kiếm đạo hữu ngươi quá trực bạch, sở các chủ ngốc lông tóc tiếng nói, mặc dù ngươi nói là sự thật, nhưng bao nhiêu cho Thư Hàng chừa chút mặt mũi. Tống Thư Hàng, tâm ma xích tiêu kiếm ho nhẹ một tiếng, sửa lại nói, Bạch đạo hữu, Thư Hàng lo lắng an nguy của ngươi, sở dĩ hy vọng có thể cùng ngươi ngồi chung một khoang thuyền, giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tống Thư Hàng tâm, càng lấp. Hoàn toàn chính xác, cái này chỗ là có chút quá nhỏ. Bạch tiền bối gật đầu nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung. Giải quyết, tại miệng của hắn độn hiểu chi theo lý, lấy tình động bên dưới, Bạch tiền bối rốt cục muốn thay đổi chủ ý. Quyết định, Bạch tiền bối gật đầu nói, lần này, liền để ngươi ôm lần đùi đi, Thư Hàng. Cái kia Bạch tiền bối, chúng ta lựa chọn chỗ nào? Tống Thư Hàng vui a nói, rèn sắt khi còn nóng, mau để cho Bạch tiền bối tuyển cái ba người khoang thuyền ngồi xuống. Không vội, Bạch tiền bối mỉm cười. Sau đó, hắn đưa tay tại bản thân phần eo vị trí nhấc lên. Phần eo cùng đùi bộ phận cứ như vậy chia lìa ra. Tống Thư Hàng. Cứ như vậy, đùi liền giao cho ngươi đảm bảo, Thư Hàng. Bạch tiền bối tiếu yếp như hoa, sau đó, hắn chân thân siêu một chút, chui vào đến cái kia tiểu chỗ bên trong đi. Bởi như vậy, khoang lớn nhỏ, chính tốt, thoải mái dễ chịu độ cũng cực dai. Bạch tiền bối hài lòng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, tức hài lòng mình muốn ngồi một mình khoang thuyền ý nghĩ, lại thỏa mãn Thư Hàng tiểu hữu muốn ôm hắn bắp đùi nguyện vọng, hoàn mỹ. Tống Thư Hàng. Một mình trong khoang thuyền, Bạch tiền bối đối hắn giơ ngón tay cái lên. Phân thân của hắn cũng chính là cái kia hai đầu đùi, chạy chậm đến đi vào Tống Thư Hàng bên người. Ngây người như phỗng Tống Thư Hàng, cảm thấy đến từ thế giới thật sâu ác ý. Mấy phút sau. Tống Thư Hàng cùng Bạch Long tỷ tỷ ngồi lên rồi Bạch tiền bối hậu phương một cái ba người trong khoang thuyền. Tống Thư Hàng bên người, ngồi Bạch tiền bối phân thân hai chân nhìn tựa như là Bạch tiền bối nửa người trên đang thi triển ẩn hình ma thuật đồng dạng. Thật, ôm đùi. Bạch Long tỷ tỷ biết coi bói quẻ sao? Tống Thư Hàng hỏi. Bao nhiêu biết một chút? Bạch Long tỷ tỷ vui a nói thế nào nàng cũng là viễn cổ thiên đình kim long thủy tổ, tại trường sinh giả bên trong đều xem như đỉnh tiêm một nhóm kia. Tống Thư Hàng chỉ bản thân, nói, tỷ tỷ muốn hay không cho ta đến một quẻ. Yên tâm, không chết được, Bạch Long tỷ tỷ nhanh chóng trả lời. Tống Thư Hàng lệch ra qua đầu, nhìn qua bên ngoài khoang thuyền, đột nhiên có loại cơ tim tắc nghẽn ngạt thở cảm giác. Tập trung vào, Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở nói, tùy thời bảo trì cùng Bạch đạo hữu liên hệ, cứ như vậy, coi như phát sinh biến hóa gì, người cũng có thể nắm giữ trực tiếp tình báo, làm ra phản ứng. Tống Thư Hàng gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế. Lại qua sau một thời gian ngắn, tất cả thông qua phù văn con đường thí luyện giả, toàn bộ leo lên đại thụ lên chỗ. Kim sắc nguyệt quang vẩy xuống. Tất cả mọi người cảm giác đến chỗ bắt đầu chấn động.
Tống Thư Hàng vô ý thức đưa tay hướng chỗ ngồi bên cạnh chộp tới, nhưng bắt hụt, cứ nhiên không có dây an toàn. Không có dây an toàn, liền không có cảm giác an toàn a. Oanh! Bên ngoài, đầu tiên truyền đến một tiếng pháo nổ. Pháo vang bên trong, mơ hồ có thể nghe được Bạch Tiền Bối thanh âm. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ra bên ngoài xem xét, liền nhìn thấy Bạch Tiền Bối ngồi cái kia một mình khoang thuyền bị bắn ra ngoài, tựa như một chiếc tiểu phi thuyền, thật nhanh hướng đỉnh đầu cái kia kim sắc mặt trăng bay đi. Phi thuyền nhỏ phi hành cực nhanh, tư thế phong phú, phi hành tư thế chi phong phú, đều muốn đuổi kịp Bạch Tiền Bối duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt. Đây chính là Bạch Tiền Bối lựa chọn, kích thích nhất chỗ. Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước miếng. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, là càng lớn pháo vang. Lại có chỗ bị bắn sao? Tống Thư Hàng hỏi. Không, là cả cây đại thụ bị bắn đi ra. Bạch Long tỉ tỉ trả lời. Tống Thư Hàng. Gốc cây kia cắm căn tại gô trên Thánh Sơn đại thụ, giận bắn bầu trời, phóng tới Kim Nguyệt. Thật, ngay trời. Thì ra là thế, thí luyện chi địa tại cái kia kim sắc trên mặt trăng. Sở các chủ thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cái kia Bạch Tiền Bối cố hương, có thể hay không ở trên mặt trăng. Tạo hóa tiên tử gạt ra cái đầu nhỏ, bởi vì không gian nhỏ hẹp nguyên nhân, đầu của nàng chỉ có thể dán chặt lấy Tống Thư Hàng lỗ tai, lớn tiếng hát nói, ta đang ngước nhìn trên mặt trăng. Bị tạo hóa tiên tử đột nhiên ở bên tai hát một cuống họng, Tống Thư Hàng bị giật nảy mình. Hắn phản ứng cấp tốc, thật nhanh che lên một cái khác lỗ tai kinh nghiệm nói cho hắn biết. Bất kể là tạo hóa tiên tử vẫn là công đức xà mỹ nhân ai trước đi ra bì về sau, một cái khác nhất định sẽ bảo trì đội hình đuổi theo. Nhưng sau một lúc lâu, lần này, công đức xà mỹ nhân cứ nhiên chưa hề đi ra bì. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Công đức xà mỹ nhân nàng không ra bì một chút, trong lòng của hắn liền không trên không dưới, đặc biệt khó chịu. Tiên tử ngươi ngược lại là đi ra, hát tiếp một câu a. Hát xong về sau. Ta cái này trong lòng có thể thoải mái một số. Không muốn rụt rè, muốn hát liền hát, phải có tự tin. Tân thí luyện tới, lúc này, Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nhắc nhở nói. Lúc này, thân hình của nàng thu nhỏ đến thích hợp Tô Thị A thập lục hình thể lớn nhỏ thân rồng chân người. Cái này hình thái, khiến cho Tống Thư Hàng không khỏi nhớ tới Ngư Kiều Kiều. Thí luyện ở đâu? Tống Thư Hàng xoay đầu lại. Sau đó... Hắn liền nhìn thấy tại đại thụ cùng Bạch Tiền Bối cái kia một mình khoang thuyền ngay phía trước, xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ đó là hai cái siêu cự hình thánh viên. Bên trái cái kia cơ bắp sung mãn, phía bên phải cái kia thân hình đều đều. Hai cái thánh viên chân đạp hư không, song song mà đứng, giả thiên cái nguyệt. Tại hai cái thánh viên hiện thân đồng thời, Tống Thư Hàng đỉnh đầu liền có 66 con thánh viên hư ảnh hiển hiện thánh viên long lực thần công bị động kích hoạt. 66 con thánh viên đầu thắt khăn nho. Người mặc nho sam, tay nâng lấy nho ra kinh thư. Bọn chúng lấy Bạch Tiền Bối cái kia đại thánh viên làm trung tâm, xếp thành 6 cánh hoa tạo hình. Lần này tất cả thánh viên hiển hiện về sau, không có lập tức ngâm sướng kinh văn, mà là tỉnh táo nhìn qua phía trước cái kia hai cái bảng đại thánh viên. Không chỉ có là Tống Thư Hàng. Tất cả tham gia lần này Gô Thánh Sơn thí luyện thú tu nhóm, trên người thánh viên long lực thần công toàn bộ bị kích hoạt. Trong lúc nhất thời, đầy bình phong lớn nhỏ thánh viên. Rất là hùng vĩ. Bất quá, ngoại trừ Tống Thư Hàng thánh viên bên ngoài, cái khác thú tu thánh viên, đều là hỗn loạn tụ tập thành một đoàn, lộ vẻ có chút hỗn loạn. Tống Thư Hàng nhìn qua cái kia hai cái đại thánh viên. Xem ra, lần này thí luyện, là muốn để thánh viên long lực thần công tu luyện ra được thánh viên hư ảnh, thu hoạch được cái này hai cái đại thánh viên thừa nhận. Cái kia kế tiếp thí luyện, có thể hay không cùng long có quan hệ. Dù sao cũng là thánh viên long lực thần công nha, viên đều xuất hiện, long sẽ còn xa sao. Ô ô ô siêu cự thánh viên phát ra kỳ quái tiếng kêu. Chờ tất cả thí luyện giả thánh viên hư ảnh đều bị kích hoạt về sau, bên trái cái kia thánh viên trong mắt có kim mang quét xuống, tại tất cả tham gia thí luyện thành viên trên người quét nhìn. Như Tống Thư Hàng suy đoán, Gô Thánh Sơn thí luyện, chủ yếu là nhằm vào thánh viên long lực thần công thí luyện. Sở dĩ. Đại thánh viên sẽ lần nữa xem xét một chút tham gia thí luyện giả tư cách. Không vừa lòng điều kiện thí luyện giả, sẽ bị loại bỏ. Phàm là hắn trong mắt kim quang quét chúng thí luyện giả, toàn thân đều tiếp nhận áp lực cực lớn, suýt chút nữa thì bị đè sấp tại địa. Quang mang từng dãy đảo qua. Rất nhanh, siêu cự thánh viên trong mắt kim quang, rơi xuống Tống Thư Hàng chỗ khoang. Quang mang đầu tiên là quét chúng Bạch Long tỷ tỷ A thập lục tổ hợp.
Đợi đã, A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ đều không có tu luyện qua Thánh Viên Long Lực Thần Công, các nàng có thể thông qua lần này xem xét sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, Thánh Viên Kim Quang tại Bạch Long tỷ tỷ và A Thập Lục tổ hợp trên người nhẹ nhàng quét qua, Bạch Long tỷ tỷ trên người Long Uy bị thoáng kích hoạt. Thế là, đạo Kim Quang kia liền từ Bạch Long tỷ tỷ trên người khẽ quét mà qua. Xem ra, mặc kệ là Thánh Viên hư ảnh hoặc là Long Lực đều có thể thỏa mãn quá quan điều kiện. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, ánh mắt của hắn lại nhìn phía nơi xa VIP một mình trong khoang thuyền Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối tức không tu luyện Thánh Viên Long Lực thần công, cũng không có Long Lực, hắn có thể thuận lợi vượt qua lần này thí luyện sao? Soát. Lúc này, siêu cự Thánh Viên kim sắc quang mang rơi vào Tống Thư Hàng trên người. Hào quang màu vàng óng mở rộng, trực tiếp đem Tống Thư Hàng 66 con Thánh Viên hư ảnh đều bao phủ ở bên trong. Đây là vạn chúng chú mục một khắc. Bạch Tiền Bối tặng cho cái kia đại thánh viên, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người Nho Sam, hắn tựa hồ một mực chờ đợi đợi thời khắc này. Cái này tất cả mọi người chú ý bên trong, đại thánh viên hư ảnh lật ra Nho Gia kinh văn, sau đó hắn tay phải giơ cao, ngón cái cùng tiểu chỉ giơ cao, bày ra 6 thủ thế. Trong miệng của nó, bắt đầu dùng một loại thanh âm uy nghiêm ngâm sướng lên kinh văn, đồng thời tay phải không ngừng lắc lư. Đại thánh viên lên tiếng về sau, tất cả tiểu thánh viên cùng nhau đuổi theo tiết tấu. Bọn chúng toàn bộ lật ra kinh văn, quơ cánh tay phải, dùng các loại ngôn ngữ, phụ họa ngâm sướng. Cái kia cơ bắp sung mãn siêu cự thánh viên, thân thể cứng đờ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ hoa thánh viên hư ảnh. Thế là, siêu cự thánh viên trong mắt kim quang đại thịnh, một loại cường đại hơn uy áp, hướng phía Tống Thư Hàng rơi xuống. Nhật ngươi đấy, Tống Thư Hàng cả giận nói. Dựa vào cái gì hắn thí luyện luôn luôn xảy ra vấn đề. Giống đỉnh đầu hắn cái kia đại thánh viên rít lên một tiếng, hắn dùng sức đem Nho Gia kinh thư hướng bên cạnh quang ra, đưa tay kéo ra bản thân Nho Sam, lộ ra đá cẩm thạch cứng rắn cơ bắp. Sau đó, hắn tựa như là một đầu kim cương tinh tinh, dùng sức vuốt bộ ngực của mình, đối cái kia siêu cự thánh viên phát ra khiêu khích. Bên cạnh, một đoàn tiểu thánh viên nhào tới dùng sức ôm lấy đại thánh viên lông chân. Đại thánh viên không ngừng vuốt bộ ngực của mình, gầm thét liên tục. Một bộ nếu không phải tiểu đệ của ta lôi kéo ta, ta nha hôm nay tựu đi lên chửi bảo ngươi bộ dáng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Hắn có chút hoài nghi lúc trước, Bạch Tiền Bối có phải hay không đem hắn thánh viên quần bên trong đau đầu xung quân cho hắn. Cái này đại thánh viên hư ảnh, quá xuất sắc. Khiêu khích tặc thoải mái. Không muốn túng, dùng sức khiêu khích hắn. Tất cả tham gia thí luyện thành viên, lực chú ý toàn bộ bị hấp dẫn. Từ trước tới nay, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có thí luyện giả, sẽ chính diện khiêu khích thí luyện lộ bên trên hai tôn viên vương. Đợi đã, cái kia mặc Nho Sam thánh viên hư ảnh, chư vị có hay không cảm giác nhìn quen mắt? Có thú tu đột nhiên kịp phản ứng. Dù sao cái này 66 con thánh viên, quá không giống bình thường bằng cái gì đoàn người đều để trần thân thể, liền các ngươi thắt lưng bàn đặc biệt đột xuất, ăn mặc một thân Nho Sam. Bá, bá Tống Huyền Thánh. Bá, bá Nho Huyền Ma. Bá, bá Long Cổ Thánh. Bá, bá. Không nghĩ tới vị này nhân vật đáng sợ, cứ nhiên cũng tham gia thú tu giới Gô Thánh Sơn thí luyện. Khi tất cả người ánh mắt, đều bị Tống Thư Hàng cùng đại thánh viên hấp dẫn thời điểm, trong lúc nhất thời đều không để ý đến VIP khoang Bạch Tiền Bối. Lúc này, cái kia thân thể đều viên vương, chính phối hợp với Bạch Tiền Bối, cho hắn tìm thú vui. Tỷ như viên vương nắm lấy VIP khoang, nguyên địa xoay tròn mấy vòng. Như là ném đĩa ném đồng dạng đưa nó ném ra. Các loại khoang bay trở về sau, viên vương lại dùng hai tay dâng khoang, thi triển một loại thần thông. Quanh một chút, vít khoang lấy gấp trăm lần vận tốc âm thanh bị bắn ra đi. Bạch Tiền Bối chơi rất vui vẻ. Viên vương mệt đầu đầy là mồ hôi. Gầy siêu cự viên vương cũng rất tuyệt vọng. Dĩ vãng công tác của nó chính là tại tráng siêu cự viên vương xem xét xong tất cả tuyển thủ dự thi về sau, tiến lên vung đại thụ. Thôi động toàn lực đem đại thụ bằng tốc độ khủng khiếp, phát xạ đến trên mặt trăng đi. Sau đó hắn liền có thể vui sướng cùng tráng siêu cự viên vương cùng một chỗ thưởng thức thí luyện giả cái kia hoảng sợ tiếng kêu, chỉ là những người thí luyện thiên hình vạn trạng kêu thảm, liền đủ hai vị viên vương vui a mấy năm. Đây cũng là thí luyện một vòng, để những người thí luyện thể nghiệm vật lý cấp tốc trùng kích. Tu luyện thánh viên long lực thần công người nhất định phải có thần kinh bền bỉ, liền điểm ấy tốc độ cùng độ cao đều chịu không được lời nói. Còn thế nào ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Bất quá lần này thí luyện,
lại có nhân tuyển bên trong ẩn tàng tôn quý VIP khoang. Bình thường tới nói, chọn chúng cái này khoang người, có thể nói là xui xẻo nhất. Cái này khoang tương nghênh tiếp gầy hình siêu cự viên vương VIP người phục vụ đãi ngộ tại tráng siêu cự viên vương xem xét xong đại thụ lên thí luyện giả trước đó, gầy hình siêu cự viên vương sẽ dùng tận toàn thân thủ đoạn, dày vò VIP khoang. Ranh giới cuối cùng là tại không thương tổn đến khoang bên trong thí luyện giả tính mệnh điều kiện tiên quyết, hết sức vào chỗ chết dày vò. Thấp nhất mục tiêu, là đem thí luyện giả cả dày vò đến không đứng dậy được, té xỉu trên đất. Gầy hình siêu cự viên vương vốn là rất vui vẻ, hắn đã thật lâu không có vui vẻ dày vò VIP khoang. Thế là, hắn vừa lên đến liền thi triển tuyệt chiêu của chính mình. Vung lấy VIP khoang vung tốc độ siêu âm xoay tròn vận tốc âm thanh đại phong xa. Hoặc là lay động kịch liệt khoang địa ngục chấn động hình thức. Hoặc là đem khoang bằng đột nhiên tốc độ bắn ra đi, lại lấy tốc độ nhanh hơn ngạnh sinh sinh lôi kéo trở về tử vong đi tới đi lui thể nghiệm các loại. Hắn ý đồ tại trong thời gian ngắn nhất, nghe được thí luyện giả tiếng khóc. Nhưng nó liên tiếp sử dụng gần 30 loại thủ đoạn, lại phát hiện khoang bên trong vị này tu sĩ, tinh thần tỏa sáng, vô cùng hưng phấn. Siêu cự viên vương một lần hoài nghi viên sinh. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không mấy ngàn năm không có ra tay toàn lực, thực lực lui bước. Thế là, nó tiếp đi xuống liền pháp thuật thủ đoạn cũng dùng tới. Siêu pháo điện từ thức phát xạ khoang tứ trọng gia tốc trận pháp viên thánh tật phong thuật, tranh thủ để khoang phát xạ tốc độ đạt tới vật lý cực hạn. Đồng thời, hắn còn tại khoang phát xạ lộ tuyến lên bố trí các loại chướng ngại vật, tăng cường kích thích. Nhưng khoang bên trong thí luyện giả, càng vui vẻ hơn. Gầy hình siêu cự viên vương một mặt mộng bức, hắn xuyên thấu qua khoang cái lồng, nhìn về phía bên trong thí luyện giả hắn ngược lại muốn xem trong này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bạch Thánh, liếc nhìn lại về sau, hắn lập tức liền minh ngộ vị này thân phận. Coi như không nói thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả, chỉ là Bạch Thánh bề ngoài, gặp một lần người liền không khả năng đem hắn quên. Thế là, gầy hình siêu cự viên vương càng thêm ra sức. Hắn tốn tận tâm nghĩ. Vì Bạch Thánh không các loại kích thích cách chơi. Trong thời gian ngắn, gầy hình siêu cự viên vương trí nhớ cùng thể lực cùng một chỗ tiêu hao, đầu đầy mồ hôi. Ngay tại gầy hình siêu cự viên vương sắp không chịu đựng nổi thời điểm. Một bên khác cái kia tráng siêu cự viên vương rốt cục hoàn thành đối tất cả thí luyện giả xem xét viên vương có hai con mắt, nó hai con mắt đều có thể phát xạ quang mang. Hắn một con mắt từ đầu tới đuôi cùng bá tống huyền thánh thánh viên đối kháng. Con mắt còn lại quang mang xem xét còn lại thí luyện giả. Bất quá cứ như vậy, không hề nghi ngờ sẽ gia tăng ánh mắt nó gánh vác. Một chuyến xem xét sau khi kết thúc, tráng siêu cự viên vương hai mắt khô khốc, muốn chảy nước mắt. Hống hống hống, Tống Thư Hàng đỉnh đầu, cái kia đại thánh viên hư ảnh bắt đầu có tiết tấu múa, từ đầu tới đuôi nó đều không có yếu thế. Tráng siêu cự thánh viên khóe miệng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cứ việc phách lối đi, bá Tống Huyền Thánh. Ngươi cũng chỉ có thể phách lối nữa như thế một hồi, đón lấy đến liền để ngươi nếm thử vật lý cực hạn phi hành kích thích đi. Lần này, hắn quyết định cùng gầy hình siêu cự viên vương phối hợp, đem vật lý cực hạn phi hành hình thức điều đến 3 lần độ khó, thậm chí cao hơn. Hắn xoay đầu lại, đối với mình đồng bạn kêu to. Nhưng vừa quay đầu, liền ngây ngẩn cả người. Bạn tốt của nó gầy viên vương lúc này đầu đầy mồ hôi, trên người viên mao liền giống bị mưa to dính ướt, ướt đẫm. Thậm chí hắn còn tại không ngừng thở, nhìn qua tiêu hao rất lớn. Tráng viên vương một mặt mộng bức. Đang nghe tráng viên vương tiếng kêu về sau, gầy viên vương lộ ra giải thoát biểu lộ. Hắn dùng sức bắt lấy Bạch Thánh khoang, thi triển pháp thuật, hung hăng đưa nó đánh phía mặt trăng. Kết thúc. Hai vị viên vương liếc nhau một cái, hốc mắt đều ẩm ướt. Lần này thí luyện giả đều là cái quỷ gì a? Thân là thí luyện quan hai vị viên vương cảm giác thể nghiệm cảm giác cực kém. Hai vị viên vương chạm nhau một trường. Sau đó hít sâu, xúc tích lực lượng. Bọn chúng đồng thời đối đại thụ đánh ra một trường, dùng hết toàn bộ lực lượng, pháp lực. Kêu thảm đi. Quái thì trách các ngươi cùng Bạch Thánh, bá Tống Huyền Thánh cùng một chỗ tham gia lần này thí luyện, không nên oán chúng ta. Oanh! Đại thụ bị mãnh liệt bắn ra ngoài. Dây phá âm nhanh, mà lại tốc độ không ngừng tăng lên, loại này tăng lên liền phảng phất vô bờ bến. Thân cây bên trên. Tất cả phụ trợ trận pháp toàn bộ mở ra, thí luyện độ khó tăng lên tới lớn nhất, uy lực toàn bộ triển khai. Không chỉ có như thế, đại thụ tiến lên trên quỹ đạo, còn ra hiện rất nhiều thiên thạch, khối sắt, cự hình sinh vật xương cốt, trong vũ trụ cổ ma các loại chướng ngại vật,
tăng cường kích thích cùng đánh vào thị giác. Cho ta kêu thảm đi, hai vị viên vương lộ ra nhe răng cười. Mặc dù điểm ấy tốc độ cùng trùng kích, không nhất định có thể làm cho bá tống huyền thánh bị kích thích. Nhưng đối với những người thí luyện khác tới nói, không thể nghi ngờ là địa ngục độ khó. Hai người bọn hắn tại bá tống huyền thánh cùng bạch thánh trên người ăn xẹp, luôn luôn tại cái khác thí luyện giả trên người bồi thường lại. Quá nhanh rồi, phải chết mau dừng lại. Ngoài ý liệu là, cái thứ nhất phát ra tiếng kêu thảm, lại là bá tống huyền thánh. Tráng tráng viên vương sững sờ. Hắn móc móc lỗ tai, đều cho là mình nghe lầm. Trước đó kiêu ngạo như vậy bá tống huyền thánh, như thế giòn. Nhưng đây đúng là bá tống huyền thánh kêu thảm, hai vị thánh viên trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy bá tống huyền thánh nắm thật chặt khoang đại môn, kêu to hình ảnh. Bá tống huyền thánh kêu thảm, liền như là trong sa mạc thanh tuyền, thoải mái hai vị viên vương thụ thương tâm linh. Hai vị thánh viên vương khẽ gật đầu, giữa lẫn nhau chạm nhau một trường. Sau đó, hai tôn viên vương biến mất không thấy gì nữa. Đại thụ khoang bên trong, tất cả gào thảm những người thí luyện, phát hiện mình đỉnh đầu thánh viên hư ảnh, cũng bắt đầu tăng cường. Đây là bọn hắn thánh viên long lực thần công đạt được thánh viên vương thừa nhận, có thể chúc phúc cùng cường hóa. Trong đó, lại lấy Tống Thư Hàng 66 con thánh viên, cường hóa trình độ lớn nhất. Đỉnh đầu hắn mỗi cái thánh viên trên người, đều nổi lên kim loại màu sắc, tựa như là toàn bộ đang thi triển cương thủ tuyệt kỹ. Thánh viên tiến hóa cương thiết thánh viên. Điều này nói rõ cái kia hai tôn viên vương, đối Tống Thư Hàng thánh viên long lực thần công thừa nhận độ phi thường cao. Thân là thí luyện quan, tại cho điểm thời điểm, bọn chúng vô cùng nghiêm cẩn, công chính. Oanh! Một trận tiếng va chạm to lớn. Đại thụ, đụng phải trên mặt trăng, lấy ngang ngược tư thái hạ xuống. Một nửa thân cây đều cắm vào trên mặt trăng. Khó trách thú tù giới trên mặt trăng cái hố nhiều như vậy, nguyên lai đều là bị đại thụ cắm đi ra. To lớn va chạm về sau, đại thụ trong khoang thuyền có không ít thú tù chống đỡ không nổi đi, lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Bọn hắn đồng bạn vội vàng xuất thủ, bắt đầu dùng các loại thủ đoạn tỉnh lại đồng đội. Có cho ăn đan dịch, hữu dụng chữa trị pháp thuật, có thâm tình kêu gọi. Bất quá Tống Thư Hàng nhìn thấy nhiều nhất, thẳng thắn nhất thủ đoạn, chính là cuồng bạt tai. Dù sao có thể leo lên kim sắc mặt trăng thú tu, từng cái thể chất cường hãn, đều trải qua siêu cử viên vương xem xét. Các đội hữu vung lên cái tát đến không lưu tình chút nào. Ba 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 ba, bốn phía đều là tiếng kêu cùng cái tát tiếng. Tiết tấu nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy tựa như là thân ở tại một vị nào đó lớn sao ca nhạc buổi hòa nhạc, khán giả đang tại nhiệt tình vỗ tay. Bạch tiền bối đâu, Tống Thư Hàng hai chân như nhũn ra, lên tiếng hỏi thân gỗ phi thường phối hợp Tống Thư Hàng đầu, bắt đầu run không ngừng. Ở đằng kia, chính hướng chúng ta ngoắc, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ chỉ hướng một cái phương vị, trả lời. Tống Thư Hàng hướng phía Bạch Long tỉ tỉ chỉ hướng vị trí nhìn lại. Ở nơi đó, Bạch tiền bối vít khoang đã mở ra, Bạch tiền bối ghé vào khoang cửa sổ, hướng phía Tống Thư Hàng phất tay, đó có thể thấy được Bạch tiền bối tâm tình rất tốt. Chúng ta đi cùng Bạch tiền bối tụ hợp đi, Tống Thư Hàng vịn chỗ ngồi, chậm rãi đứng dậy. Đại thụ buồng nhỏ trên tàu mở ra. Bạch Long tỉ tỉ duỗi ra móng vuốt nhỏ, nhấc lên Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh nửa người, từ trong khoang thuyền bay ra. Sau đó, Bạch Thánh nửa người tự chủ hướng phía cái kia vít khoang chạy tới. Bạch tiền bối mặt khác nửa người từ trong khoang thuyền bay ra, cùng hai chân hoàn thành không có khe hở kết nối. Nơi này, chính là Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa đi. Bạch tiền bối nói, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay trên mặt đất nhẹ nhàng đâm động. Mặt đất mềm mại, có một ít khu vực liền dứt khoát là bãi cát. Tống Thư Hàng đồng dạng học Bạch tiền bối, trên mặt đất chọc chọc ngón tay hắn nhẹ nhàng đâm một cái, chính là một cái hố nhỏ. Mà lại, cái này đâm một cái lực lượng còn tại hướng lòng đất không ngừng thẩm thấu. 66 con thánh viên biến thân làm cương thiết thánh viên về sau, Tống Thư Hàng thân thể lại lấy được cực lớn cường hóa. Cái này đâm một cái không khống chế tốt cường độ. Trải qua thí luyện viên vương thừa nhận về sau, thánh viên long lực thần công cường hóa trình độ so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tống Thư Hàng nói. Hắn lắc lắc tay, lại tại trên mặt đất chọc lấy, bắt đầu điều chỉnh lực lượng của mình. Nhục thân cường độ tăng vọt sự, hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được, sở dĩ lão có kinh nghiệm. Người chưa phát giác nơi này cho người ta một loại cảm giác rất quen thuộc sao? Lúc này, sở các chủ cấy ghép tới được ngốc mao, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu,
trả lời, chẳng biết tại sao, ta một đến kim sắc mặt trăng lúc, thì có loại về nhà cảm giác, lần có cảm giác thân thiết. Không, ý của ta là, nơi này rất giống ta Bích Thủy Các, Sở Các chủ trả lời. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói, không có tâm bệnh, Bích Thủy Các chính là sở đạo hữu nhà của ngươi. Tống Thư Hàng thì cảm giác nơi này giống nhà hắn, Bạch Thánh trước đó cũng đã nói, đang đến gần Ngô Thánh Sơn lúc, tựa như là nhớ lại cố hương của hắn. Có lẽ, cái này kim sắc mặt trăng có thể cho người ta một loại nhà ấm áp cảm giác. Không, nơi này hết thảy, cực kỳ giống chân thực huyễn tượng. Ta nghĩ, sở đạo hữu muốn nói là ý tứ này đi. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Không chỉ có là một mảnh thổ địa, mà là cả cái kim sắc mặt trăng, đều giống như một cái chân thực huyễn tượng. Cái này phi thường khoa trương. Đây cũng không phải là một tòa thành thị, mà là một cái tiểu tinh cầu. Sở Các chủ có thể một mực duy trì lấy Bích Thủy Các đều đã là kỳ tích. Vì duy trì Bích Thủy Các, ngay lúc đó nàng phần lớn thời gian đều ở vào ngủ say trạng thái. Mà cái này tinh cầu màu vàng óng, thể tích viễn siêu Bích Thủy Các. Hắn thời gian duy trì, cũng không phải một ngày hai ngày. Thú tu giới Gô Thánh Sơn cùng Thánh Sơn thí luyện tồn tại, hướng phía trước tìm hiểu, có thể tìm hiểu đến viễn cổ thời đại trước đó. Đó là Nho Gia Thánh Nhân cùng viễn cổ thiên đình cũng không có xuất hiện thời đại. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ lại một chút, hỏi, Bạch Long tỷ tỷ, ta nhớ được viễn cổ thiên đình cấu tạo, cũng cùng chân thực huyễn tượng có quan hệ. Đúng không? Đúng, viễn cổ thiên đình cấu tạo hoàn toàn chính xác cùng chân thực huyễn tượng có quan hệ. Có thể nói là sở đạo hữu Bích Thủy Các cường hóa bản. Cũng chính là bởi vì hắn đặc thù cấu tạo, mới có thể làm cho cả thiên đình thành viên, đều đưa bản thân đạo dung nhập vào thiên đình bên trong. Bạch Long tỷ tỷ gật đầu nói. Tống Thư Hàng suy tư nói. Tại sao ta cảm giác chân thực huyễn tượng cái này tôn giả năng lực, đặc biệt nghịch thiên? Hoàn toàn chính xác, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, tại trong trí nhớ của ta, Xích Tiêu Tử liền từng mấy lần cảm thán chân thực huyễn tượng năng lực này đặc thù. Bạch Tiền Bối hai mắt sáng lên, nói, như cái này kim sắc mặt trăng thật do chân thực huyễn tượng diễn hóa mà thành, vậy nó liền sẽ có một cái hạch tâm, chúng ta đi đem hắn tìm ra đi. Muốn làm sao tìm, Tống Thư Hàng hỏi. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đề nghị. Đào hang không? Nếu là hạch tâm, nói không chừng liền tồn tại ở mặt trăng hạch tâm bên trong. Nhưng nói không chừng lại ở kim nguyệt một cái nào đó vị trí, còn không bằng để Bạch Tiền Bối dùng nhánh cây dò đường pháp tìm kiếm. Tống Thư Hàng nói. Hừm, vậy liền làm như vậy. Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu, hắn đưa tay tại Tống Thư Hàng trên thân bẻ một cái nhánh cây, ném lên trời. Ba. Đột nhiên, có một vệt sáng phóng tới, đem căn này nhánh cây bắn nổ. Tống Thư Hàng trừng to mắt. Là ai, thậm chí ngay cả hắn tiểu nhánh nhánh cũng dám đánh nát. Tay đứt ruột sót, liền xem như bị bẻ nhánh cây nhỏ cũng là hắn thân thể một bộ phận nha. Đạo này trống rỗng xuất hiện chùm sáng, mở ra thí luyện mở màn. Trong hư không, từng cái hình thái dữ tợn quái vật, từ trong bóng tối chui ra. Bọn chúng có được cùng loại không gian năng lực thiên phú, có thể trong hư không ngưng tụ ra một mảnh bóng dâm, cũng ở trong bóng tối tự do xuyên thẳng qua. Đây cũng là thí luyện một bộ phận sao? Bạch Tiền Bối xoa cằm nói. Nơi xa, một đầu chiều dài tam nhãn quái vật, phát ra kỳ quái tiếng cười vừa rồi chính là hắn, bắn nổ Tống Thư Hàng nhánh cây nhỏ. Cười cười, đột nhiên hắn dùng sức ho khan, tựa hồ bị sặc. Tam nhãn quái vật dùng nắm đấm mãnh liệt nện lấy lồng ngực của mình, nhưng càng chùy càng sặc. Liền sặc một đợt về sau, hắn miệng sùi bọt mép ngã xuống đất, không ngừng run rẩy. Tống Thư Hàng. Bạch Long tỷ tỷ, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm. Lần thứ nhất nhìn thấy cười cười, đem bản thân sặc đổ địch nhân. Đồng thời, những cái kia từ đại thụ trong khoang thuyền leo ra thú tu nhóm, đã thuần thục cùng những quái vật này triển khai vật lộn. Đây cũng là thí luyện một bộ phận. Đã như vậy, Tống Thư Hàng đỉnh đầu 66 con kim loại thánh viên chấn động, hắn tiến lên một bước, một quyền nện ở cái kia sặc đổ sùi bọt mép quái vật trên người. Ba. Đợi đã. Quyền cảm giác không đúng. Tống Thư Hàng thân hình phi tốc nhảy lùi lại một quyền này, tựa như đánh vào khí cầu lên đồng dạng. Có trá. Trong lúc đang suy tư, cái này tam nhãn quái vật đột nhiên phân giải ra tới. Sau đó, có một cái không trọn vẹn phù văn, rơi vào Tống Thư Hàng trên nắm tay. Từ phù văn bên trong, tuôn ra đại lượng tu luyện thánh viên long lực thần công kinh nghiệm ký ức. Những phù văn này là cái gì? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, điểm kinh nghiệm, đúng nghĩa điểm kinh nghiệm.
tu luyện thánh viên long lực thần công kinh nghiệm ký ức, đối với đại bộ phận tu luyện thánh viên long lực thần công người đến nói, đều là vô cùng vật chân quý. Bất quá đối với Tống Thư Hàng tới nói, hiện tại bọn chúng thoáng có chút gân gà, hắn trước đó không lâu vừa kinh lịch thánh nhân chấp niệm cùng bất diệt chi chủ chấp niệm dung hợp quá trình, từng chiếm được cường hóa CPU tăng lên, đối thánh viên long lực thần công lý giải, đã đạt đến mức độ cực cao. Sở dĩ những tu luyện này kinh nghiệm, với hắn mà nói tác dụng phi thường có hạn, liền nhét kẽ răng đều không đủ. Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi, vậy ngươi muốn soát một nhóm điểm kinh nghiệm sao? Được rồi, không lãng phí thời gian nữa. Tống Thư Hàng lắc đầu, chúng ta tiến vào bước kế tiếp đi. Bạch Tiền Bối hỏi, bước kế tiếp là cái gì? Đó là cái vấn đề lớn. Hắn, Bạch Tiền Bối, Bạch Long tỷ tỷ cũng không biết Khô Thánh Sơn thí luyện bước kế tiếp khâu. Nếu không, chúng ta tiếp tục đi tìm cái này Kim Nguyệt Hạch Tâm đi. Tống Thư Hàng lần nữa từ trên người chính mình bẻ một cái nhánh cây, đưa cho Bạch Tiền Bối. 4 giờ phương hướng, có thí luyện giả bị quái vật đánh ngã. Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một vị lạc đàn thú tu, bị mấy cái dữ tợn quái vật áp đảo. Quái vật mở cái miệng rộng, tham lam cắn về phía thú tu. Tựa như là đói bụng hơn mấy trăm năm sau, rốt cục ăn cơm đồng dạng. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mệnh luân chi răng cưa đao luân bay ra, liền chảm 2 cái quái vật. Nhưng nằm ở đó thú tu trên người quái vật, số lượng quá nhiều. Còn lại quái vật, đã hung hăng cắn lấy thú tu trên người. Sau một khắc, bị cắn chúng thú tu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc mất đi lượng nước, biến khô cạn. 2 cái hô hấp về sau, hắn liền biến thành da bọc xương thây khô bộ dáng. Hút khô thú tu về sau, những quái vật này biến càng thêm nhanh nhẹn, nhào về phía bên cạnh mục tiêu khác. Một màn này, tại sao ta cảm giác như thế nhìn quen mắt? Tâm ma xích tiêu kiếm nghi ngờ nói. Sở các chủ ngốc mau có chút lắc lư, nói, tựa như là trước kia Thanh Loan tiên tử đưa tới những cái kia lây nhiễm cửu u tà năng thú tu, sau đó bị Tống Thư Hàng dùng hoa sen hình chiếu xúc tu rút khô sau bộ dáng. Cũng là dạng này, suy yếu ngã xuống đất, gầy ra bọc xương. Tống Thư Hàng, cái này cũng có thể nhấc lên ta. Không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là biến vô cùng suy yếu, bị rút khô lực lượng, qua mấy tháng liền có thể khôi phục. Tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng nói, sách. Liền trạng thái đều cùng bị Tống Thư Hàng xúc tu rút khô đồng dạng. Ta hoài nghi những quái thú này 800 năm trước cùng Tống Thư Hàng là một nhà. 800 năm trước, tổ tông nhà ta cũng còn không xuất sinh đây. Tống Thư Hàng phản bác. Mặt khác, tại những cái kia quái vật rút khô thú tu lực lượng về sau, đại thụ sẽ dọc theo cành, đem những cái kia hư nhược thú tu kéo về đại thụ, ném vào đến khoang bên trong đi. Vòng này thiết bên trong, coi như thí luyện thất bại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nhiều nhất chính là được đưa về đi, tĩnh dưỡng mấy tháng, lại là nhảy nhót tưng bừng hảo hán. Những cái kia bị rút khô thú tu, nhìn có chút đáng thương. Da đen vũ nhu tử xuất hiện, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nói, bất quá, dù sao cũng so mất đi mạng nhỏ muốn tốt. Mặt khác, các ngươi có hay không phát giác được, những quái vật này, có điểm giống tâm ma. Da đen vũ nhu tử lần nữa nói. Tâm ma xích tiêu kiếm nói bổ sung, hoàn toàn chính xác. Những quái vật này tồn tại hình thái, cùng tâm ma rất tương tự. Kiểu nói này, hoàn toàn chính xác có chút tương tự. Tống Thư Hàng gần nhất từ trước đến nay ra đen vũ nhu tử, tâm ma xích tiêu kiếm tiếp xúc, đối tâm ma hình thái cũng không lạ lắm. Chân thực huyễn tượng tâm ma tổ hợp sao? Bạch Long tỉ tỉ như có điều suy nghĩ. Sáo lộ này, cùng thiên đế phi thường giống. Viễn cổ thiên đình là lấy chân thực huyễn tượng làm cơ sở xây dựng, mà tại viễn cổ thiên đình thời đại hậu kỳ. Thiên đế trong bóng tối nghiên cứu tâm ma. Đồng thời, nàng đối tâm ma nghiên cứu hiển nhiên có kết quả, điểm ấy từ vũ nhu tử tâm ma hóa thân cũng có thể thấy được. Đây là trùng hợp sao? Muốn bắt một đầu nghiên cứu thử một chút sao? Sở các chủ ngốc mau hỏi. Bạch Tiền Bối lắc đầu, hắn đối với mấy cái này quái vật không có hứng thú. Ta nghĩ bắt một đầu thử một chút, Tống Thư Hàng dứt lời, ý đồ mở ra hạch tâm thế giới. Nhưng quả nhiên, tại cái này Khô Thánh Sơn thí luyện không gian bên trong, hạch tâm thế giới bị hạn chế cùng ban đầu ở thiên kiếp thế giới bên trong cảm giác đồng dạng. Mặc dù có thể cảm ứng được hạch tâm thế giới, đồng thời cảm giác có thể đưa nó mở ra. Nhưng là mở ra tiến độ phi thường chậm, chỉ sợ muốn 10 ngày nửa tháng, hắn mới có thể mở ra. Tốc độ đường truyền siêu cấp xoa bình. Vậy liền bắt một đầu đi, Bạch Long tỷ tỷ nói. Dứt lời, nàng chớp chớp bản thân móng vuốt nhỏ.
một đầu loại chó hình thái quái vật bị Bạch Long tỷ tỷ lực lượng dẫn dắt tới, hướng phía Tống Thư Hàng rơi đi. Tống Thư Hàng duỗi ra hai tay, bày ra quyền pháp thức mở đầu, chuẩn bị cho cái này loại chó quái vật đến một phát, đến khống chế tốt cường độ mới được, không thể lập tức đưa nó đánh nổ. Tận lực đưa nó khống chế tại trạng thái hôn mê. Nhưng ngay tại loại chó quái vật tiến vào Tống Thư Hàng phạm vi công kích thời điểm, khuyển quái đầu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Tống Thư Hàng đầu vị trí xuất hiện một mảnh bóng dâm. Quái vật chó đầu từ trong bóng tối thoát ra, hung hăng cắn một cái hướng Tống Thư Hàng đầu. Là bọn chúng loại không gian âm ảnh tiềm hành thiên phú. Thư Hàng cẩn thận, sợ các chủ ngốc mao lớn tiếng kêu lên. Đồng thời, nàng ngốc mao thật nhanh động lên, nguyên bản cấy ghép tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu ngốc mao, thuận đầu của hắn một đường chạy tới phía sau lưng. Căn này ngốc mao, chỉ là thuần túy dùng để quan sát ngoại giới sử dụng, chủ yếu tác dụng cũng không phải chiến đấu. Tống Thư Hàng đều không nghĩ đến, sở các chủ ngốc mao vẫn còn có di động công năng. Lúc này, đại cầu miệng đã hung hăng cắn xuống. Ha ha, đầu của ta cũng không phải nhược điểm a. Tống Thư Hàng nói khẽ. Cắt. Đại cầu cắn một cái bên dưới lúc, nát đầy miệng răng chó. Hắn một mặt mộng bức nó khuyển sinh bên trong, không biết cắn bao nhiêu cái đầu. Nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại hắn miệng hạ viên này đầu, là cứng rắn nhất một khỏa. Mà lại cứng rắn quá mức. Lão Thiết, đầu của ngươi đến cùng là thế nào luyện, có thể cứng rắn đến loại trình độ này. Đâm nhà a, nhà đều nát xong a. Đây quả thực không cho kháo cắn công kích ăn cơm quái vật đường sống a. Tống Thư Hàng đưa tay bắt lấy cắn lấy trên đầu mình chó đầu, một tay lấy hắn kéo xuống. Bạch Long tỉ tỉ duỗi ra móng vuốt nhỏ, tại chó trạng quái vật trên người in dấu xuống mấy cái phong ấn. Giải quyết, Tống Thư Hàng thử đem con chó này loại quái vật chứa vào vòng tay không gian bên trong đi, nhưng là thất bại. Thế là, chỉ có đưa nó trước kéo lấy hành động. Bạch tiền bối, nói cho chúng ta biết sau đó phải đi hướng nào đi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch tiền bối. Giao cho ta đi, Bạch tiền bối nhẹ nhàng ném lên nhánh cây. Lần này, Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình chằm chằm vào bốn phía, phòng ngừa lại có không có mắt quái vật, đến phá hủy hắn tiểu cành. Lần này, Bạch tiền bối quăng lên nhánh cây bình ổn rơi xuống đất, chỉ hướng 5 giờ phương hướng. Lần này cuối cùng không có tên gia hỏa có mắt không tròng ra quấy rối. Tống Thư Hàng nói. Lời tuy như thế, đáy lòng của hắn chỗ sâu lại có chút thất lạc nếu như lần này nhánh cây lại bị người đánh nổ. Hắn chuẩn bị hướng Bạch tiền bối đề nghị, để Bạch tiền bối thử một chút đem chân thân ném ra ngoài đi hướng dẫn, hiệu quả nói không chừng sẽ càng tốt. Nhưng nhánh cây hỏi đường pháp vậy mà thành công, khá là đáng tiếc. Đợi chút nữa, sao không được, ta đang suy nghĩ gì? Tống Thư Hàng ngay lập tức đem cái này một sợi suy nghĩ đánh tan, đem cái này to gan ý nghĩ ép đến chỗ sâu trong óc, tầng tầng phong ấn, để nó lại không lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Còn sống so cái gì đều tốt. Đi, hướng cái phương hướng này tiến lên, sở các chủ ngốc mau lại chạy về Tống Thư Hàng đỉnh đầu, theo gió lắc lư. Bạch tiền bối nhặt lên nhánh cây, cùng Tống Thư Hàng, Bạch Long tỉ tỉ hướng 5 giờ phương hướng tiến lên. Tống Thư Hàng trong tay kéo lấy con kia rụng răng khuyển quái. Khuyển quái đang không ngừng giãy giụa, nhưng nó khí lực căn bản là không có cách cùng Tống Thư Hàng đối kháng, lại thêm bị phong ấn, để nó giãy giụa biến bất lực. Móng của nó trên mặt đất lưu lại bốn đạo thật sâu vết chảo, tại một trận tiếng rên rỉ bên trong, bị cưỡng ép kéo đi. Chung quanh cái khác bọn quái vật, nhìn Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối, Bạch Long tỉ tỉ một chút về sau, yên lặng xoay đầu lại, đem mục tiêu công kích chuyển rời đến những người thí luyện khác trên thân. Bởi vì tất cả quái vật đều có thể phát giác, một chuyến này ba người không dễ chọc. Bạch Thánh Bạch Long bá Tống thực lực cộng lại, tương đương với lần này thí luyện giả toàn thể thực lực 9 phần 10, nửa giang sơn còn siêu. Nói đúng ra, là Bạch Thánh cùng Bạch Long, hai vị xưng hô bên trong mang bạch, đều thuộc về không thể trêu vào hàng ngũ. Còn bá Tống, chỉ là bổ sung. Thế là, Tống Thư Hàng ba người cứ như vậy từ quái vật thí luyện khâu bên trong thoát thân, hướng về 5 giờ phương hướng một đường tiến lên. Một đường tiến lên thời điểm, Tống Thư Hàng thử nghiệm tìm kiếm qua Tô Thị A Thập Lục cùng chuyển bàn đạo nhân một đám, bất quá tìm một đường, cũng không có tìm được A Thập Lục. Cùng trước đó đồng dạng, Bạch Long tỷ tỷ có thể khóa chặt A Thập Lục cùng khí tức, nhưng thí luyện chi địa có không gian quấy nhiễu. Tống Thư Hàng đành phải tạm thời coi như thôi, nhìn xem kế tiếp thí luyện khâu có thể hay không cùng Tô Thị A Thập Lục gặp mặt. Ước chừng đi tới vạn mét tả hữu khoảng cách về sau,
Bạch tiền bối lần nữa tế lên nhánh cây, hướng không trung ném đi. Tống Thư Hàng nhỏ cành xoay tròn lấy, cuối cùng thẳng tắp cắm vào đại địa. Đây coi là có ý tứ gì? Bạch Long tỷ tỷ hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, độn địa vẫn là phi thiên. Nhánh mầm phương hướng là đầu đi, đó chính là chỉ hướng bầu trời. Sở các chủ ngốc mau nói. Bạch tiền bối hơi suy nghĩ một chút về sau, rút ra căn này cành lần nữa hướng không trung ném đi. Nhưng kết quả cùng trước đó đồng dạng, cành cắm vào đại địa, mũi nhọn hướng bầu trời. Bạch tiền bối ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, không có vật gì. Chẳng lẽ là quái vật khâu thí luyện còn không có kết thúc, cho nên bầu trời thí luyện thông đạo không có mở ra. Bạch Long tỉ tỉ nói. Bạch tiền bối mỉm cười, nói, bất kể như thế nào, chúng ta đi lên là được. Chân hắn đạp hư không, hướng chỗ cao đạp đi. Bạch Long tỉ tỉ sau đó đuổi theo. Tống Thư Hàng trước đem khuyển quái trói qua một bên, cuối cùng đuổi theo. Vừa mới hướng trong hư không đi ba bước về sau, Tống Thư Hàng liền cảm giác đỉnh đầu một chướng, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đặt ở đỉnh đầu của hắn, muốn đem hắn từ không trung cưỡng chế đi. Mỗi tiến lên một bước, áp lực này liền càng cường đại. Dưới chân Hắc Liên đều bởi vì áp lực cường đại, xuất hiện vết rách. 66 con kim trúc thánh viên lần nữa bị kích hoạt, lơ lửng tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thông hướng bầu trời con đường, chính là thí luyện. Nhưng Bạch tiền bối cùng Bạch Long tỉ tỉ nhìn liền không có một điểm áp lực, nhẹ nhõm hướng chỗ cao bước đi. Chẳng lẽ lại là chỉ nhằm vào tu luyện thánh viên long lực thần công thí luyện giả? Tống Thư Hàng cắn răng, tiếp tục từng bước một hướng không trung đạp đi. Phía trước, ước chừng trăm bước về sau. Bạch Long tỉ tỉ ngừng lại, Bạch tiền bối cùng nàng song song. Cả hai xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng leo đến 50 bước về sau. Đỉnh đầu đỉnh lực càng lớn, đầu kém chút đều muốn bị từ mộc trên thân thể đè xuống. Hắn chỉ có thể tay chân cùng sử dụng, thậm chí dùng tăng phát thuật thúc đẩy sinh trưởng ra tóc dài, cùng sử dụng tóc ngưng tụ thành bàn tay, chống đỡ lấy đầu. Thật vất vả, hắn cũng bỏ tới trăm bước độ cao, tới rồi sao? Đến, Bạch tiền bối đưa tay, đem Tống Thư Hàng kéo. Bạch Long tỉ tỉ thì duỗi ra móng vuốt nhỏ, hướng phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Nguyên bản không có vật gì trong hư không có một đầu thần long hiển hiện. Thần long tựa hồ vẫn còn ngủ say giai đoạn, thân thể vòng vèo cùng một chỗ, khóe miệng ẩn ẩn có nước bọt vết tích. Quả nhiên, theo siêu cự viên vương về sau, liền đến phiên rồng thừa nhận. Tống Thư Hàng điều chỉnh hô hấp của mình. Như vậy, làm sao để đầu này rồng đến thừa nhận mình? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, duỗi ra hai con tóc bàn tay. Ấn hướng đầu này thần long tay trái giám định bí pháp chắc chắc cái này thần long hư thực, tay phải dưỡng đao thuật chắc chắc nó sâu cạn. Bạch tiền bối. Bạch Long tỉ tỉ. Khi Tống Thư Hàng hai con tóc bàn tay tiếp xúc đến thần long sát na, đầu này thần long đột nhiên mở chừng hai mắt. A, nhanh như vậy liền đến ta chỗ này. Lần này thí luyện giả tố chất cao như vậy. Thần long trong miệng phát ra tiếng nói. Nó phát ra thanh âm là rồng ngôn ngữ. Cũng may có Bạch Long tỉ tỉ ở một bên phiên dịch, không cần lo lắng câu thông vấn đề. Lúc này, Tống Thư Hàng tóc trên bàn tay hai cái pháp thuật đã khởi động. Tay trái giám định bí pháp, quang mang lóe lên. Một trận yếu ớt đau đớn phun lên Tống Thư Hàng não hải giám định thất bại. Đã lâu thất bại, mà lại thất bại đại giới cũng rất thấp, ngay cả vết thương đều không có. Loại tình huống này, Tống Thư Hàng còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Bình thường đến nói. Giám định thất bại đều là gặp gỡ không cách nào giám định siêu nhiên tồn tại, hoặc là giám định đại giới vượt qua Tống Thư Hàng có thể tiếp nhận cực hạn, dẫn đến giám định bí pháp cưỡng ép gián đoạn. Hai loại tình huống, dù cho giám định thất bại, cần trả ra đại giới vẫn như cũ phi thường lớn. Nhưng lần này đại giới, gần như tại không. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng một cái khác tóc trên bàn tay dưỡng đao thuật quang huy đồng thời thoáng hiện. Khổng lồ thần long, ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm. Tỉnh lại sau giấc ngủ, liền gặp gỡ ngựa giết gà, thoải mái thấu. Thần long cúi đầu xuống, nhìn về phía Tống Thư Hàng, nguyên bản còn mang buồn ngủ hai mắt, tỉnh táo lại. Nó to lớn trong con mắt, tràn đầy vẻ hân thường. Tuổi trẻ thí luyện giả, người rất thượng đạo nha, thần long lên tiếng nói. Bạch Long tỉ tỉ ở một bên phiên dịch. Xem ra, thần long rất vừa ý dưỡng đao thuật. Đã vừa ý, vậy liền hết thảy dễ nói. Tống Thư Hàng tóc dài tản ra, hóa thành 20 con nắm đấm, cùng nhau đặt tại thần long trên thân.
Đồng thời, hắn mộc thân thể hai tay cũng ấn lên. Dưỡng đao thuật, thuấn phát. Thần long ngẩng đầu, trên thân tỏa hào quang rực rỡ, chói mắt như là húc nhật. Sau một lúc lâu, quang mang thu liễm. Thần long cúi đầu đối Tống Thư Hàng nói, rất tốt, tuổi trẻ thí luyện giả, ta rất vừa ý ngươi. Có hứng thú hay không lưu lại cho ta làm công, tiền lương dễ nói a. Thần long cúi đầu nhìn qua Tống Thư Hàng, tiếp tục nói. Bạch Long tỷ tỷ tiếp tục tại bên cạnh vì Tống Thư Hàng phiên dịch. Tống Thư Hàng, đây là coi trọng ta rồi, muốn đem ta mạnh lưu lại. Cái này long là dưỡng đao thuật nghiện rồi, liền không sợ cuối cùng sẽ trở thành một đầu phế long. Sở các chủ ngốc mau vui vẻ nói. Bạch Long tỷ tỷ nghĩ nghĩ, thuận miệng đem sở các chủ, một chữ không thay đổi phiên dịch cho thần long. Sở các chủ, kém chút quên Bạch Long là nàng tình địch tới. Mặc dù bình thường bởi vì Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục nguyên nhân, các nàng ở giữa hợp tác cũng coi như vui sướng. Nhưng thật đến phá thời điểm, vị này viễn cổ thiên đình Kim Long Thủy Tổ thật đúng là không lưu tình chút nào. Thần Long ho nhẹ một tiếng, vị này tóc tiên tử ngươi hiểu lầm, ta là cảm giác vị này, a à. Bá Tống, Nho, Long, một mình ngươi làm sao chiếm ba cái hào. Chư thiên vạn giới bên trong, đoàn người đều là một người mộ y hà ớt, vì sao vị tiểu hữu này một người dập ba cái hào. Bạch Long tỷ tỷ tiến vào tự động phiên dịch hình thức, mặt không thay đổi xung làm Tống Thư Hàng một đám cùng thần long ở giữa phiên dịch cơ. Tóc tiên tử, sở các chủ tâm thật tắc. Tống Thư Hàng ma phát bay múa, trả lời, ba cái hào chỉ là một chút xíu nhỏ kỳ ngộ, vị này long tiền bối gọi ta bá Tống liền tốt. Một cái ba cái hào cố sự quá dài, nói về đến phải hao phí hơn nửa ngày thời gian. Vậy liền gọi người bá Tống đi, kỳ thật ta cảm giác bá long kêu càng thân thiết hơn. Thần Long trả lời, kỳ thật ta là cảm giác bá Tống tiểu hữu một chiêu này để người rất thoải mái pháp thuật, hoàn toàn có thể dùng tại thí luyện bên trong. Cho nên, ta mới có thể muốn để hắn thay ta làm công. Nói thật, mấy năm gần đây, ta linh cảm đều có chút khô kiệt, cũng không biết muốn dùng cái gì phương án đến khảo thí Thánh Sơn thí luyện những người thí luyện. Nhưng vừa rồi, cảm nhận được bá Tống tiểu hữu chiêu này pháp thuật lúc, ta linh cảm liền liên tục không ngừng xông tới. Cho nên, làm công có ý tứ là để ta lưu lại cho tất cả thí luyện giả soát dưỡng đao thuật. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi ngẫm lại, đột nhiên cảm giác rất kích thích. Đúng là như thế, tiền lương đãi ngộ tự ưu nha. Thần Long trong hai mắt tràn đầy ý cười. Tống Thư Hàng chỉ mình, nói, nhưng ta cũng là thí luyện giả. Ngươi, không phải có vị này Long Tiên Tử sao? Ngươi mang theo Long Tiên Tử tiến đến, thỏa mãn ẩn tàng điều kiện, coi như quá quan. Ta thừa nhận ngươi. Ta có thể cho ngươi một cái chúc phúc, cường hóa một chút ngươi bây giờ thánh viên long lực thần công cường độ. Thần Long lên tiếng nói. Nó thừa nhận, chính là một loại nghi thức. Tại cái này kim nguyệt thí luyện thế giới bên trong, thần Long thừa nhận có loại ngôn xuất pháp tùy thần uy. Tống Thư Hàng đỉnh đầu 66 con thánh viên, lần nữa đạt được cường hóa. Tại bọn chúng sắt thép tạo thành trên thân thể hiển hiện từng đạo kim sắc đường vân, tựa như là hình xăm. Những này kim sắc đường vân. Cuối cùng tạo thành sinh động như thật long hình xăm, rất là uy vũ xinh đẹp. Kim sắc long văn thân xuất hiện về sau, Tống Thư Hàng trong lòng liền phun lên một loại cảm giác thánh viên long lực thần công tại thời khắc này, mới xem như hoàn chỉnh hình thái. Trước kia chỉ là thánh viên chi lực, hiện tại, hắn toàn lực thôi động thần công kia, mới có thể bộc phát ra thánh viên long lực đến. Kim mang tán đi. Đại thánh viên thu hồi nho ra kim thư, hắn nhấc lên mình nho bào, đánh giá trên người mình long văn. Mấy hơi sau, đại thánh viên đột nhiên ôm mặt khóc giống lên. Những cái kia tiểu thánh viên, đồng dạng đưa tay nhấc lên trên người mình nho bào. Phản ứng của bọn nó cũng giống như đại thánh viên, một lát sau ôm mặt đại thống khóc. Phảng phất như là bị điếm ô, khóc nhưng ra sức. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Tình huống gì? Hắn là càng ngày càng không hiểu trên người mình vật trang sức nhóm tâm tư. Bạch tiền bối một chút suy tư về sau, lên tiếng nói. Có lẽ là ngươi những này nho viên nhóm cảm giác hình xăm cùng nho ra văn hóa trái ngược. Cho nên nhìn thấy trên người mình hình xăm về sau, liền đau khóc thành tiếng đến. Dù sao nho ra có thân thể tóc ra, thụ cha mẫu, không dám phá hoại thuyết pháp. Đây không phải hình xăm a, Tống Thư Hàng nói, loại này kim văn chỉ là vẽ lên đi, nhiều nhất xem như viên thể hoa văn màu. Hoặc là thiếp giấy hình xăm, cái này có gì phải khóc. Đại thánh viên tiếng khóc, lập tức liền dừng lại. Nó một lần nữa buộc lại nho sam, lật ra nho ra kinh văn, diệu 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 diệu.
một đám tiểu thánh viên, theo sát lấy lão đại bước chân động tác. Thần Long cúi đầu nhìn qua Tống Thư Hàng thánh viên hình chiếu biến hóa. Nói thật, nó cũng coi là sống lâu thấy. Nhưng là, giống vị này bá Tống tiểu hữu thánh viên hình chiếu, nó còn là lần đầu tiên gặp qua. Quá kỳ hoa, cũng quá thú vị. Rất muốn đem tiểu gia hỏa này lưu lại cho mình làm công. Cái kia gọi dưỡng đao thuật pháp thuật, tặc mụ mụ thoải mái. Ta lại cho tiểu đạo hữu một cái nhắc nhở, đây là chỉ có mang theo Long tiến đến thí luyện giả, mới có thể từ ta cái này cần đến nhắc nhở. Thần Long lần nữa lên tiếng nói. Đang khi nói chuyện, nó quay đầu ngắm nhìn Bạch Long tỷ tỷ, nói, bá Tống tiểu hữu ngươi chỉ cần cùng Bạch Long tiên tử kết hợp, người thánh viên Long lực thần công, còn có thể nâng cao một bước, tiến vào giai đoạn sau cùng, thánh viên trên người Long văn sẽ có hiện hóa ra, không còn là hình xăm, mà là chân chính một viên một Long tổ hợp. Đây mới là thánh viên Long lực thần lực chân chính hoàn thành hình thái. Nếu ngươi thần công đạt tới cái này hình thái về sau, đến lúc đó tiến vào thí luyện chi địa chỗ sâu nhất, lĩnh ngộ tổng cương truyền thừa thiên tỷ lệ có thể cao hơn 2 thành. Bạch Long tỷ tỷ máy móc thức phiên dịch, nhưng vừa phiên dịch xong, nàng liền tạm ngừng. Kết hợp là cái quỷ gì? Sở các chủ ngốc mau bay có chút lay động, dùng ôn nhu thanh tuyến nói, kết hợp. Thư Hàng, việc quan hệ ngươi có thể hay không lĩnh ngộ được thánh viên Long lực thần công tổng cương, con đường tu hành, cần thận trọng từng bước, không dung có lỗi. Ngươi cùng Bạch Long đạo hữu kết hợp đi, tương lai ngươi coi như giao bạn gái, ta cũng có thể ra mặt giải thích cho ngươi. Nhà buông tay, vung chảo. Bạch Long tỷ tỷ dùng sức nắm lấy sở các chủ ngốc mau, sở các chủ lớn tiếng kháng nghị. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán nói, hai vị tiền bối tình cảm thật tốt. Ánh mắt của hắn tự mang loại bỏ, tại hắn não bổ hạ. Ôn nhu Bạch Long tỷ tỷ, nhẹ nhàng vuốt ve lười biếng mỹ nhân sở các chủ ngốc mau. Bất quá lọc một chút, hai vị tiên tử tiền bối họa phong băng đến làm lòng người nát. Lúc này, Thần Long lại lên tiếng nói, ta nói kết hợp, là lực lượng của ngươi cùng vị này Bạch Long tiên tử lực lượng kết hợp, quá trình này ta có thể dẫn đạo. Bạch Long tỷ tỷ dừng lại móng vuốt nhỏ, ngay lập tức phiên dịch câu nói này. Mặt khác, đạo hữu người biết thất phẩm tôn giả cảnh giới Nguyên Anh sao? Thần Long nói đến đây lúc, đột nhiên lại tạm ngừng. Nó phát hiện một cái bắc, cái này có được 3 cái thánh hảo bá tống, làm sao mới lục phẩm cảnh giới? Ta biết, tôn giả cảnh giới lúc, liên thượng hóa anh, Tống Thư Hàng trả lời. Thần Long dừng một chút, nó quả thực là không để ý đến bắc, nói, sai. Không trải qua mang thai sinh ra Nguyên Anh đều là tà đạo. Tống Thư Hàng. Lời kịch này, tại sao ta cảm giác già quen tai rồi? Mang cái quỷ a. Đây không phải ta trước kia ác mộng lúc, nho ra thánh nhân lời kịch sao? Bạch Long tỷ tỷ, dùng sức gõ ta. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, đối Bạch Long tỷ tỷ nói hắn hoài nghi chính mình có phải hay không trong lúc vô tình xa vào đến cái nào đó huyễn pháp bên trong, đang tại làm ác mộng. Làm gì? Bệnh của ngươi rốt cục phạm vào. Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Tống Thư Hàng nói, ta hoài nghi ta hiện tại đang tại ác mộng, đánh ta một chút thử một chút, nhưng đừng đánh quá dùng sức. Ta sợ khống chế không nổi lực đạo. Bạch Long tỷ tỷ quơ quơ móng vuốt nhỏ, trả lời Tống Thư Hàng đồng thời, nàng còn không quên bản thân phiên dịch máy lặp lại công tác. Ta tới đi, Bạch tiền bối nói, hắn cong lại đối Tống Thư Hàng cái ót, nhẹ nhàng bắn ra. Đông. Một cái hồng trung đại lữ thanh âm nổ vang, Tống Thư Hàng đầu bị đẩy lùi ra ngoài, vọt tới Thần Long. Ta đi, Thần Long chảo bận bịu chân loạn tiếp được Tống Thư Hàng đầu vị này bạch thánh xuất thủ khủng bố như thế. Nói xong rồi hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh quá dùng sức, kết quả cong lại bắn ra đem bá Tống đạo hữu đầu đều đánh xuống. Đau đau đau, Tống Thư Hàng ma phát bay múa, trong đó một chùm ngưng tụ thành bàn tay, vuốt vuốt trán của mình. Loại này đâm thịt đau đớn. Đến từ nhục thân chân thực phản hồi, đều tại nói cho Tống Thư Hàng, hắn không có ở làm ác mộng, nơi này chính là thế giới chân thật đối với thống khổ đại sư Tống Thư Hàng tới nói. Nhục thân thống khổ, linh hồn thống khổ, tinh thần thống khổ cùng mộng cảnh thống khổ đều là khác biệt, hắn tùy tiện ở giữa liền có thể phân biệt. Bạch Long tỷ tỷ phi thường chuyên nghiệp đem Tống Thư Hàng gào thảm thanh âm cũng phiên dịch cho Thần Long. Thần Long nhìn lấy chính mình móng vuốt bên trong bá Tống huyền thánh, há to miệng, nhưng lại không biết muốn nói gì mới tốt. Lúc này, Tống Thư Hàng cái kia 20 con tóc cánh tay, hướng về hai bên phải trái mở ra, tựa như hai cái cánh đồng dạng, vỗ sau đó, hắn cứ như vậy vỗ cánh tay cánh, bay trở về đến bản thân thân gỗ bên trên, đem đầu chồng trở về. Cái này tao thao tác, kém chút lại vọt đến Thần Long eo.
Long tiền bối, ngươi biết Nho Gia Thánh Nhân sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nếu như đây không phải cơn ác mộng lời nói, vậy hắn hoài nghi cái này thần long cùng Nho Gia Thánh Nhân ở giữa có một chân. Viễn cổ thời đại rất sâu thánh nhân, ai không biết, ai không hiểu. Năm đó chúng ta thú tu giới cũng có một tôn trường sinh giả tọa chấn, nàng từng tiến về hiện thế hướng Nho Gia Thánh Nhân khiêu chiến, bị đánh khóc trở về. Thần Long chậm rãi nói. Hắn vừa nói, một bên xa vào đến trong hồi ức, trong giọng nói tràn đầy một loại tang thương hương vị. Loại này vượt ngang ngàn vạn năm tuế nguyệt tồn tại, một khi lâm vào hồi ức, liền sẽ tạo nên loại này khí chàng tới. Đây là tuế nguyệt hương vị. Tống Thư Hàng trái lại bên trên Bạch Long tỷ tỷ, đỉnh đầu Sở Các Chủ ngốc mao, còn có công đức xà mỹ nhân tạo hóa tiên tử. Đồng dạng là từ viễn cổ thời đại còn sống đến nay tồn tại, mấy vị này trên người liền hoàn toàn không có tuế nguyệt hương vị. Sở Các Chủ tại Bích Thủy Các bên trong thời điểm, còn tốt một điểm. Mặc dù lười biếng, nhưng vẫn là sẽ cho người một loại phế mỹ nhân cảm giác. Sẽ có loại lịch sử vận vị, nhưng từ khi Bích Thủy Các bị Sở Các Chủ kế thừa về sau, nàng liền để xuống gánh vác đồng dạng, hiện tại liền phế mỹ nhân một mặt đều rất khó gặp được. Long tiền bối, người cùng Nho Gia Thánh Nhân không quan hệ cá nhân sao? Tống Thư Hàng lại bổ sung hỏi. Thần Long lắc đầu, trả lời, ta tồn tại tương đối đặc thù, một mực còn sống tại cái này Thánh Sơn thí luyện trong thế giới. Nho Gia Thánh Nhân cũng không có tới qua nơi này, cùng ta cũng không có tiếp xúc. Vậy ngài vừa rồi Nguyên Anh là mang thai đi ra thuyết pháp là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng truy vấn. Ta xem bá tống đạo hữu cảnh giới của ngươi, đang đứng ở lục phẩm, ngưng tụ mệnh luân, trùng kích luân hậu thập trọng thiên bình cảnh đi. Xem ngươi tình huống, trong vòng trăm năm, chắc chắn ngưng tụ Nguyên Anh, trùng kích thất phẩm cảnh giới đi. Thần Long cúi đầu, cao thâm khó lường nói. Bạch Long tỷ tỷ có chút dừng lại. Nghĩ nghĩ về sau, nàng vẫn là đem nguyên thoại phiên dịch cho Tống Thư Hàng. Ây, ân, ân, đúng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu không có tâm bệnh, trong vòng trăm năm thật sự là hắn sẽ ngưng tụ Nguyên Anh, trùng kích thất phẩm cảnh giới, điểm này hắn lão có lòng tin. Dù sao Bạch tiền bối giúp hắn bổ đầy cửu long văn, tư chất như vậy bên dưới nếu như ngay cả thất phẩm tôn giả cũng vô pháp tấn thăng, liền quá cho Bạch tiền bối mất thể diện. Luân hậu thập trọng thiên, sau đó là thiên thượng hóa liên, cuối cùng là liên khai hóa anh. Đây là bình thường tu sĩ con đường, trong đó thiên thượng hóa liên một bước này. Chính là ôn dưỡng kỳ, nhất là tiêu hao thời gian. Điểm ấy, bá tống tiểu hữu nên có chỗ lý giải a. Thần Long chậm rãi nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Thiên thượng hóa liên một bước này, chính là tu sĩ vì ngưng tụ Nguyên Anh ôn dưỡng kỳ, tích xúc năng lượng, đem Nguyên Anh ngưng tụ ra. Ôn dưỡng kỳ là mài nước công phu, nhất là mệt nhọc. Thậm chí có lục phẩm chân quân, tại một bước này lên dùng trọn vẹn ngàn năm thời gian. Có một ít thọ nguyên không nhiều chân quân. Thậm chí bị kẹt chết ở cảnh giới này, bị ngạnh sinh sinh mài chết. Thần Long cao thâm mà chắc kết luận Tống Thư Hàng trong vòng trăm năm hóa anh, đã là đem Tống Thư Hàng nhận định là siêu cấp thiên tài, căn cơ vững chắc, mới có hy vọng tại trong vòng trăm năm mài xong thiên thượng hóa liên giai đoạn, sinh ra Nguyên Anh. Dưới tình huống bình thường, dù cho bá tống đạo hữu người thiên phú lại mạnh, cái này mài nước cảnh giới, vẫn là cần đại lượng thời gian đi mài, đi ôn dưỡng. Nhưng là, bây giờ người có chân Long phối hợp. Lại thêm bản đầy đủ thánh viên long lực thần công, người Nguyên Anh sinh ra phương thức, không cần phiền toái như vậy, hoàn toàn có thể thông qua mang thai phương thức, để nó thuận lợi hơn, càng nhanh chóng hơn sinh ra. Thần Long mỉm cười, loại này mang thai sinh anh phương thức, có thể để ngươi trùng kích Nguyên Anh cảnh giới lúc, chỉ ít giảm đi 50 năm khổ tu thời gian. Ta có thể bảo ngươi tại 50 năm bên trong sinh ra Nguyên Anh. 50 năm bên trong sinh ra Nguyên Anh, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Đây cũng là cái tương đối hấp dẫn người phương án. Long đạo hữu cần chúng ta làm thế nào? Bạch tiền bối trực tiếp hỏi. Hắn đối thần Long miêu tả giảm bớt thiên thượng hóa liên ôn dưỡng kỳ thời gian, mang thai sinh ra Nguyên Anh phương thức, lên hứng thú. Hỏi thật hay, thần Long mỉm cười, bá tống đạo hữu đã không nguyện ý làm thuê dài hạn, cái kia có nguyện ý hay không cho ta đánh cái cộng tác viên. Các loại làm công sau khi hoàn thành, làm thù lao. Ta liền đem ngươi cùng vị này Bạch Long tiên tử hoặc là cái khác chân Long kết hợp phương pháp nói cho ngươi, mà lại ta có thể ở một bên tiến hành dẫn đạo. Cộng tác viên, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Bạch tiền bối lại hỏi, cộng tác viên muốn làm gì? Thay ngươi ma luyện những cái kia tham gia thí luyện tuyển thủ sao? Đúng, chính là như vậy. Thần Long cười ha ha một tiếng, có làm hay không? Tống Thư Hàng nhìn về phía Bạch tiền bối.
Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, ta cảm giác, thí luyện quan sẽ rất chơi vui. Mà lại, nếu như ngươi gặp gỡ A Thập Lục, còn có thể cho nàng nhường. Bạch tiền bối đơn giản quá cơ trí. Bất quá, nhưng loại chuyện này, như thế quang minh chính đại nói ra thật sự không có vấn đề sao. Cái này cộng tác viên công việc, ta tiếp nhận, Tống Thư Hàng ngẩng đầu đối Thần Long nói. Tống mỗ hôm nay liền muốn làm một lần thí luyện quan. Ngươi khẳng định muốn tiếp cái này cộng tác viên công việc. Sở các chủ ngốc mau theo gió chập chờn, nói, cộng tác viên thế nhưng là nổi vương. Tống Thư Hàng phóng khoáng trả lời, không có vấn đề, tiếp tiếp. Đến một lần đây là bạch tiền bối đưa ra muốn nhận công việc, thứ hai thuận tay có thể cho A Thập Lục thả cái nước, cớ sao mà không làm. Có bạch tiền bối tại, coi như vạn nhất xảy ra vấn đề rồi, muốn cõng nồi, khẳng định cũng rơi không đến trên đầu của hắn, mà là sẽ rơi vào thế giới nhân quả bên trên, sở dĩ Tống Thư Hàng tâm thái phi thường tốt. Như vậy, hợp đồng thành lập, Thần Long xoa xoa móng vuốt, bắt đầu đem bản thân bộ phận quyền hạn lâm thời chuyển di cho Tống Thư Hàng. Đây là thí luyện quan quyền hạn. Phàm là thông qua Tống Thư Hàng thí luyện thành viên, liền có thể đến Thần Long nơi này đến nhận lấy Long chúc phúc, tăng lên Thánh Viên Long lực thần công, cho Thánh Viên thêm Long văn thân. Về phần thí luyện nội dung, Thần Long cho Tống Thư Hàng mở lớn nhất quyền hạn. Hắn không can thiệp Tống Thư Hàng thí luyện phương pháp, yêu cầu duy nhất chính là thí luyện cường độ nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Mặt khác, Thần Long lại cho Bạch Thánh cùng Bạch Long Tiên Tử phân một bộ phận phụ trợ quyền hạn, bởi vì hắn nhìn ra Bạch Thánh cùng Bạch Long Tiên Tử rất có hứng thú dáng vẻ. Mua một đưa hai, đã kiếm được. Mà lại là kiếm lời lật ra cái chủng loại kia, mua một khỏa khoai tây, đưa hai khối đồng thể tích hoàng kim, cái chủng loại kia kiếm lời pháp. Thần Long đắc ý bay tới một bên, yên lặng tiến vào người xem hình thức. Hắn cùng siêu cự viên vương khác biệt, siêu cự viên vương hàng năm thí luyện đều bình mới rượu cũ, chủ yếu thí luyện phương pháp chính là đem thụ thí luyện giả nhóm đưa đến kim nguyệt đi lên. Mà hắn hàng năm đều biến đổi hoa văn đến đối những người thí luyện tiến hành thí luyện, dần già, não động khô kiệt. Nó đều sắp nghĩ không ra phương pháp mới đến giày vò thú tu nhóm. Hy vọng lần này cộng tác viên bá Tống Tiểu Hữu có thể cho hắn một số kinh hỉ, thuận tiện để hắn có thể mở ra tân thí luyện não động. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối, Bạch Long tỷ tỷ hạ xuống mặt đất. Bạch Tiền Bối, người nói chúng ta thí luyện nội dung muốn làm sao? Tống Thư Hàng hỏi. Dứt khoát lên cường giả giám định thuật đi. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đề nghị, cái phương án này chân thật nhất, có phải hay không cường giả tuyệt thế, vừa xem hiểu ngay. Cái phương án này, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng hắn tận lực không muốn phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng tâm tắc nói. Hắn đã cho chư thiên vạn giới quá nhiều yêu, cảm giác gần đây yêu tiêu hao quá lớn, cần hoãn một chút, suy yếu hạ nhân nhóm đối với hắn ấn tượng, tích lũy nhân phẩm cái gì. Tương lai nếu là hắn tấn thăng bát phẩm huyền thánh, chân chính nhân tiền hiển thánh giảng pháp lúc, chính diện nhân khí cũng có thể nhiều một chút. Mang thai ngưng thị giữ lại áp đáy đi, Bạch Tiền Bối cũng đồng ý nói, bởi vì mang thai ngưng thị vừa ra, ở đây tất cả thí luyện giả cơ bản không có người có thể miễn dịch, như thế còn thế nào thí luyện. Bất quá, mang thai ngưng thị dù cho không trực tiếp sử dụng, cũng có thể xếp vào thí luyện liệt biểu, dùng để khảo thí những người thí luyện trong lòng cùng ý chí cường độ. Vũ Nhu Tử, Xích Tiêu Kiếm đạo hữu, thân là tâm ma, các ngươi hẳn là có biện pháp chế tạo một nhóm thư hàng huyễn ảnh ra đi. Không cần có lực công kích, chỉ dùng đơn thuần huyễn ảnh liền đủ. Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Chế tạo huyễn ảnh rất đơn giản, dù sao thư hàng bản thể ngay ở chỗ này. Chỉ muốn đơn giản phục chế. Dán liền có thể làm được. Xích Tiêu Kiếm tâm ma trả lời. Rất tốt, Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu, một hồi tại thí luyện khu vực từng cái địa phương phục chế một số thư hàng huyễn ảnh, chờ những người thí luyện tiến vào thí luyện khu vực về sau, có thể đem huyễn ảnh hình chiếu đi ra, để huyễn ảnh bày ra thi triển mang thai ngưng thị động tác. Có thể qua khảo nghiệm những người thí luyện ý chí. Ý kiến hay, Vũ Nhu Tử, chúng ta làm việc. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói. Da đen Vũ Nhu Tử từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong bước ra, dịu dàng hữu lễ nhắc nhở, điệp tống bạch hóa hoàng quái lệ lục đậu phượng. Danh tự có thể nhớ kỹ mới có quỷ a. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm nhịn không được kêu lên. Da đen Vũ Nhu Tử một mặt ủy khuất, nàng và tâm ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối bắt đầu phục chế Tống Thư Hàng bộ dáng, sau đó theo bạch tiền bối yêu cầu, tại thí luyện khu vực các nơi chôn xong huyễn ảnh. Tống Thư Hàng thì móc ra một cuốn sách nhỏ. Bắt đầu ghi chép hắn lần sau về Hắc Long thế giới, vẫn phải vì cái kia cùng hắn hữu duyên thiếu niên Xích Đồng bố trí một cái truyền thừa động này. Lần này Bạch Tiền Bối thí luyện phương pháp,
đến lúc đó hắn đều có thể phục chế một bộ, kéo đến cái kia truyền thừa động này bên trong, thí luyện xích đồng sử dụng. Đúng rồi, các ngươi có hay không trải qua đặc biệt kinh tâm động phách sự? Bạch Tiền Bối xoa cằm hỏi, nếu như có, hắn có thể đem những thứ này kinh tâm động phách kinh lịch cải tạo một chút, biến thành thí luyện một bộ phận. Hẳn là có không ít, Tống Thư Hàng trong đầu nhanh chóng gỡ một lần bản thân tu luyện ký ức, bật thốt lên, tỉ như vừa tiếp Bạch Tiền Bối ngươi xuất quan thời điểm, Tiền Bối một cái đất bằng quảng nổ ra hố to bị hù ta toàn thân như nhũn ra. Tống Thư Hàng đỉnh đầu sợ các chủ ngốc mau nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó nàng lại yên lặng từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu hướng trên lưng bỏ đi. Hừm, tiếp thu, Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu, chờ thí luyện giả tới về sau, trải qua huyễn ảnh ý chí khảo nghiệm về sau, Thư Hàng ngươi đi lên cho bọn hắn biểu diễn cái đất bằng quảng đi. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Tại sao là ta đi lên biểu diễn? Bởi vì thí luyện quan là ngươi nha. Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói, trong tay hắn đồng dạng có cái tiểu sách vở, ở phía trên ghi chép cái gì? Cái kia, Bạch Tiền Bối, ta sợ ta ngã sấp xuống lúc nổ không ra như vậy hố to. Tống Thư Hàng ý đồ tái tranh thủ một chút. Bạch Tiền Bối đối Tống Thư Hàng mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta sẽ dùng pháp thuật phối hợp ngươi, cam đoan ngươi đất bằng quảng lúc rung động hiệu quả. Tống Thư Hàng, ta có phải hay không lại đem bản thân gài bẫy rồi? Mặt khác, ta đề nghị có thể đem Thư Hàng cái kia chân thực huyễn tượng cho mang lên tới. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đang bố trí tốt huyễn ảnh về sau, lại đề nghị. Ta cái kia ngụy chân thực huyễn tượng không có gì lực sát thương a. Tối đa cũng chính là thiên kiếp tổn thương. Tống Thư Hàng nói mà lại, chân thực huyễn tượng kết cục rất có thể sẽ biến thành hắn Tống mỗi người đột nhiên bị ma thần trụ treo lên, kêu thảm chết đi. Quá mất mặt. Ta nói chân thực huyễn tượng cũng không phải cái này, mà là ngươi tại Hắc Long thế giới lúc, liền đã từng triển lộ qua tử vong kinh lịch huyễn tượng. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối không hổ là tâm ma, oai điểm chính là nhiều. Hắn nói là lúc ấy xích đồng thiếu niên trải qua, đến từ Tống Thư Hàng đủ loại kiểu chết kinh lịch. Nho gia Kim Liên thế giới bị béo cầu đại lão ngón tay triển giết một lần lại một lần vòng lặp vô hạn kinh lịch, chảy máu lượng cực lớn. Sau đó là luyện chế bản mệnh pháp khí lúc, Tống Thư Hàng lấy thân luyện khí thống khổ tử vong kinh lịch. Lại nói tiếp là bế quan thời điểm, không hiểu thấu bạo thể mà chết. Hắc Long thế giới lúc, vì để cho Tống Thư Hàng né qua thiên phạt, bị Bạch Tiền Bối phân thân trong nháy mắt chém giết, cắt thành khối nhỏ. Ngay sau đó là thiên kiếp thế giới sự kiện. Hắn lựa chọn tiếp nhận cật qua thánh quân vui sướng liền bị kéo vào đến cửu phẩm thiên kiếp thế giới, hắn chỉ kịp bảo vệ cẩn thận nữ nhi Lý Âm Trúc, tự thân không kịp phòng bị oanh thành cặn bã. Vân vân. Những thứ này thống khổ kinh lịch, đúc thành bây giờ Tống Thư Hàng kiên cường. Không tệ, Bạch Tiền Bối tại tiểu sách vở lên ghi xuống, lại thêm ta một số ý nghĩ, không sai biệt lắm đủ. Mọi người cùng nhau, tranh thủ tại hạ đợt thí luyện giả đến trước đó, đem sân bãi bố trí một chút. Kim Nguyệt thí luyện trạm thứ nhất. Thật vất vả, đông đảo loại tâm ma giữ tợn quái vật bị rảo diệt chống không. Tham gia thí luyện thú tu, cũng tổn thất không ít thành viên những cái kia một tên đáng thương, bị quái vật rút thành người khô, gầy da bọc xương, cái kia thê thảm bộ dáng rất giống bị nhà tư bản ép khô nhân dân, khiến cho người nghe rơi lệ. Không có thời gian 3, 5 tháng, chỉ sợ khôi phục không được. Đại thụ giữa đường, đem những người thất bại này từng cái cuốn về buồng nhỏ trên tàu. Tại tất cả quái vật bị chém giết sạch sẽ về sau, đại thụ từ Kim Nguyệt bên trong rút ra thân thể của mình, tại một trận ầm ầm thanh âm bên trong, hắn lên đường trở về thú tu giới Gô Thánh Sơn vị trí, thuận tiện mang đi tất cả kẻ thất bại. Tất cả những người thí luyện, đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó, tiến về trạm tiếp theo, một vị dáng người cao gầy sừng dê nữ tính thú tu lên tiếng nói. Đối với đại bộ phận tham gia thí luyện thú tu tới nói, trạm tiếp theo mới là trọng yếu nhất vừa đứng. Mặc dù Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa bên trong, ẩn giấu đi thánh viên long lực thần công truyền thừa cuối cùng tổng cương quyền. Nhưng cũng không phải là mỗi cái tiến vào thí luyện chi địa thành viên mục tiêu, đều hướng về phía cái này truyền thừa cuối cùng. Đại bộ phận ngũ phẩm, lục phẩm các thành viên mục tiêu, chính là Kim Nguyệt thí luyện trạm tiếp theo đạt được thần long thừa nhận. Để cho mình thánh viên long lực thần công tiến vào một loại viên mãn trạng thái, tại thánh viên hình chiếu trên người. Tăng thêm long văn thân. Tương lai chờ bọn hắn tấn thăng thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm về sau, sẽ còn lại thu hoạch được một lần tiến vào Gô Thánh Sơn thí luyện tư cách. Khi đó, mới là bọn hắn đi truy tầm truyền thừa cuối cùng tổng cương thời điểm. Lại nói, trước đó ta nhìn thấy bá Tống Tiền Bối cùng Bạch Thánh đã tiến về trạm tiếp theo,
không biết bọn hắn thông qua được thần long thừa nhận không có. Có vị độc giác thú tu ra tiếng nói. Thú tu giới thành viên, đối bá tống là vừa yêu vừa sợ. Sợ chính là cái gì cũng không cần nhiều lời, yêu là hắn vì thú tu giới mang đến trị liệu cửu u tà năng cảm nhiễm phương án cùng dược tề, thậm chí bá tống huyền thánh vẫn là trị liệu cửu u tà năng cảm nhiễm chuyên gia. Đang ngồi thí luyện giả bên trong, có một bộ thành viên đều có thân hữu, gián tiếp hoặc trực tiếp chịu đến qua bá tống huyền thánh ân. Nói tóm lại, ta vẫn là hy vọng bá tống tiền bối có thể thuận lợi thông qua được thần long thừa nhận, đồng thời tốt nhất hắn đã tiến vào hạ hạ trạm. Vị kia dáng người cao gầy sừng dê nữ thú tu nói. Bởi vì nhận qua bá tống tiền bối ân, sở dĩ đoàn người đều không hy vọng bá tống tiền bối thất bại. Mặt khác, đoàn người cũng hy vọng sẽ không ở thí luyện trên đường gặp gỡ bá tống tiền bối. Sở dĩ bá tống huyền thánh hoặc là đã thông qua thí luyện, thậm chí đã tiến vào hạ hạ trạm, thậm chí là hạ hạ bên dưới trạm, đối đại gia tới nói là kết quả tốt nhất. Lấy bá tống tiền bối thực lực, khẳng định vung chúng ta không chỉ một con đường. Có tu vảy rắn thú tu cười ha ha một tiếng nói không chừng hắn đã sớm tiến vào mấy trạm sau. Nói thật, chúng ta căn bản không cần lo lắng cho hắn. Độc giác thú tu đồng dạng cười nói, cũng đúng, chúng ta một đám lục phẩm, thất phẩm người, lại tại vì bát phẩm bá tống huyền thánh tiền bối lo lắng, thực sự không tất yếu. Trong đám người, Tô Thị A Thập Lục nhếch miệng lên, cũng không phát lời nói, chỉ là yên lặng nghe bên trên thú tu nhóm khích lệ Tống Thư Hàng. Bởi vì có kim nguyệt trạm thứ nhất, bọn quái vật từ trong bóng tối nhảy ra tập kích kinh lịch. Sở dĩ tiến về trạm thứ hai thời điểm, phần lớn thí luyện giả lựa chọn thành đoàn hành động. Giữa lẫn nhau cũng có cái chiếu ứng. Sau đó không lâu, nhóm đầu tiên thí luyện giả đến trạm thứ hai phạm vi. Đến, vảy rắn thú tu lên tiếng nói. Cẩn thận, phía trước có chỉ âm ảnh thú. Một tôn lông đen thú tu nói. Chỉ thấy tại thí luyện trạm thứ hai biên giới, có chỉ loại chó âm ảnh thú bị thắt ở một cây tinh tế trên nhánh cây. Cái này loại chó âm ảnh thú ngước mắt, hữu khí vô lực nhìn một cái thí luyện giả, sau đó lại nhắm lại ánh mắt của mình. Nằm dạp trên mặt đất giả chết chó. Vì cái gì đợt thứ hai thí luyện bên trong còn sẽ có âm ảnh thú ẩn hiện? Có thú tu nhíu mày. Những thứ này âm ảnh thú, có thể ở trong bóng tối tiềm hành. Phương thức công kích quỷ dị, khó lòng phòng bị. Bọn hắn thật vất vả giết lùi một nhóm, cũng không muốn trong khoảng thời gian ngắn lại đổi một đợt A. Ta bắt lấy cái này âm ảnh thú. Vảy rắn thú tu nói. Lúc này, sừng dê nữ thú tu vội vàng lên tiếng nói. Đợi đã, trước đừng xúc động. Ta nhớ được bá tống tiền bối rời đi trạm thứ nhất thời điểm, bắt đi một đầu khuyển hình âm ảnh thú. Hắn rất có thể là bá tống tiền bối chiến lợi phẩm. Hoàn toàn chính xác, ta cũng nhớ kỹ bá tống tiền bối kéo đi một đầu chó trạng âm ảnh thú. Nhưng vì cái gì bá tống tiền bối cẩu cẩu sẽ thắt ở nơi này? Chẳng lẽ bá tống tiền bối còn không có thông qua cửa thứ hai thí luyện? Phụ cận không thấy được bá tống tiền bối đám người thân ảnh, hắn. Không phải là thất bại đi. Lấy bá tống tiền bối thực lực, không đạo lý sẽ thất bại. Có lẽ là bá tống tiền bối trước đem âm ảnh thú thắt ở nơi này, bản thân trước chạy tới trạm tiếp theo đi. Chúng ta vòng qua cái này âm ảnh thú. Thế là, nhóm đầu tiên 9 người tổ thú tu từ khuyển hình âm ảnh thú bên người vòng qua, tiến vào trạm thứ 2 phạm vi. Khi bọn hắn chân đạp nhập trạm thứ 2 phạm vi sát na, liền cảm giác trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, 9 người bị chia ra truyền tống đến 9 cái phương hướng. Không gian lực lượng. 9 vị thú tu trong lòng giật mình, trước tiên bày ra tư thế phòng ngự. Xì 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 lúc này, có microphone điều âm lúc tạp âm thanh, ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Hoan nghênh đi vào Kim Nguyệt thí luyện trạm thứ 2, ở chỗ này, các ngươi đem tiếp nhận nhất tàn khốc thí luyện. Người thành công, đem thu hoạch được long thừa nhận, thu hoạch được long chúc phúc. Kẻ thất bại. Đem lâm vào tuyệt vọng địa ngục, vĩnh thế không được luân hồi. Một cái ôn nhu nữ tử thanh âm, tại mọi người vang lên bên tai. Dùng chính là thú tu giới ngôn ngữ, câu thông không có chướng ngại. 9 vị thú tu thí luyện giả, nuốt ngụm nước miếng. Chuẩn bị xong chưa, ta cho đại gia 10 giây thời gian, tập trung tinh thần của các ngươi, trừng lớn ánh mắt của các ngươi, chống lên phòng ngự của các ngươi, tiếp nhận nhất tàn khốc thí luyện cùng đả kích đi. 9 vị thú tu, tinh thần lực độ cao tập trung. Thánh viên long lực thần công bị những người thí luyện triệt để kích hoạt, các loại phòng ngự biện pháp nhao nhao hiển hiện. Ánh mắt của bọn hắn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo quen thuộc,
lệnh thú tu nhóm lại kính vừa yêu vừa sợ thân ảnh, đột ngột xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Đạo thân ảnh này sau khi xuất hiện, một đôi thâm thúy con ngươi, đột nhiên lóe sáng. Như thế nào yêu? Như thế nào hiếu? Biết được tình thương của mẹ vĩ đại sao? Đôi kia trong con ngươi, có đáng sợ quang mang, lấp lóe mà lên. Bởi vì chín vị thú tu tinh thần lực độ cao tập trung, hai mắt trừng to lớn, một mực chằm chằm vào phía trước nguyên nhân, dẫn đến bọn hắn căn bản không có tránh né chỗ trống. Thậm chí ngay cả nhắm mắt đều thành một loại hy vọng xa vời. Căn bản không có đường lui. Bá, bá, tống. Chín vị thú tu cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm, tâm tính lập tức liền sập hơn phân nửa. Bọn hắn nghĩ tới ngàn ngàn vạn vạn loại thí luyện khả năng phương án. Nghĩ tới rất nhiều loại tàn khốc thí luyện áp bách. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bá tống huyền thánh sẽ mai phục tại nơi này. Thân là thí luyện giả bá tống tiền bối, vì sao lại trở thành thí luyện một bộ phận? Nói xong rồi tất cả mọi người là thí luyện giả, nhưng ngươi lại lặng lẽ thành thí luyện quan. Thú tu nhóm đoán trúng quá trình, nhưng không có đoán đúng phần cuối. Bọn hắn biết thí luyện quá trình, nhất định là phi thường tàn khốc, lại không nghĩ rằng cái này tàn khốc lại là bá tống tiền bối tự tay đưa tới. Đường bá tống tiền bối hai mắt sáng lên lúc, thế giới đều hắc ám. Dù cho mang thai ngưng thì hiệu quả không đi ra, thú tu nhóm bụng đã bắt đầu huyễn đau nhức. Vấn đề là, ta đã phi thường lý giải tình thương của mẹ. Vảy rắn thú tu lệ rơi đầy mặt, mà lại chúng ta nhất tộc là đẻ trứng. Chúng ta tình thương của mẹ không thống khổ như vậy. Tiền bối mang thai ngưng thị đối với chúng ta những thứ này đẻ trứng không công bằng. Vọng Thiên, gia hỏa này nói rất hay có đạo lý. Tống Thư Hàng cứ nhiên không phản bác được. Tại vảy rắn thú tu trước mắt mặc dù là Tống Thư Hàng huyễn ảnh, nhưng hắn cùng Bạch tiền bối, Bạch Long tỷ tỷ còn có Thần Long, chính thông qua giám sát quan sát đến thú tu nhóm đối mặt Tống Thư Hàng huyễn ảnh lúc phản ứng. Dù sao đại gia còn cần thông qua hình ảnh theo dõi. Đến cho thú tu nhóm ý chí cường độ cho điểm, cuối cùng được đến một cái tổng điểm, nhìn xem thí luyện giả phải chăng hợp cách. Mặt khác, vì để cho tất cả mọi người có thể nghe hiểu thú tu nhóm ngôn ngữ, hình ảnh theo dõi toàn bộ hành trình mang theo phụ đề phiên dịch. Mang thai ngưng thì đối với đẻ trứng sinh mệnh tới nói, có lẽ thật có chút không công bằng. Lần sau nếu như trong cơn ác mộng gặp lại đám mây dạo bước thánh nhân. Tống Thư Hàng nghĩ đến một nửa, cười khổ lắc đầu. Tóm lại. Cho cái này chín vị thí luyện giả bình cái phân đi. Bạch Long tỷ tỷ nói. Sở các chủ ngốc mau, trước cho cái nào cho điểm. Từ vậy rắn thú tu bắt đầu cho điểm đi, mắc điểm 10 phần, phản ứng của nó ta có thể cho cái 6 điểm. Tống Thư Hàng nói, chỉ ít vị này vậy rắn thú tu đưa ra mang thai ngưng thị chỗ thiếu sót, có thể ngoài định mức thêm cái phân. Ta cho cái 4 phân đi, không thể nhiều hơn nữa. Bạch Long tỷ tỷ ngoài ý muốn nghiêm khắc. Bạch tiền bối xoa cằm nói, không cần nghiêm khắc như vậy, ta cảm giác hắn rất vui. Có thể cho cái 6 điểm. Thần Long móc ra bút ký ghi chép nói, như vậy bình quân một chút, phải rắn thú tu 5. 3 phân. Sau đó là vị này sừng dê thú tu tiên tử đi, nàng tại đối mặt mang thai ngưng thị thời điểm, ngoại trừ ngay từ đầu hoảng sợ bên ngoài, toàn bộ hành trình tương đối bình tĩnh. Có thể cho cái 8 điểm. Phản ứng của nàng. Để cho ta nhớ tới cái kia sinh qua rất nhiều hài tử cửu u tà ma. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bạch Long tỷ tỷ gật đầu nói, nữ tính tại đối mặt mang thai ngưng thị thời điểm, hoàn toàn chính xác có ưu thế. Đặc biệt là trải qua một lần về sau, lần thứ hai sức miễn dịch liền có thể đề cao không ít. Ta cũng có thể cho cái 8 điểm. Một lần lạ, nhị lần liền có thể thuận sinh ra càng thuận. Chỉ muốn sinh đủ nhiều, liền có thể đối mang thai ngưng thị sinh ra kháng tính. Giống như trên, ta cũng đánh cái 8 phân, Bạch tiền bối nói. Thần Long tiếp tục ghi chép nói, cái kia bình quân phân 8 phân. Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối, Bạch Long tỷ tỷ nhanh chóng cho 9 vị thí luyện giả đánh xong phân, Thần Long tại bên cạnh tính ra một cái bình quân phân ghi chép lại. 4 người phân công hợp tác, phối hợp trôi chảy. 9 vị thú tu thí luyện giả kinh hô nửa ngày, nhưng mang thai ngưng thị hiệu quả nhưng không có đi ra. Những người thí luyện cúi đầu nhìn về phía mình bằng phẳng bụng, thấy lại hướng về phía trước bá tống huyền thánh, cùng nhau lộ ra cười khổ. Thì ra là thế, là huyễn ảnh a. Như thế đến xem, bá tống tiền bối huyễn ảnh cũng thành thí luyện một bộ phận. Đây là đối với chúng ta năng lực phản ứng thí luyện a. Lại hoặc là đối chúng ta tinh thần lực, hoặc là ý chí khảo thí. Nếu như đây là khảo nghiệm một cái khâu, không biết chúng ta có thể được đến như thế nào đánh giá.
9 cái những người thí luyện, mặc dù bị không gian truyền tống tách rời, nhưng bọn hắn ở giữa viễn trình thông tin truyền tống thủ đoạn vẫn còn, giữa lẫn nhau tiến hành giao lưu. Tiếp đó, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận, nói không chừng sẽ còn lại xuất hiện bá tống tiền bối cái khác huyễn ảnh. Nhưng không muốn quá phận khẩn trương, không thể giống lần này dạng này, bị bá tống tiền bối huyễn ảnh hù đến. Coi như gặp lại bá tống tiền bối thân ảnh, chúng ta cũng phải trước hết nghĩ biện pháp xác định một chút hư thật của đối phương. 9 vị thí luyện giả lẫn nhau trao đổi thời điểm, đột nhiên lại cảm giác một đợt trời đất quay cuồng. Không gian năng lực lần nữa phát động. Bọn hắn lại bị tập trung đến cùng một chỗ. Chúc mừng chư vị, thông qua được thí luyện 1, đón lấy đến mời bá tống huyền thánh, vì chư vị ban phát ban thưởng. Cái kia ôn nhu nữ tử tiếng nhắc nhở, vang lên lần nữa. Chớ bị cái thanh âm này nội dung lừa gạt đến. Lần trước nếu không phải cái này tiếng nhắc nhở, để cho chúng ta trừng to mắt tập trung tinh thần, chúng ta cũng sẽ không bị bá tống tiền bối huyễn ảnh hù đến. Lần này chuẩn bị tâm lý thật tốt, mặc kệ một hồi đi ra chính là bá tống tiền bối huyễn ảnh hay là chân thân, cũng đừng kinh hoàng. 9 vị thí luyện giả, lẫn nhau trao đổi. Ở tại bọn hắn âm thầm trao đổi thời điểm, phía trước trong hư không, có một bóng người xuất hiện chính là bá tống huyền thánh. Tống Thư Hàng hướng phía 9 vị thí luyện giả mỉm cười. 9 vị thí luyện giả cùng nhau thấp con ngươi, đối bá tống tiền bối bảo trì vốn có tôn kính. Đầu tiên chúc mừng đại gia thông qua được thí luyện 1. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Dứt lời, hắn chậm rãi đi về phía trước. Dựa theo kịch bản, tại 10 bước về sau, hắn liền sẽ một cái đất bằng quẳng, ngã tại 9 vị thí luyện giả trước mặt, thuận tiện lấy trên mặt đất nện cái hố to đi ra. Xin lỗi. Các vị thú tu giới đạo hữu, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đây đều là bạch đạo diễn kịch bản. Cũng không nên oán ta à. Một bước, hai bước, ba bước. Đột nhiên, chân hắn trượt đi, hướng trên mặt đất ngã xuống. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Bạch đạo, kịch bản không đúng, không phải đã nói 10 bước sau lại té sao. Ta còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị a. Đông, Tống Thư Hàng té ngã trên đất, phát ra nặng nề tiếng va đập. Nhưng bây giờ hắn, ngoại trừ đầu sắt bên ngoài, thân thể nhưng thật ra là thân gỗ. Đập xuống đất lúc, không tận lực đi thao tác lời nói, căn bản là không có cách ném ra hố to tới. Oanh! Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên nổ tung lên. Tống Thư Hàng cùng 9 vị thí luyện giả toàn bộ bị nổ tung bao phủ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong đó, Tống Thư Hàng kêu phá lệ ra sức hắn đùa nghịch cái chút mưu kế. Mặc dù bạo tạc uy lực với hắn mà nói không đau không ngứa, điểm ấy bạo tạc thống khổ, với hắn mà nói một bữa ăn sáng. Nhưng sẽ kêu hài tử có sữa ăn, lúc này kêu thảm điểm chuẩn không sai. Nhưng vào lúc này, nhóm thứ hai thí luyện giả, cũng chạy tới sân thí luyện. Tô Thị A Thập Lục cùng chuyển bàn đạo nhân đội ngũ, cũng tại nhóm thứ hai thí luyện giả trong đội ngũ. Rất xa, đám người liền nghe đến sân thí luyện bên trong, cái kia bên tai không dứt tiếng kêu thảm thiết. Còn có trước đó cái kia tiếng kinh khủng tiếng nổ mạnh. Tất cả thí luyện giả, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Đến cùng là thế nào thí luyện, mới có thể để cho người tiếng kêu thảm thiết dạng này. Đặc biệt là trong đó có cái nam tử tiếng kêu thảm thiết, nghe cũng cảm giác tan nát cõi lòng, quả thực là tê tâm liệt phế kêu. Tiếng thét này chủ nhân, đến cùng đang chịu đựng thống khổ bực nào. Tô Thị A Thập Lục. Nhà này tiếng kêu thảm thiết, là Thư Hàng A. Nếu như cái này tiếng kêu thảm thiết thật sự là Thư Hàng, cái kia Thư Hàng vẫn còn chạm thứ hai thí luyện bên trong. Mà lại, đến cùng là trình độ gì thí luyện, có thể làm cho Tống Thư Hàng kêu thê thảm như vậy. Tô Thị A Thập Lục vuốt vuốt mi tâm trực giác nói cho nàng, cái này tiếng kêu thảm thiết khả năng có vấn đề. Trong đội ngũ cái vị kia nữ thú tu nhược khí hỏi, chuyển bàn ca ca, chúng ta vào trận sao? Đầu tiên chờ chút đã. Chuyển bàn đạo nhân đưa tay ra hiệu đội ngũ ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng nhắc nhở nói, chúng ta ngồi xuống trước giải bên dưới tình huống. Theo kinh nghiệm của ta, Kim Nguyệt thí luyện trạm thứ hai thần long, mỗi lần đều sẽ sửa đổi thí luyện quy tắc. Chúng ta trước chờ cái khác thí luyện giả vào trận, bí mật quan sát, thu hoạch được tình báo. Đây là phi thường lý trí tác pháp, đồng thời, có không ít thí luyện giả đều ôm giống như chuyển bàn đạo nhân suy nghĩ. Đáng tiếc đây hết thảy đều tại bạch đạo diễn trong tính toán. Tại chuyển bàn đạo nhân một đám vừa tọa hạ nghỉ ngơi 20 giây tả hữu lúc, từ thí luyện khu vực có một cái ôn nhu nữ tử thanh âm truyền ra, trực tiếp truyền vào trong tai của bọn hắn, Kim Nguyệt thí luyện trạm thứ hai,
ở chỗ này, các ngươi đem tiếp nhận nhất tàn khốc thí luyện. Người thành công, đem thu hoạch được long thừa nhận, thu hoạch được long chúc phúc. Kẻ thất bại, đem lâm vào tuyệt vọng địa ngục, vĩnh thế không được luân hồi. Chuyển bàn đạo nhân sững sờ. Chúng ta còn không có tiến vào trạm thứ hai thí luyện A. Sau một khắc, chuyển bàn đạo nhân một đám cảm giác trời đất quay cuồng. Là không gian lực lượng, bọn hắn trực tiếp bị cuốn vào đến thí luyện bên trong. Loại này phương án, trực tiếp đoạn tuyệt những người thí luyện thông qua quan sát đến tìm hiểu tình báo cơ hội. Diệu nha, thần long trảo tử nắm lấy tiểu sách vở, thật nhanh ghi chép. A, là A Thập Lục, nàng và chuyển bàn đạo nhân đội ngũ cùng một chỗ tiến đến. Bên cạnh, Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nhắc nhở nói. Nàng từ nhóm thứ hai thí luyện giả bên trong, đánh tới A Thập Lục thân ảnh. Thập Lục tới, còn tại đất bằng quảng bạo tạc hố bên trong gào thảm Tống Thư Hàng, từ trong hầm nhảy lên một cái, không còn kêu thảm, tinh thần sung mãn. Ngay sau đó, hắn trước tiên bắt đầu dùng thí luyện quan quyền hạn, đem nguyên bản sắp bị đánh tan A Thập Lục tiểu đội thành viên, tập trung đến cùng một chỗ. Nhóm thứ hai cái khác thí luyện giả, toàn bộ là theo đầu người phân tán đạo lưu. Duy chỉ có A Thập Lục tiểu đội, bị tập trung ở một tọa độ hạ xuống. Thần Long dùng móng vuốt gãi gãi cái cằm, cuối cùng ngầm cho phép Tống Thư Hàng thao tác, đồng thời hắn lộ ra thật thà tiếu dung. Chuyển bàn đạo nhân lắc lắc đầu, từ không gian truyền tống choáng váng cảm giác bên trong khôi phục lại. Nơi này là địa phương nào? Đệ tử của hắn thiếu niên thú tu lên tiếng hỏi. Chuyển bàn đạo nhân trả lời, nơi này chính là Kim Nguyệt thí luyện trạm thứ hai, chỉ nếu có thể thông qua thí luyện, các ngươi liền có thể giống như ta, thu hoạch được long chúc phúc. Trên người thánh viên ngưng tụ ra long văn tới. Cẩn thận rồi, cái này trạm thứ hai thí luyện, không thể coi thường. Chuyển bàn đạo nhân đã là thất phẩm tôn giả, hắn tại lục phẩm cảnh giới lúc từng tiến vào một lần Ngô Thánh Sơn thí luyện, tiếp thụ qua thần long chúc phúc. Bây giờ đạt tới tôn giả cảnh giới về sau, hắn lần nữa tiến vào Thánh Sơn, đến lĩnh ngộ thánh viên long lực thần công truyền thừa Tổng Cương Thiên. Đang khi nói chuyện, một cái ôn nhu nữ tử tiếng nhắc nhở, vang lên lần nữa. Vẫn như cũ là hố người nhắc nhở, để tất cả thú tu mở to hai mắt, ngưng tụ tinh thần chằm chằm vào ngay phía trước. Thanh âm này, nghe làm sao có điểm giống Sở Các Chủ tiền bối thanh âm. Tô Thị A Thập Lục thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc nàng suy tư thời khắc, Tống Thư Hàng thanh âm tại A Thập Lục tiểu đội vang lên bên tai, thấu đề, thấu đề. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón đánh vào thị giác mang thai ngưng thị hình ảnh. Bất quá không cần lo lắng, đây chẳng qua là huyễn ảnh, lớn mật điểm, không muốn túng. Chuyển bàn đạo nhân nghi ngờ quay đầu chung quanh, ta vừa rồi giống như nghe được bá Tống tiền bối thanh âm. Cùng một thời gian, tại cái khác những người thí luyện ngưng tụ tinh thần, trừng to mắt chằm chằm vào ngay phía trước thời điểm. Tống Thư Hàng huyễn ảnh xuất hiện tại tất cả những người thí luyện trước mặt, thâm thúy hai mắt hướng toàn bộ sinh linh truyền đạt tình thương của mẹ vĩ đại. Bá Tống. Sát na ở giữa, những người thí luyện tiếng kinh hô, liên tiếp. Mà A Thập Lục tiểu đội. Bởi vì có Tống Thư Hàng nhắc nhở, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không có kinh hoàng. Bá Tống tiền bối, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiếu niên thú tu hỏi. Đây chỉ là bá Tống tiền bối huyễn ảnh, nhưng là thân là thí luyện giả bá Tống tiền bối, vì cái gì ngược lại thành thí luyện một bộ phận? Chuyển bàn đạo nhân cau mày. Dù cho đã biết là huyễn ảnh, trong đội ngũ vị kia nữ thú tu run rẩy lấy ra bình thuốc, đổ ra hai hạt nuốt vào. Nàng hoạn có bá Tống huyền thánh giảng pháp di chứng, dù cho biết rõ là huyễn ảnh, nhưng vẫn là nhìn không được phát bệnh. Mới vừa rồi là bá Tống tiền bối đang nhắc nhở chúng ta sao? Thiếu niên thú tu lại hỏi. Đang khi nói chuyện, trong đội ngũ người tất cả đều quay đầu nhìn về Tô Thị A Thập Lục. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có A Thập Lục cùng bá Tống tiền bối quen biết nguyên nhân A. Sở dĩ, đây coi như là đi cửa sau, chính thức hỗ trợ gian lận. Diệu A. Ta linh cảm, liên tục không ngừng xông tới. Thần Long nhanh chóng ở trên sổ tay ghi chép, đồng thời thuận tay đem Tống Thư Hàng vừa rồi gian lận tiếng nhắc nhở phục chế xuống tới. Chỉ cần có tiếng nhắc nhở, những người thí luyện liền sẽ yên lòng, thậm chí có can đảm trực diện bá Tống tiểu hữu huyễn ảnh. Vậy nếu như đến lúc đó đem bá Tống tiểu hữu huyễn ảnh đổi thành cái khác thí luyện đâu? Tại thí luyện đám người tâm linh buông lỏng sát na, đem nặng nề đến đáng sợ thí luyện thêm trên người bọn hắn. Có thể hay không đặc biệt có hiệu quả. Lần này đem bá Tống tiểu hữu kéo qua làm cộng tác viên tác pháp, thật sự là quá khen. Kế tiếp là thí luyện vòng thứ hai khúc A, đến lúc đó đất bằng Quảng Khâu, Thư Hàng muốn làm sao nhường.
Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói. Vòng thứ nhất tiết còn có thể âm thầm nhắc nhở, vòng thứ hai tiết đất bằng quảng bạo tạc phạm vi, căn bản không kịp tránh né a. Rửa mắt mà đợi, thần long lần nữa lộ ra thật thà tiếu dung tới. Đất bằng quảng bạo tạc thí luyện khâu bắt đầu. Thứ hai chỉ nhập trận những người thí luyện, bị tập trung truyền tống đến cùng một chỗ. Mà nhóm đầu tiên những người thí luyện, thì bị truyền tống đến thứ ba khâu bá tống huyền thánh ác mộng. Tô thị A thập lục tiểu đội, cùng những người thí luyện khác nhóm lần nữa gặp nhau. Ván này thí luyện lại là cái gì nội dung? Bá tống huyền thánh sẽ lần nữa cho chúng ta nhắc nhở sao? Chuyển bàn đạo nhân thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng chân thân, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tống Thư Hàng nhìn về phía A thập lục, mỉm cười. Lần này hắn không có truyền âm nhắc nhở. Sau đó hắn mở rộng bước chân, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Bạch đạo lại không theo sáo lộ ra bài. Lần trước là ba bước bạo tạc, lúc này đều bước thứ tư. Tống Thư Hàng hít sâu, lần nữa mở ra bộ pháp. Bước thứ sáu về sau, hắn cảm giác mình dưới chân trượt đi. Đến rồi. Tống Thư Hàng đưa tay nắm mình lên đầu, dùng sức hướng Tô Thị A thập lục ném đi. Ma phát bay múa. Oanh. Thân gỗ rơi ngã xuống đất, uy lực nổ tung bao phủ tất cả thành viên. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng đầu tóc dài bắt lấy A thập lục, lợi dụng thí luyện quan quyền hạn, phá vỡ cấm bay kết giới mang theo nàng phóng lên tận trời. Hậu trường thần long, lần nữa chất phác cười một tiếng. Có lẽ ta hẳn là nhắc nhở một chút bá Tống tiểu hữu. Thần long một bên tại vở lên viết, vừa nói. Bạch tiền bối nghĩ nghĩ, trả lời, không sao, ta nhìn hắn chơi thật vui vẻ. Cũng đúng, như vậy, ta chỉ cần tiếp tục bảo trì mỉm cười liền tốt. Thần long nói, lần nữa lộ ra thật thà tiếu dung. Bạch long tỷ tỷ, hai vị này kênh đối mặt. Lúc này, tại thí luyện video hình ảnh theo dõi bên trong. Tống Thư Hàng đầu mang theo Tô Thị A thập lục, trước tiên tránh đi bạo tạc phạm vi. Về phần A thập lục tiểu đội thành viên khác, Tống Thư Hàng liền không thể ra sức. Dù sao, hắn chỉ có một cái đầu lâu, không di chuyển được nhiều người như vậy. Coi như tóc có thể biến ra 20 con cánh tay, tại khẩn yếu quan đầu, hắn cũng chỉ có thể bắt lấy A thập lục một cái người. Còn nữa, dù sao chuyển bàn đạo nhân một tiểu đội cộng lại, cũng không kịp A thập lục trọng yếu, đây cũng là không có cách nào sự thật. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chỉ cứu A thập lục sự tình, cũng đã là nhất định kết cục. Coi như thời gian đảo lưu 100 lần, cũng sẽ không thay đổi kết quả này. Sở dĩ, chuyển bàn đạo nhân tiểu đội cùng nhóm thứ hai thí luyện giả, chỉ có thể không cam lòng đổ vào Tống Thư Hàng đất bằng quảng bạo tạc bên trong, bị chôn ở cái kia hố to bên trong. Bọn hắn cũng muốn giống như Tống Thư Hàng, phóng lên tận trời. Nhưng là, sân thí luyện trong đất cấm bay kết giới, đem bọn hắn áp chế một cách cưỡng ép trên mặt đất, tiếp nhận bạo tạc thí luyện. Không có thí luyện quan quyền hạn. Cũng muốn thượng thiên. Đây là không thể nào sự. Đủ loại tốn thức tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Cuối cùng, hội tụ thành một khúc rên rỉ đại hợp tấu. Trên bầu trời, Tô Thị A thập lục ổn định thân hình, nàng hai tay duỗi ra, đem Tống Thư Hàng đầu ôm ngược đến trong ngực. Kết thúc, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Phía dưới, thật đúng là như địa ngục tràng diện. Nhưng mà này còn là một cái không cách nào cứu vớt địa ngục. Càng quan trọng hơn là, phía dưới những thứ này rơi vào trong địa ngục thành viên, chỉ sợ cũng không hy vọng bản thân đi cứu vớt bọn họ đi. Dù sao đây là thí luyện một vòng, tránh né thí luyện cũng không thể thu hoạch được thành tích tốt. Càng là kinh khủng thí luyện, liền càng phải kiên cường đối mặt. Cho nên mới nói, đây là một cái không cách nào được cứu vớt địa ngục. Tô Thị A thập lục hiếu kỳ nói, Thư Hàng, ngươi làm sao trở thành thí luyện một phần? Bởi vì ta nhận lời mời lâm thời thí luyện quan nghề nghiệp, trở thành thí luyện một bộ phận chỉ là ta đang làm việc mà thôi. Tống Thư Hàng trả lời. Tô Thị A thập lục. Nàng biết mình thể chất có thể sẽ có chút ít vấn đề. Nhưng Tống Thư Hàng thể chất hiển nhiên vấn đề cũng không nhỏ, bất kể là như thế nào bình thường sự tình, Tống Thư Hàng tham dự vào về sau, tổng là có thể đem sự tình biến vô cùng náo nhiệt. Chờ đất bằng quảng bạo tạc khâu đi qua sau, chính là cuối cùng một vòng thí luyện. Cuối cùng khâu, sẽ chờ tất cả thí luyện giả toàn bộ tập hợp đủ về sau, duy nhất một lần mở ra. Bởi vì duy trì cuối cùng một vòng thí luyện cần bạch tiền bối ra tay trợ giúp, hắn không nghĩ tới tại lãng phí thời gian. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Rất phù hợp bạch tiền bối tính cách, Tô Thị A thập lục cười nói.
phía dưới cái kia bá tống huyền thánh đất bằng quảng bạo tạc kéo dài rất dài thời gian, mới lưu luyến không rời kết thúc cùng một thời gian bên trong, tiến vào phạm vi nổ nhân số càng nhiều, đất bằng quảng bạo tạc tổng uy lực liền sẽ càng lớn. Đợi bạo tạc sau khi kết thúc, tham gia thí luyện thành viên, từng cái chậm rãi từ cái hố bên trong leo ra. Xem ra, tạm thời không có người đổ vào thí luyện thứ hai khâu. Tống Thư Hàng nhìn qua phía dưới, chậm rãi nói. Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt, hỏi, hẳn là ngươi đang mong đợi có người đổ vào thí luyện thứ hai khâu. Rất mâu thuẫn thật sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Hắn hiện tại lập tức đợi bọn này những người thí luyện, có thể toàn viên thông qua thí luyện thứ hai khâu, lại thoáng có chút hy vọng bọn họ có thể dừng bước tại thứ hai khâu. Bởi vì tương đối thứ hai khâu tới nói, thứ ba thí luyện khâu, là so địa ngục còn muốn đáng sợ không đáy thâm uyên. Đó là lần lượt tử vong tạo thành thí luyện, không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Thời gian chậm rãi tan biến. Theo đến tiếp sau 3, 4 tốp thí luyện giả lần lượt đến, cũng thông qua được mang thai ngưng thị huyễn ảnh cùng bá tống đất bằng quảng thí luyện khâu về sau, cuối cùng thứ 3 vòng thí luyện rốt cục mở ra. Tất cả thí luyện giả toàn bộ bị tập trung đến một cái trước cổng chính. Ngay sau đó, cái kia ôn nhu nữ tử thanh âm vang lên, chúc mừng đại gia, thông qua phía trước song hoàn thí luyện. Lần này Kim Nguyệt thí luyện trận thứ hai, sẽ tiến vào cuối cùng khâu. Tất cả thí luyện giả, miễn cưỡng lên tinh thần. Rốt cục muốn đi vào cuối cùng khâu chỉ nếu có thể thông qua sau cùng thí luyện, liền có thể thu hoạch được thần long chúc phúc. Ở đây 8 thành tả hữu thí luyện giả, đều là hướng về phía điểm này tới. Xin tất cả thí luyện giả, đưa tay đặt tại trên cửa chính, đại môn đem căn cứ đại gia lựa chọn, ban cho khác biệt thí luyện. Cái kia ôn nhu bên trong mang theo lười biếng nữ tử thanh âm, vang lên lần nữa. Thí luyện bắt đầu, chúng ta cũng đi xuống đi, Tô Thị A Thập Lục nói. Không, chúng ta không cần xuống dưới. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nằm tại đáy hố thân gỗ bò lên đi ra, dùng sức hướng phía không trung nhảy lên, cùng Tống Thư Hàng đầu hoàn thành tổ hợp. Thứ ba, bốn tốp những người thí luyện gặp gỡ bá tống huyền thánh đất bằng quảng tiết mục, đều là do thân gỗ một mình hoàn thành. Tống Thư Hàng đầu, toàn bộ hành trình trên không trung, quan sát đến phía dưới thí luyện tiến triển. Người đi theo bên cạnh ta, đến lúc đó ta mang người thông qua cuối cùng thí luyện. Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục hì hì cười một tiếng, được. Phía dưới, trên cửa chính vang lên lần nữa cái kia ôn nhu nữ tử thanh âm, thí luyện bắt đầu. Tất cả những người thí luyện nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí đem bản thân tay đè tại cái kia phiến to lớn vô cùng trên cửa. Tất cả mọi người bị cái này ôn nhu nữ tử thanh âm hố qua, sở dĩ tràn đầy phòng bị. Có người thậm chí ở trên tay mình phụ lên đủ loại pháp thuật, đeo lên các loại pháp khí, mới đưa tay trưởng đặt tại trên cửa chính. Khi bọn hắn bàn tay cùng đại môn tiếp xúc thời điểm, thuộc về Bạch Thánh thanh âm, ở tại bọn hắn trong đầu vang lên. Bạch Thánh thanh âm. Nghe qua hắn giảng pháp người liền không khả năng quên. Giả thiết, ở một cái trống trải không có tránh né vật không gian bên trong, địch nhân của ngươi cự ly ngươi 800 mét, đã hoàn thành thần phong chú thi pháp, cắt chém gió quỹ tích vì nửa vòng, tại không ngoại vật quấy nhiễu điều kiện tiên quyết. Hỏi, ngươi cần như thế nào tránh né, mới có thể chính xác tránh đi thần phong chú công kích? Hoặc là muốn áp dụng biện pháp gì tiến hành phòng ngự? Những người thí luyện một mặt mộng bức. Cái này cuối cùng thí luyện. Cùng bọn hắn tưởng tượng khác biệt. Nhưng bất kể như thế nào, loại này đề mục đáp án rất nhiều. Dựa theo các vị thí luyện giả tu luyện công pháp, am hiểu pháp thuật, cảnh giới khác biệt, đạo này đề đáp án, rất nhiều. Bất kể là phòng ngự, tránh né thậm chí là phản kích, 1000 người có thể sẽ có gần ngàn cái khác biệt đáp án. Theo những người thí luyện không ngừng làm ra lựa chọn về sau, thân hình của bọn hắn tan biến tại trước cổng chính. Ngay sau đó, bọn hắn có thể phát hiện mình xuất hiện ở một cái thế giới khác nhau bên trong. Bất kể là cái nào thế giới thí luyện giả, cũng bay nhanh quan sát bốn phía tới. Sau đó, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Lần này, không tiếp tục nhìn thấy bá tống huyền thánh thân ảnh. Nói thật, bọn hắn thật có chút sợ bá tống tiền bối. Thú tu nhóm trong đáy lòng đối bá tống tiền bối kính yêu vẫn như cũ, nhưng ít ra tại trận này thí luyện bên trong, bọn hắn thật sự không muốn gặp lại bá tống tiền bối. Bây giờ, trạm thứ hai thí luyện cuối cùng một vòng bên trong, bá tống tiền bối không tiếp tục xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác như chút được gánh nặng. Chỉ cần không có bá tống tiền bối, cuối cùng một vòng thí luyện, chúng ta có thể qua. Như thế một cái ý nghĩ cùng tín niệm, hiện lên ở chín thành những người thí luyện trong lòng.
những người thí luyện xuất hiện thế giới không giống nhau. Có người rơi vào một vị khuôn mặt mơ hồ tóc vàng tiên tử sau lưng, vị này tóc vàng tiên tử chính chuyên chú tại rèn đúc trên đài đập lấy pháp khí tựa như là mộng cảnh. Có người an tĩnh ngồi ở một đám cao nhân tiền bối trung gian, bên tai mơ hồ vang lên các tiền bối giảng pháp tràng diện, đồng dạng, bọn này giảng pháp tiền bối khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ thật mặt. Có người cùng một đầu to lớn cá voi đứng đối mặt nhau, cự kinh ngẩng đầu vọng thiên, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Có người phát hiện mình đang cùng một vị cực kỳ khoa huyễn phong cách kim loại người đang chiến đấu. Còn có mấy vị tương đối may mắn, cư nhiên cùng với Bạch Thánh chính đối bọn chúng mỉm cười. Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc, bọn chúng cảm giác mình đã muốn hòa tan tại Bạch Thánh trong tươi cười, trở thành Bạch Thánh phen cuồng. Cuối cùng còn có một nhóm người, xuất hiện ở một đám nho gia đệ tử bên người, vừa lên nho gia các đệ tử tựa hồ bề bộn nhiều việc dáng vẻ, đồng dạng, nho gia đệ tử cũng là khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ thật mặt dáng vẻ. Hậu trường. Bạch tiền bối, Bạch Long tỷ tỷ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây là lấy Bạch tiền bối chân thực huyễn tượng làm cơ sở tiến hành cải tạo, lại lấy Tống Thư Hàng ký ức vì kịch bản, lại thêm Bạch tiền bối nghệ thuật gia công sau sản phẩm. Chỉ cần có kịch bản, tại chân thực huyễn tượng thế giới bên trong, Bạch đạo không gì làm không được. Tấn thăng bát phẩm về sau, Bạch đạo cái kia chân thực huyễn tượng thế giới, biến phi thường đặc thù tại hắn chủ động thao tác bên dưới, huyễn tượng thế giới bên trong hết thảy, có thể theo hắn ý chí, tùy ý tiến hành cải biến, muốn sửa thế nào liền làm sao sửa. Điểm ấy, lần trước Tống Thư Hàng liền tự mình trải qua một lần. Mà Bạch Long tỷ tỷ phụ trách đem Tống Thư Hàng trong trí nhớ những cái kia thống khổ sao chép được, đồng bộ đến Bạch đạo chân thực huyễn tượng thế giới bên trong. Tống Thư Hàng chỉ dùng cá ướp muối đồng dạng ở tại thí luyện chi địa bên trong, sau đó phối hợp Bạch Long tỷ tỷ truyền lại thống khổ là được. Bắt đầu, Bạch tiền bối nói. Chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Long tỷ tỷ nói. Thần Long âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Tống Thư Hàng tiếp thu được Bạch Long tỷ tỷ tín hiệu. Để thế giới cảm thụ thống khổ đi, Tống Thư Hàng ôm Tô Thị A Thập Lục, trầm giọng nói. Tô Thị A Thập Lục nghi ngờ nháy nháy mắt. Công tác, đây cũng là công tác một vòng. Tống Thư Hàng nghiêm túc đáp. Đang khi nói chuyện, thứ ba vòng thí luyện thế giới, chính thức khởi động. Mỗi một cái huyễn tượng thế giới nội dung cốt truyện, tiến vào chủ đề. Tóc vàng tiên tử giơ cao đại chùy cùng chùy nhỏ. Lên tiếng nói, chuẩn bị xong chưa? Bá Tống đạo hữu, đón lấy đến chính là luyện khí cuối cùng khâu, chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao? Cái kia một đám giảng pháp luận đạo các tiền bối bên trong, có người nhìn về phía thí luyện giả, bình tĩnh nói, bá Tống, ngươi thấy thế nào? To lớn cá voi nói, tới, sau cùng thiên kiếp, cắn răng tiếp nhận đi, bá Tống. Sống hay chết, liền nhìn giờ khắc này. Khoa huyễn phong cách kim loại người gần giọng nói, bá Tống. Lần này, người nhất định phải chết. Bạch Thánh con người hơi trầm xuống, ôn nhu nói, tha thứ ta, bá Tống. Nho ra các đệ tử đột nhiên quay người đối thí luyện giả nói, bá Tống tiền bối, ngài tới rồi. Chờ, đợi đã. Bá Tống, đây là đang gọi chúng ta sao? Mỗi cái thế giới bên trong thí luyện giả, ngây ngẩn cả người. Bọn hắn coi là cuối cùng này một vòng thí luyện bên trong, rốt cục đã không còn bá Tống tiền bối. Sở dĩ bọn hắn cũng rốt cục sinh ra có thể vượt qua cuối cùng một vòng lòng tin. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, nội dung cốt truyện sẽ thẳng đứng chuyển biến. Bọn họ đích xác không có nhìn đến bá Tống, bởi vì bọn hắn bản thân biến thành bá Tống tiền bối. Cái này cong quá mau, những người thí luyện không có chút nào phòng bị. Một loại dự cảm bất tường, phun lên trong lòng mọi người. Chúng ta biến thành bá Tống tiền bối, sau đó chúng ta muốn làm gì? Chúng ta có thể làm cái gì? Có người thí luyện giãy giụa một chút. Nhưng là bọn hắn, không cách nào khống chế nội dung cốt truyện phát triển. Bọn hắn lúc này là từng cái diễn viên, tại nghiêm túc diễn trên kịch bản nội dung cốt truyện. Nốt vị kia cao gầy tóc vàng thiên tử, dùng sức rơi xuống đại trùy đồng thời, cái này một nhóm bá Tống nhóm phát hiện mình đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy hướng cái kia nóng bỏng như lò luyện rèn đúc đài. Cái kia rèn đúc trên đài hỏa diễm. Cực kỳ khủng bố, đó là bất tử bất diệt phượng hoàng chi hỏa. Bá Tống tiền bối đây là muốn làm gì? Lấy thân luyện khí. Điên rồi sao? Bá Tống tiền bối đây là điên rồi. Lấy thân luyện khí loại này mê tín luyện khí pháp, lại còn muốn lấy thân đi nếm thử. Loại này luyện khí pháp, đã sớm bởi vì quá tàn nhẫn, mà lại tăng lên pháp khí phẩm chất xác suất quá thấp, bị giới tu luyện phỉ nhổ mới đúng a.
sử dụng loại này luyện khí pháp đều là ngu. Sau một khắc, thân thể đầu nhập lò luyện chúng bá tống nhóm, thân thể bị phượng hoàng chi hỏa hòa tan. A a a a, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, vang vọng bầu trời, trực trùng vân tiêu. Lấy thân luyện khí thống khổ, là cấp thế giới thống khổ. Trong đầu của bọn họ tất cả liên quan tới thống khổ từ ngữ toàn bộ lật ra đến, đều không đủ lấy hình dung thân này thừa nhận thống khổ. Đang lúc bọn hắn coi là, đây chính là thế giới thống khổ cực hạn lúc. Tóc vàng tiên tử đại truy, đập xuống. Vô tình đại truy để bọn hắn minh bạch, thống khổ thứ này tựa như là vũ trụ, vô biên vô hạn. Làm ngươi cho là mình đã đạt tới cực hạn lúc, chỉ cần một truy, liền có thể thể nghiệm đến thống khổ cảnh giới mới. Ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, bọn hắn cái gì cũng làm không được. Giảng pháp quần bên trong, đám kia chính xứng sở bá tống nhóm, đột nhiên cảm giác mình thân thể hơi nóng nóng. Ngay sau đó, một loại xé rách thống khổ vọt tới. Oanh! Thân thể của bọn hắn, lăng không nổ tung, nổ vì huyết vụ. Loại này bạo tạc thống khổ, từ trong ra ngoài. Mặc dù là ngắn ngủi sát na, lại như là nghệ thuật đồng dạng thêm mỹ. A a a, tiếng kêu thảm thiết như hành khúc, liên miên vang lên. Những người thí luyện mặc dù nổ thành huyết vụ, nhưng loại thống khổ này một mực đang tinh thần của bọn hắn bên trong quanh quẩn, như là sóng lớn, từng cơn sóng liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước. Đây là thống khổ nghệ thuật. Trên thực tế, lúc trước nổ vì huyết vụ tử vong tràng cảnh, Tống Thư Hàng không có ký ức, hắn lúc ấy đang ngủ say trạng thái. Bất quá, tương tự thống khổ, hắn trong trí nhớ còn nhiều. Mấy lần cưỡng ép sử dụng xem xét bí pháp thống khổ, liền ở vào bạo thể thống khổ biên giới. Mà lại, xem xét bí pháp tác dụng phụ thống khổ, là bình thường thống khổ gấp 10 lần. Hắn Tống Mỗ tùy ý tại trong trí nhớ lật một cái, liền có thể quất ra đẳng cấp này thống khổ thể nghiệm tới. To lớn cá voi thế giới. Hảo hảo thể nghiệm đi, đây là chân quý, cửu phẩm kiếp tiên thiên kiếp kinh lịch. Cự kình nói khẽ. Chúng bá tống nhóm trừng to mắt. Cái gì? Cửu phẩm thiên kiếp. Oanh! Một đạo làm cho người run rẩy kiếp lôi hạ xuống. Cái này một lôi bên trong có được diệt thế khủng bố uy năng cùng pháp tắc. Bình quân cảnh giới vì lục phẩm chúng bá tống nhóm, đối mặt đẳng cấp này kiếp lôi, trực tiếp liền quỳ. Để ngũ, lục phẩm thí luyện giả trực diện cửu phẩm thiên kiếp đại lão, thật sự quá ép buộc. Không có ở thiên kiếp đại lão thiên uy bên dưới trực tiếp bất tỉnh đi, đều coi như bọn họ ý chí cường đại có thể xông đến kim nguyệt thí luyện trạm thứ hai, đều xem như thú tu giới tinh anh. Tóm lại, thiên kiếp đại lão tại 99.999% người tu luyện trước mặt, đều có được nắm giữ sinh tử uy nghiêm. Cự kình thế giới chúng bá tống run lẩy bẩy. Lần này thí luyện, khoảng cách quá lớn, hoàn toàn siêu cương. Oanh! Đối mặt cửu phẩm thiên kiếp, bọn hắn liền chống cự đều không động dậy nổi, chỉ là bản năng muốn phòng ngự một chút, nội tâm lại tràn đầy tuyệt vọng. Chênh lệch, quá lớn. Liền cách nhau một trời một vực, cái từ này sử dụng ở chỗ này để hình dung, đều lộ vẻ cực độ cằn cỗi. Cũng không phải là mỗi người đều có được trở thành cấn tay tiểu côn trùng thiên phú, càng nhiều người tại đối mặt tuyệt vọng chênh lệch lúc, đều chỉ có thể trở thành nhu nhược tiểu côn trùng, bóp sẽ chết, không mang theo cấn tay. Thiên kiếp giáng lâm. Cái này một nhóm bá tống nhóm, chết phi thường dứt khoát. Trực tiếp bị oanh thành cặn bã, hóa thành cho bụi. Đồng dạng, dù cho thành cặn bã, nhưng bọn hắn ý chí còn sống lấy. Bị thiên kiếp nổ nát thống khổ, từng đợt ở tại bọn hắn trong đầu quanh quẩn. Bọn hắn cái kia tuyệt vọng, sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, tụ hợp vào đến gào thảm đại đội ngũ, trở thành đại hợp sướng giai điệu bên trong một chi. Bất quá cùng trước hai làn sóng kêu thảm hơi có khác biệt chính là, cái này đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm, có ba vị bá tống trong tiếng kêu, cứ nhiên ẩn ẩn mang theo vẻ kích động. Như cự kình nói tới. Đây là chân quý cửu phẩm kiếp tiên thiên kiếp thể nghiệm. Liền xem như trực tiếp bị đánh thành vỡ nát, đau đến không muốn sống, kêu thảm đến tê tâm liệt phế, cuống họng vỡ tan. Nhưng chỉ cần chân chính dư vị tới, liền có thể phát hiện lần này kinh lịch sẽ trở thành chân quý nhân sinh kinh nghiệm. Thống khổ, nhưng lại khoái hoạt lấy. Nhóm này cự kình thế giới bá tống nhóm bên trong, có ba vị, đã lần đầu phẩm vị đến thống khổ tươi đẹp. Ba vị này, tương lai có tiến hóa làm cấn tay tiểu côn trùng tư chất. Trong đó một vị, chính là A Thập Lục tiểu đội vị kia hổ tu chuyển bàn đạo nhân. So sánh với cự kình thế giới bá tống nhóm khổ bên trong có vui tình huống, thể lỏng kim loại nhân thế giới bá tống nhóm lại là một mặt mộng bức. Nhóm này bá tống nhóm,
tự thể nghiệm cùng vị kia thể lỏng kim loại người chiến đấu. Bọn hắn có thể cảm giác được đây là một trận khoáng thế cuộc chiến. Là thế giới đỉnh tiêm cấp bậc thần chiến. Trên lý luận tới nói, chỉ muốn từ đó lĩnh ngộ được chút gia lông, đều có thể được ích lợi vô cùng. Nhưng chiến đấu quy cách quá cao. Vượt qua một bước là thiên tài, vượt qua mấy bước, liền không cách nào bị người lý giải. Mà lại, từ đối diện vị kia thể lỏng kim loại trên thân người không ngừng có khí tức kinh khủng vọt tới. Mặc dù vị này thể lỏng kim loại người bộ dáng, mơ hồ đến gần như hình người mosaic, nhưng cái này không tổn hao gì nó khủng bố. Trên người nó cái kia để cho người ta tuyệt vọng khí tức, phảng phất tập thế gian tất cả tà ác vào một thân. Nhìn lấy hắn lúc, chúng bá tống nhóm trong đầu chỉ có sợ hãi, tư duy đều sơ cứng. Nằm trong loại trạng thái này, bọn hắn càng thêm không cách nào đi lĩnh ngộ cái gì. Tràng cảnh này, là Tống Thư Hàng bây giờ trạng thái đầu sỏ gây ra. Thiên phạt song long trực tiếp đánh nát Tống Thư Hàng thân thể, cũng là Tống Thư Hàng tiến về thú tu giới tìm kiếm thánh viên long lực thần công tổng cương nguyên nhân. Tràng cảnh này, tiến triển đến một nửa lúc. Hậu trường Bạch Tiền Bối đột nhiên khẽ gọi một tiếng, a. Hắn xuất thủ, tạm dừng cái này nội dung cốt truyện. Xảy ra chuyện gì? Bạch Long tỉ tỉ hỏi. Bạch Tiền Bối hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, hừm, chúng ta hoán đổi tràng cảnh. Thần Long hiếu kỳ nói, thế nào? Ta phát hiện một kiện có ý tứ sự tình, tràng cảnh này đưa tới thú tu giới một số thú vị năng lượng cảm ứng. Trước đem tràng cảnh này bảo quản lại, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Bạch Tiền Bối trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nụ cười này xuất phát từ nội tâm, không còn là bình thường loại kia hắn cố gắng kiềm chế bản thân mị lực điềm tĩnh mỉm cười. Lần này cùng Thư Hàng tiểu hữu đến Ngô Thánh Sơn đùa thật là đến đúng, quả nhiên lại gặp được việc hay. Bạch Tiền Bối, vui vẻ. Nụ cười này, Bạch mị lực toàn bộ triển khai. Bên trên Bạch Long tỷ tỷ và Thần Long đều nhìn ngây dại. Chuyển đổi tràng cảnh, Bạch Tiền Bối bắt đầu nhanh chóng thao tác. Nguyên bản đang cùng thể lỏng kim loại người đại chiến nhóm này bá tống, đột nhiên cảm giác thiên địa chuyển đổi. Bọn hắn bị hoán đổi đến một cái đen kịt thế giới. Ở tại bọn hắn trước mặt, là một mặt ôn nhu Bạch Thánh. Bạch Thánh trong tay nắm lấy một thanh kiếm sắc. Tha thứ ta, bá tống. Bạch Thánh lên tiếng nói. Nguyên thể lỏng kim loại người kịch bản bá tống nhóm, đều bị chuyển rời đến Bạch Thánh kịch bản bên trong. Tại bá tống nhóm đỉnh đầu, có một mảnh cùng loại kiếp phân đen kịt mây đen tại hiển hiện. Nhưng đám mây đen này so thiên kiếp kiếp phân khủng bố hơn nghìn lần, vạn lần. Thiên kiếp đại lão uy nghiêm vô song, nhưng nó ngón tay hở ra còn dư có một chút hy vọng sống. Mà đỉnh đầu đám mây đen này cùng trong đó lôi phạt chi quang, tràn đầy tuyệt vọng, không lưu bất luận cái gì chỗ trống, không chết không thôi. Đây không phải thiên kiếp, mà là thiên phạt. Vì gạt bỏ mà tồn tại thiên phạt. Chủ yếu nhằm vào mạnh mẽ xông tới đến hiện thế cửu u chúa tể, hoặc là nhằm vào một số siêu quy cách tồn tại. Thiên phạt chi lôi còn tại ấp ủ. Kinh khủng kiệu uy áp, cũng đã áp bách tại chúng bá tống nhóm trên thân. Sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết. Tại đạo này lôi phạt phía dưới, nhất định sẽ chết, căn bản tránh không khỏi, hội thần hình câu diệt. Bá tống nhóm trong lòng, bị tuyệt vọng tràn ngập. Phần lớn bá tống đều xoay đầu lại, nhìn về phía Bạch Thánh. Tại cái này diệt vong thiên phạt phía dưới, cũng chỉ có Bạch Thánh có thể mang cho người ta từng tia ấm áp. Nếu như là cùng với Bạch Thánh, có lẽ chết cũng coi như có giá trị. Đang lúc bá tống nhóm nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Thánh kiếm trong tay sáng lóng lánh mà lên. Kiếm quang hóa thành kiếm võng, trực tiếp đem bá tống nhóm cắt thành chỉnh tề khối vuông nhỏ. Chúng bá tống nhóm một mặt mộng bức thêm không dám tin Bạch Thánh xuất thủ, đem bọn hắn chặt. Đây đều là cái quỷ gì nội dung cốt truyện a? Vì tăng cường nội dung cốt truyện rung động độ cùng nội dung cốt truyện tiết tấu, Bạch Tiền Bối đối tất cả nội dung cốt truyện đều tiến hành gia công, sửa chữa. Kiếm sắc bén lưới bao phủ xuống thời điểm, Bạch Tiền Bối còn vì bá tống nhóm tăng lên một cái đạn thời gian. Tất cả bá tống đều có thể rõ ràng thưởng thức đến kiếm quang rơi trên người bọn hắn, đem bọn hắn cắt thành khối chi tiết. Thật thống khổ. Bị Bạch Thánh tự tay giết chết, đơn giản so với bị thiên phạt đánh chết còn muốn làm người tuyệt vọng. Lại một chi kêu thảm, tụ hợp vào kêu thảm đại hợp sướng bên trong. Hậu trường. Bạch Tiền Bối xoa cằm. Quả nhiên, không phải mỗi người đều là Thư Hàng tiểu hữu. Không phải mỗi người đều có thể nhấm nháp thống khổ, nhẫn nại thống khổ. Bạch Thánh nội dung cốt truyện kết thúc. Bạch Tiền Bối lực chú ý rời vào đến sau cùng nho ra kim liên thế giới kịch bản bên trong.
cái này kịch bản, là bi thảm độ cao nhất một cái kịch bản. Để cho ta lại thí nghiệm một lần đi, Bạch Tiền Bối nói khẽ. Trước đó thể lỏng kim loại người kịch bản đưa tới thú tu giới đám kia năng lượng phản ứng. Vậy lần này nho ra kim loại thế giới, lại sẽ như thế nào? Theo Tống Thư Hàng ký ức, cái này nội dung cốt truyện bên trong xuất thủ, đồng dạng là vị kia béo cầu cửu u chúa tể. Cái này nội dung cốt truyện có vấn đề gì không? Bên cạnh Thần Long hiếu kỳ hỏi, vì cái gì đến cái này nội dung cốt truyện thời điểm, Bạch Thánh nhìn phi thường vui vẻ bộ dáng. Nói tóm lại, đây là một cái tương đối bi thương nội dung cốt truyện. Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói. Thần Long một mặt mộng bức, cái kia Bạch Thánh ngươi vì sao một mặt vui vẻ? Hắn trước đó còn cảm giác mình não mạch kín cùng Bạch Thánh đối lên. Nhưng chỉ chớp mắt hắn phát hiện, Bạch Thánh não mạch kín sớm đã không biết nhảy đi nơi nào. Giám sát màn hình hoán đổi. Cuối cùng một nhóm, tiến vào nho ra kim liên thế giới nội dung cốt truyện thí luyện giả số lượng, là tất cả nội dung cốt truyện bên trong ít nhất một nhóm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn có được đặc thù vận khí. Nhóm này bá tống nhóm, mờ mịt tại nho ra kim liên thế giới bên trong hành tẩu lấy. Bên trên nho ra các đệ tử, nhao nhao hướng bọn hắn hành lễ. Bắt đầu đi, Bạch Tiền Bối nói. Bạch Long tỉ tỉ nhẹ gật đầu, bắt đầu thi pháp. Nho ra kim liên thế giới nội dung cốt truyện gia tốc. Nhóm này bá tống nhóm, bị mời đến nho ra các vị phụ huynh bên người, cùng chúng nho ra phụ huynh nhóm đứng ở cùng một chỗ. Chung quanh, tất cả nho ra thành viên, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Trong kịch tình bá tống nhóm trong lòng kỳ thật phi thường tò mò, muốn biết một chút nho ra nhóm tại chủ bị cái gì đại hoạt động. Nhưng bởi vì Bạch Thánh tại viết kịch bản thời điểm, sửa chữa rất nhiều thứ. Sở dĩ, bá tống nhóm cho đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao, không hiểu rõ mình rốt cuộc ở đâu, lại muốn làm cái gì. Đột nhiên, nho ra các đệ tử hoảng loạn lên. Không gian vỡ vụn. Một cây sắt thép tạo thành ngón tay, đâm vào đến trước mắt của tất cả mọi người. Bên cạnh, có một vị nho ra gia trưởng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, phảng phất bị kim loại ngón tay đâm nát không phải không gian, mà là thân thể của hắn đồng dạng. Trong hư không, cây kia sắt thép ngón tay nhẹ nhàng quấy. Cười giận dữ, là ai ở cái thế giới này lưu lại lạc ấn? Là ai cướp đi thuộc về ta bảo vật? Một cái tiếng kim loại âm đang gầm thét. Làm người tuyệt vọng uy áp giáng lâm. Nghe được cái thanh âm này lúc, thí luyện bên trong bá tống nhóm cảm giác mình linh hồn đều nhận được tổn thương, thân thể cùng linh hồn phảng phất muốn cắt ra đồng dạng. Không phải ta, không phải ta làm. Chúng bá tống nhóm trong lòng lớn tiếng nói. Không phải ta, ta không, đừng kéo tới ta à. Lúc này, vừa lên cái kia gào thảm nho ra phụ huynh, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái bá tống nhóm. Chúng bá tống nhóm trong lòng hoảng hốt. Đây là làm gì, muốn đem bọn hắn đẩy ra đương dê thế tội sao? Thật có lỗi, bá tống đạo hữu. Sự kiện lần này, không nên lan đến gần ngươi. Ta đưa ngươi rời đi. Vị kia nho ra phụ huynh lên tiếng nói. Cười giận dữ muốn đi. Ai cũng đi không được, các ngươi đều phải chết. Cái kia tiếng kim loại âm cả giận nói. Sắt thép tạo thành ngón tay, dùng sức đâm một cái. Ô uế, ác chi cực. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, từ nơi này căn sắt thép ngón tay lên đè xuống đây là cửu u tà năng, mà lại là mạnh nhất đẳng cấp cửu u tà năng. Tà năng tại sắt thép ngón tay thao túng hạ nhân, hóa thành phong bạo, ép hướng tất cả mọi người, bao quát thí luyện bá tống nhóm. Cửu u tà năng phong bạo uy lực, không cách nào chống cự. Đây đã là siêu quy cách lực lượng, có được diệt thế uy năng. Chúng bá tống nhóm tại đối mặt cơn bão táp này diện lúc. Chỉ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé cùng hèn mọn. Bọn hắn thậm chí ngay cả sung làm một đầu mềm mại tiểu côn trùng tư cách đều không có, trực tiếp tại cái này cửu u tà năng phong bạo phía dưới, bị xoắn nát. Máu chảy lượng cực lớn. Máu tươi của bọn hắn cùng nho ra đệ tử máu tươi, đem màu đen cửu u tà năng phong bạo đều nhuộm thành màu đỏ sậm, lại bị gió bạo mang theo, giải đầy cả cái không gian. Nhưng xoắn nát còn không phải kết cục, bọn hắn thi cốt nằm trên mặt đất lúc. Còn muốn tiếp nhận cửu u tà năng xâm phệ. Thống khổ tận xương, lại nhập hồn. Nhục thân, linh hồn, tinh thần tam trọng thống khổ, cộng đồng đánh tới. Đau khổ kịch liệt đã vượt qua bá tống nhóm có thể tiếp nhận cực hạn. Căn này kim loại ngón tay đến cùng là ai? Là ai sát hại bá tống huyền thánh? Đây hết thảy, chẳng lẽ là bá tống huyền thánh đã từng kinh lịch sao? Bá tống huyền thánh, đã từng bị qua thống khổ như vậy. Bị cửu u tà năng tra tấn.
khó trách bá tống tiền bối có thể nghiên cứu ra nhằm vào cửu u tà năng dược tề cùng phối phương, hắn đối cửu u tà năng lý giải, sâu tận xương tủy a. Mỗi vị bá tống suy nghĩ, đều sẽ hóa thành mưa đạn, từ phía sau đài giám sát trên màn hình thổi qua. Từ nơi này chút thỉnh thoảng đánh qua suy nghĩ đó có thể thấy được, nhóm này thí luyện giả tư chất đích thật là tất cả thí luyện giả bên trong mạnh nhất, bọn hắn không phải một mực kêu thảm cùng thống khổ, bọn hắn tại gào thảm thời điểm, trong đầu còn có thể hiển hiện một số ý nghĩ. Phải chết, thật sự phải chết. Không người đến mau cứu ta sao? Ý thức bắt đầu mơ hồ. Kết thúc. Nhóm này bá tống nhóm cuối cùng kết thúc dài dằng dặc thống khổ. Bá tống tiền bối, lúc ấy chết qua một lần sao? Chết ở cái này cửu u tà năng phong bạo phía dưới. Đây là đoạt mệnh mối thù, nguyên lai chính là bá tống tiền bối về sau trở thành trị liệu cửu u xâm phệ tà năng chuyên gia nguyên nhân. Hậu trường. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ duỗi dài, nắm lấy cái cằm nói, ta cảm giác cái này một đợt nội dung cốt truyện qua đi, Thư Hàng tại thú tu giới nhân khí lại phải chướng một đợt. Não bổ thật là một cái đồ tốt. Một số không hợp lý sự tình, đi qua thích hợp não bổ về sau, đều sẽ biến hợp lý. Thậm chí ở phía sau đài nhìn lấy mưa đạn Bạch Long tỉ tỉ, cũng cảm giác mình bị tẩy não nguyên lai tống Thư Hàng tiểu hữu trở thành chữa trị cửu u tà năng cảm nhiễm chuyên gia, là bởi vì hắn thật sâu hận cửu u tà năng a. Sốt cục, triệt để kết thúc, đây chính là cảm giác tử vong sao. Hạng gì tàn khốc, nhóm này bá tống nhóm, trong lòng phun lên tương tự cảm ngộ. Kết thúc. Không, còn không có. Một cái nho ra phụ huynh, run rẩy đứng lên, hắn máu me khắp người, hắn trong hai mắt tràn đầy bi thương. Hắn vươn tay ra, tựa hồ tại thi triển pháp thuật gì. Hoặc là sử dụng một loại nào đó quyền lực. Sau đó, không gian bên trong thời gian phảng phất tại đảo lưu. Cả cái không gian bên trong xương vỡ, mục nát xương, máu tươi, toàn bộ trở về. Chúng bá tống nhóm phục sinh, nho ra các đệ tử phục sinh. Thí luyện bá tống nhóm, một mặt mộng bức. Cười lạnh tạp toái, phục sinh không cứu vớt được các ngươi. Cái kia tiếng kim loại âm nói. Cây kia ngón tay lần nữa tàn nhẫn cắm động. Tử vong phong bạo tái khởi. Ngọa thảo, còn tới. Chúng bá tống nhóm nội tâm lập tức liền hỏng mất. Loại kia tàn khốc kiểu chết đã thể nghiệm qua một lần, bọn hắn đã không muốn lại thể nghiệm a. Hậu trường. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, nói. Sao chết thảm còn đáng sợ hơn sự tình là cái gì đây? Là chết thảm hai lần, thần long đoạt đáp. Bạch tiền bối tiếp tục hỏi, cái kia so chết thảm hai lần còn đáng sợ hơn sự tình, lại là cái gì? Thần long có chút không xác định đáp, lại chết thảm một lần. Không, là vòng lặp vô hạn. Bạch long tỉ tỉ nhẹ nhàng đẩy mũi, lần sau nàng chuẩn bị đi đặt trước chế một bộ kính phẳng con mắt, chân long có thể sử dụng loại. Thần long nuốt ngụm nước miếng, nói, bọn hắn. Muốn một mực chết xuống dưới. Bạch tiền bối ánh mắt, nhìn về phía kim nguyệt hạ thú tu giới. Lúc nào dừng lại, phải xem thú tu giới cái kia cổ cửu u tà năng động tác mà định ra. Kim liên thế giới nội dung cốt truyện bên trong cái kia lần lượt đem tống Thư Hàng nghiền nát kim loại ngón tay, cũng là béo cầu chúa tể. Trước đó thể lỏng kim loại người kịch bản ngoài ý muốn đưa tới thú tu giới những cái kia ngụy thần binh mảnh vỡ cửu u tà năng phản ứng, như vậy tương tự kim liên thế giới kịch bản. Phải chăng cũng có thể gây nên phản ứng của bọn nó. Lần này, Bạch tiền bối chuẩn bị kỹ càng, hắn rất chờ mong tiếp xuống phát triển. Luôn cảm giác vị kia béo cầu chúa tể đang mưu đồ lấy cái gì, hắn tại thú tu giới vung xuống nhiều như vậy ngụy thần binh mảnh vỡ khẳng định không chỉ là gia tăng cửu u tà ma nhân khẩu đơn giản như vậy. Nhiều như vậy ngụy thần binh, bảo vật mảnh vỡ giải rác ở thú tu giới các ngõ ngách, cảm giác là tại tiến hành một loại nào đó nghi thức khúc nhạc dạo. Mà trước đó cái kia thể lỏng kim loại người kịch bản đưa tới những thứ này ngụy thần binh mảnh vỡ bên trong cửu u tà năng phản ứng, nói không chừng là thỏa mãn cái này nghi thức cái nào đó khâu. Để cho ta rửa mắt mà đợi đi. Bạch tiền bối ánh mắt, nhìn qua hình ảnh theo dõi. Kim liên thế giới nội dung cốt truyện bên trong. Chúng bá tống nhóm một mặt mộng ép bị sống lại bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vẫn còn có nguyên địa phục sinh loại này tao thao tác. Nhưng vấn đề là... Cắm ở không gian bên trong cây kia kim loại ngón tay còn tại a, vị này đại lão còn không có rời đi. Chính như vị này đại lão nói tới, phục sinh cũng cứu không được bá tống. Cửu u tà năng phong bạo lần nữa cuốn lên. Ngọn gió tử vong lại một lần nữa thổi tới. Kim liên thế giới nội dung cốt truyện bên trong bá tống nhóm, cốt nhục tách rời, máu tươi bay lên, xương cốt bị cửu u tà năng xâm phệ.
vẫn là đồng dạng phối phương, đồng dạng hương vị, vô thượng thống khổ. Chúng bá tống tại trong tuyệt vọng lại chết một lần. Trong hiện thực bọn hắn, đã liền gào thảm khí lực đều không có, chỉ có thể phát ra vô lực tiếng hừ hừ. Lần này, rốt cục phải kết thúc đi. Phục sinh thủ đoạn, đều là các tu sĩ cuối cùng thủ đoạn. Đặc biệt là loại này nguyên địa phục sinh thủ đoạn, càng là đầy đủ chân quý. Tiếp đó, coi như còn có thể phục sinh, cũng cần thời gian giảm sóc a. Lần này để cho ta hảo hảo ngủ một hồi, khả năng ngủ sẽ khá dài. Tương tự suy nghĩ, tại chúng bá tống nhóm trong đầu hiển hiện. Nhưng liền tại bọn hắn như chút được gánh nặng, chuẩn bị giống thụ thương hung thú, đi trong góc liếm liếm miệng vết thương của mình, hảo hảo tĩnh dưỡng một chút lúc. Cái kia ngoan cường nho ra phụ huynh, lại một lần nữa run rẩy đứng lên, hắn cúi thấp đầu, toàn thân tản ra bi ai khí tức. Đồng dạng run rẩy còn có chúng bá tống nhóm tâm linh. Ca, chúng ta gọi ngài ca còn không được sao? Thật sự không cho chúng ta gọi ngài cha cũng được a? Ngài đừng đứng lên được không? Ngài đứng đấy, chúng ta nằm, áp lực rất lớn. Trong bi ai nho ra phụ huynh vung tay lên một cái kia không biết là pháp thuật vẫn là quyền hạn năng lực, lần nữa phát động. Vừa bị vùi dập giữa chợ chuẩn bị kỹ càng tốt tính dưỡng một hồi chúng bá tống, lần nữa nguyên địa phục sinh. Vừa mới phục sinh về sau, chúng bá tống nhóm sẽ khóc. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ, hướng ra phía ngoài chạy, chuẩn bị thoát đi cái thế giới này. Nhưng là hai chân làm sao có thể chạy qua cửu u chúa tể pháp thuật. Tàn ngược tà năng gió bão lần nữa tập cuốn tới, mang đến tử vong. Chúng bá tống đổi tư thế, lần nữa thể nghiệm một thanh tử vong tư vị. Đồng dạng tử vong phương thức, đồng dạng thống khổ. Đều nói một lần thì lạ, hai lần thì quen. Nhưng cái này đều hồi ba, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào thích ứng loại này vượt qua tinh thần, nhục thể, linh hồn có thể tiếp nhận cực hạn thống khổ. Ba lần a, quá tam ba bận, lúc này tổng hẳn là phải kết thúc đi. Những kinh nghiệm này, lại là bá tống tiền bối năm đó tự mình kinh lịch sao? Nếu như là, cái kia năm đó bá tống tiền bối, đến cùng chết bao nhiêu lần? Đang lúc chúng bá tống nhóm một bên kêu thảm, một bên suy tư thời điểm, cái kia nho ra phụ huynh lần nữa run rẩy đứng lên. Chúng bá tống nhóm nội tâm cũng lần nữa run rẩy theo. Đây là nhà ai thánh kỵ, có thể hay không nãi người, có biết dùng hay không phục sinh a? Phục hòa thuật đang khóc a? Liền không thể chờ cây kia kim loại ngón tay đại lão sau khi rời đi lại phục sinh bên ta đơn vị sao? Nhưng trong hiện thực phục sinh không có tiếp nhận hay không tuyển hạng. Dù cho không nguyện ý, bọn hắn vẫn là bị sống lại. Có lẽ là liên tiếp chết quá nhiều lần. Có mấy vị bá tống trước mắt, mơ hồ xuất hiện ảo giác. Bọn hắn nhìn thấy to lớn thú tù giới chiến thần tượng thần, phù hiện ở không trung, tại đối chúng sinh lộ ra từ bi mỉm cười. Thú tù giới chiến thần, là thần thú giới phi thường cổ lão một tôn trường sinh giả đại năng, sáng lập rất nhiều thích hợp thú tu tu luyện công pháp, đã từng càng là nhất thống qua thú tu giới. Sở dĩ, hắn bị bây giờ thú tu giới cho rằng là thú tu trung tổ. Chiến thần tượng thần mặt hướng nhân sinh, phát ra thanh âm ôn nhu, ngươi, khát vọng lực lượng sao? Cái thanh âm này, hư ảo phiêu miểu, giống như gần lại xa, tự nam tự nữ, giống như lão giống như ít, nghe quỷ dị vô cùng. Nhưng là trong thanh âm này mang theo dụ hoặc, để cho người ta vừa nghe đến, liền tâm động. Không, ta khát vọng tử vong, liền để ta chết một hồi, tạm thời không muốn phục sinh cái chủng loại kia. Ta khát vọng ấm áp. Ta khát vọng yêu. Ta khát vọng hòa bình thế giới. Chúng bá tống nhóm sớm đã bị phục sinh dày vò chết đi sống lại, trong đầu ngoại trừ chết bên ngoài vẫn là chết. Lúc này thì bọn hắn, khát vọng các loại đồ vật loạn thất bát tao. Thậm chí ngay cả tử vong đều có người khát vọng. Nhưng sừng sốt không có một cái nào khát vọng lực lượng. Lại thêm, thú tu giới cửu u tà năng cảm nhiễm sự kiện gây lớn như vậy. Tiến vào Gô Thánh Sơn thí luyện thú tu nhóm, đều biết cửu u tà năng cảm nhiễm quá trình. Tất cả thí luyện giả đối với người khát vọng lực lượng sao? Vấn đề này, phi thường mẫn cảm. Cho dù là ý thức không tỉnh táo trạng thái, bọn hắn cũng sẽ bản năng tránh đi vấn đề này, không chính diện trả lời. Chúng bá tống hồi phục âm thanh, cũng thông qua mưa đạn phương thức, xuất hiện đang theo dõi trên tấm hình. Đến rồi, Bạch tiền bối cười nói. Cái này một chuỗi đặc thù hồi phục, không hề nghi ngờ, là những người thí luyện nhận lấy thú tu giới những ngụy thần kia binh mảnh vỡ cùng cửu u tà năng ảnh hưởng. Bất quá, Gô Thánh Sơn thí luyện kim nguyệt thế giới, là một cái đặc thù không gian.
liền Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới đều bị tạm thời che đậy. Sở dĩ, cửu u tà năng năng lượng không cách nào thẩm thấu đến kim nguyệt bên trong. Chỉ có thể thông qua viễn trình truyền lại một số yếu ớt tinh thần ảnh hưởng tiến đến. Có thể kết thúc thí luyện nội dung cốt truyện, Bạch Tiền Bối nói, hắn đã được đến kết quả mong muốn. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ trong hư không sao động, trả lời, thu đến. Thần Long âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm giác, nếu như lại chết đi xuống, cái này kịch bản bên trong thí luyện giả đi ra, đều phải điên mất. Theo Bạch Long tỉ tỉ thao tác, nho ra kim liên thế giới kịch bản, rốt cục tiến vào giai đoạn kết thúc. Vòng lặp vô hạn phá giải. Đồng thời, tại kim liên thế giới kịch bản thế giới thu nạp thời khắc, Bạch Tiền Bối tế ra một thanh duy nhất một lần phi kiếm. Là dùng Tống Thư Hàng nhánh cây nhỏ trẻ thành phi kiếm. Duy nhất một lần phi kiếm chỉ tìm hiểu nguồn gốc hào, đi ngươi. Bạch Tiền Bối bấm một cái kiếm quyết, phi kiếm siêu một chút, vọt hướng hư không. Giữa người và người cự ly, có thể có bao xa? Nếu như chỉ là lấy người bình thường ánh mắt đến xem. Thế giới thật sự rất lớn, mà nhân loại hiện tại quả là rất nhỏ. Nhỏ bé nhân loại, tại to lớn thế giới bên trong, liều mạng tìm kiếm lấy, muốn tìm được cái kia cùng mình không có khoảng cách một người khác. Đối với Bạch Thánh tới nói, tâm tình mới là hết thảy. Chỉ muốn tâm tình tốt, dù là chân trời góc biển, đều không phải là vấn đề. Chỉ muốn hắn một cái ý niệm trong đầu, vô luận có bao xa, đều có thể đem một cái người đưa đến một người khác bên người, để bọn hắn cự ly từ chân trời góc biển biến thành không có cự ly, thậm chí là cự ly âm. Đi ngươi, Bạch Tiền Bối một cái kiếm quyết qua đi, mới tinh duy nhất một lần phi kiếm bước lên nó hành trình. Hắn vọt hướng hư không, thuận dây leo sờ cầu, phá tan rồi Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa không gian giam cầm. Hắn dọc theo cái kia một sợi tinh thần ảnh hưởng, hướng thẳng đến cái kia cửu u tà năng bản nguyên phóng đi. Hắn cứ như vậy, biến mất không thấy gì nữa. Ta gõ, Thần Long cả kinh nói. Tại cái này không gian giam cầm Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa bên trong, liền hắn đều chỉ có thể thông qua thí luyện quan quyền hạn, tại thuộc về mình thí luyện phạm vi bên trong, biên độ nhỏ sử dụng không gian lực lượng. Mà Bạch Thánh, cứ nhiên không nhìn thẳng không gian giam cầm, nhẹ nhõm khống chế không gian năng lực lượng, dùng tặc lưu. Bạch đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thực sự là, quá mê người. Bạch Long tỉ tỉ lệch ra qua bản thân long đầu, bình tĩnh nói ta không nói gõ, văn minh người ta hắn. Thần Long há to miệng, không lời nào để nói. Hắn yên lặng đứng dậy bắt đầu hoạt động bản thân thân rồng. Sau đó, đến hắn ra sân cho thông qua thí luyện thú tu nhóm ban thưởng chúc phúc. Sân thí luyện bên trong. Chân thực huyễn tượng kịch bản thế giới giải trừ. Đám kia lâm vào vòng lặp vô hạn thí luyện giả nhóm, cũng rốt cục đạt được giải thoát. Bọn hắn hư nhược ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Cứ như vậy để cho ta nằm lập tức tốt, ai cũng đừng tới đánh thức ta. Ta cũng vậy, ta thậm chí ngay cả lời nói cũng không muốn nói. Lại nói các ngươi kinh lịch chính là cái gì nội dung cốt truyện, ta kinh lịch chính là bá Tống Tiền Bối đang giảng pháp lúc đột nhiên tự bạo kinh lịch. Loại đau khổ này, ta cả đời đều khó mà quên được. Ta kinh lịch chính là Bạch Thánh chém giết bá Tống Tiền Bối nội dung cốt truyện, nhưng dù cho dạng này, ta vẫn là thật sâu thích Bạch Thánh. Bên này bá Tống Tiền Bối kiểu chết là bị một vị tóc vàng tiên tử luyện khí, dùng thân thể của hắn luyện khí, thảm đến không cách nào hình dung. Kinh nghiệm của các ngươi quả thực là hạnh phúc, ta kinh lịch chính là một lần lại một lần tử vong, lại một lần lần phục sinh, loại kia tuyệt vọng, không biết muốn thế nào hướng các ngươi miêu tả. Thí luyện chi địa đám người, bắt đầu giao lưu. Tựa như là các thí sinh tại thi xong về sau, sẽ trao đổi một chút trong cuộc thi cho cùng tâm đắc đồng dạng. Thí luyện giả cũng bắt đầu giao lưu bản thân thí luyện đi qua cùng thu hoạch. Bá Tống Tiền Bối trải qua thống khổ, tại chúng ta phía trên. Hắn dài rằng giặc trong đời, đến cùng kinh lịch bao nhiêu lần tử vong cùng tuyệt vọng a. Bá Tống Huyền Thánh là gần ngàn năm tới vị thứ nhất thánh quân, sư tôn ta phỏng đoán qua. Bá Tống Tiền Bối nhân sinh cũng không vượt qua ngàn năm số lượng. 1000 năm ở giữa, liền trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, quả nhiên. Mỗi một vị thánh quân con đường, đều tràn đầy máu tươi, có địch nhân, cũng có bản thân. Thú tu nhóm đối bá Tống Tiền Bối đánh giá, nước lên thì thuyền lên. Trong hư không, Tống Thư Hàng ôm A Thập Lục, đạp không mà đi. Thân là thí luyện quan, hắn có thể che giấu mình thân hình, không bị phía dưới các thí sinh phát giác. Tống Thư Hàng một mặt hí hư nói, nếu để cho bọn hắn biết,
những thứ này tai nạn cùng thống khổ đều là ta tại hơn nửa năm thời gian bên trong trải qua, không biết biết bọn hắn sẽ có ý tưởng gì. A Thập Lục duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng dán tại Thư Hàng gương mặt bên trên. Giữa hai người cự ly, tựa hồ biến càng gần một lần. Hai người tâm, cũng trở nên càng gần. Lúc này, bong một tiếng, Tống Thư Hàng phía sau có một đóa hoa bao sinh trưởng đến đỉnh đầu vị trí, nở rộ ra, rất là khả ái. Phốc phốc, Tô Thị A Thập Lục nhìn không được cười ra tiếng. Cùng một thời gian, sáng tỏ trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, lôi quang lấp lóe. Tại trong mây đen, to lớn thần long thân ảnh hiển hiện. Sự xuất hiện của nó, đại biểu cho thí luyện kết thúc. Vất vả ngươi, bá Tống đạo hữu, mời đến bên cạnh làm sơ nghỉ ngơi. Thần long lên tiếng nói. Nhưng bởi vì lần này Bạch Long tỷ tỷ không đi ra cho hắn phối phiên dịch. Tống Thư Hàng một mặt mộng ép đứng tại chỗ. Thần long ngẩng đầu vọng thiên, thật sâu thở dài. Sau đó, hắn lựa chọn không nhìn Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục. Hắn cúi đầu mặt hướng đám kia thí luyện giả. Chúc mừng các ngươi, dũng cảm thú giới con dân. Các ngươi mỗi người, đều xông qua lần này thí luyện. Lần này thí luyện, vô cùng đặc thù. Cố gắng của các ngươi, ta nhìn ở trong mắt. Thần long trầm giọng nói. Thanh âm của nó bên trong, tràn đầy uy nghiêm. Mặt khác Tống Thư Hàng chú ý tới, thần long lên tiếng lúc, là song thanh nói. Hắn mới mở miệng, long ngữ cùng thú tu giới ngôn ngữ đồng thời xuất khẩu, sánh vai cùng. Đây cũng là hắn đặc thù thiên phú. Phía dưới thú tu giới thành viên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thần long. Cố gắng của các ngươi, ta đến thừa nhận. Sự phấn đấu của các ngươi, ta đến chúc phúc. Thần long thân thể cao lớn tại tầng mây bên trong du tẩu. Theo hắn thanh âm uy nghiêm, chúc phúc nghi thức mở ra. Tất cả thông qua thí luyện thú tu nhóm, toàn thân nóng lên. Đỉnh đầu bọn họ, từng cái thánh viên hư ảnh hiển hiện. Tất cả thánh viên hư ảnh, an tĩnh đợi tại thu luyện người đỉnh đầu, tiếp nhận thần long chúc phúc. Thuộc về long lực lượng tác dụng trên người thánh viên. Lần thứ nhất tiếp nhận chúc phúc thú tu, thánh viên hư ảnh lên xuất hiện long văn, liền giống như Tống Thư Hàng. Mà lần thứ hai tiếp nhận chúc phúc thú tu, thánh viên trên người long văn biến to lớn hơn, cảm giác lên hình xăm từ 2D biến thành 3D phong cách vẽ, phảng phất tùy thời muốn từ trên thân thánh viên nhảy xuống tới đồng dạng. Long thừa nhận nghi thức, kết thúc. Tại thần long an bài xuống, tất cả thí luyện giả làm sơ nghỉ ngơi về sau, từng cái từ dưới đất bò dậy, tiến về thí luyện chỗ càng sâu. Trạm tiếp theo, bọn chúng muốn đi trước chính là đến tổng cương nơi truyền thừa luyện ngục đường hầm. Đợi thí luyện giả nhóm bắt đầu rút lui về sau, thần long hướng phía Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục vẫy vẫy móng vuốt, ra hiệu hai người đuổi theo. Hắn muốn dẫn Tống Thư Hàng đi trước cùng Bạch Long tiên tử tụ hợp, sau đó cấp cho ban thưởng. Một bên khác, Bạch Thánh duy nhất một lần phi kiếm chi tìm hiểu nguồn gốc hào, phá vỡ tầng tầng không gian, khóa chặt mục tiêu, dũng cảm tiến tới. Tại một lần cuối cùng không gian khiêu dược về sau, hắn bỗng nhiên từ không gian bên trong chui ra. Hắn xuyên toa không gian lúc, sử dụng chính là tai nạn cự quy siêu thời không dạo bước năng lực, đây là liền béo cầu chúa tể đều không thể phát giác quỷ dị không gian thiên phú. Duy nhất một lần phi kiếm lóe lên chi địa, là một chỗ bỏ hoang cung điện di tích. Tại di tích này bên trong, hiện đầy màu đen nhánh quả đen. Lít nha lít nhít quả đen, bao trùm cả cái di tích phạm vi, chỉ là hình tượng này tự khiến người tê cả da đầu. Nguyên bản ồn ào quả đen tại di tích này bên trong, nhưng không có phát ra một tiếng kêu gọi. Siêu duy nhất một lần phi kiếm bắn kết thúc không gian xuyên toa về sau, bắn trúng cái nào đó cứng rắn vật thể. Đồng thời, đem mình và cái này cứng rắn vật thể cự ly, biến thành cự ly âm.